Không sai, cái yếm này là mua về, không phải trộm về. Đôi vợ chồng son kia vẫn còn đang bận ở trong rừng đếm tiền. Một cái yếm đáng giá đến vậy sao? Chỉ có quỷ mới biết được, cái tên đó chắc chắn có đầu óc không bình thường. Cũng có thể hắn có sở thích đặc biệt. Hai vợ chồng này đúng là tốt cả đôi, đặc biệt là tên lỗ mãng đầu hói, có thể dùng yếm của vợ mình để đổi lấy tiền thì cũng là một nhân tài, nếu như được thì hắn ta thật sự còn muốn đi hỏi Triệu Bân xem có muốn mua cái áo nhỏ ở bên trong luôn hay không. Nếu có thể giải quyết bằng tiền thì cố gắng đừng động thủ. Triệu Bân không quá cân nhắc về chuyện này, tuy rằng tốn mấy chục vạn lượng nhưng cũng đáng giá. Ngay cả Nguyệt Thần cũng không thể nhìn thấu độn giáp thiên tự thì tiền tài làm sao có thể so sánh được với thứ này. Sao băng rơi xuống quả nhiên là có cơ duyên. Hơn nữa đêm hắn ra ngoài là để tầm bảo. Không ngờ, sau khi gặp không gian biến động thì hắn lại có được trong tay độn giáp thiên tự. Không tồi. Triệu Bân tươi cười, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ. Hắn khoanh chân ngồi nghiên cứu cái yếm, nói thật thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái yếm của nữ tử cho nên cảm thấy rất tò mò, không khỏi nhìn qua nhìn lại thêm mấy lần. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn. Ngoài kia có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy mà ngươi lại chỉ ở đây lo nghiên cứu cái yếm này. Ta là người đứng đắn. Làm như thế này thật không quân tử. Triệu Bân lau máu mũi, bắt đầu làm việc chính. Hắn dùng lôi điện bao phủ lấy cái yếm rồi luyện ra một chữ vàng rực rỡ. Đó chắc chắn là độn giáp thiên tự, cuối cùng được hắn khắc vào kiếm Long Uyên, thân kiếm lại tỏa ra ánh sáng như có một nguồn năng lượng đang chảy ở trong nó, từng đợt kim quang tỏa ra đều tiềm tàng ý nghĩa lớn không thể nói rõ, chỉ biết rằng khi được khắc độn giáp thiên tự lên thì kiếm uy của kiếm Long Uyên càng lúc càng cường đại, thậm chí nó còn có thể tự nuôi dưỡng nên kiếm ý. Nhìn ngươi thật tốt. Triệu Bân cười nói. Thu kiếm Long Uyên lại rồi nhắm mắt dưỡng thương. Hắn không thể ở ngoài lâu hơn được nữa, sau khi thương thế lành lại thì hắn phải trở về Bạch Gia càng sớm càng tốt. Hắn không quan tâm lắm đến chuyện có bảo vật từ trên trời rơi xuống, lúc này chuyện che chở Bạch Gia an toàn rời đi mới là chuyện chính. Quác, quác! Trên không trung đang có rất nhiều hải điêu bay qua. Không cần phải nói, đó đều là thú cưỡi của những kẻ đến tầm bảo. Khi đi ngang qua đảo nhỏ có rất nhiều người nhìn xuống dưới còn nhìn thấy được cảnh đẹp ý vui. Bọn họ không phải là nhìn thấy Triệu Bân mà là nhìn thấy vợ chồng tên lỗ mãng kia. Hai người đó thật sự rất tâm huyết, vừa mới đếm tiền xong liền gác qua một bên rồi tiếp tục quấn lấy nhau. Tiếng của người phụ nữ phát ra khiến cho tất cả rụng rời. Nếu như không phải đang vội vã đi tranh đoạt bảo vật thì hơn phân nửa đã đáp xuống dưới xem trực tiếp cảnh đó rồi. Nhưng đêm nay không phải ai cũng đang vội vàng đi tranh đoạt bảo. Giống như nữ soái và người của mình đều đang cẩn trọng tìm người, bọn họ đang tìm Cơ Ngân, không biết là hắn đã chạy đi đâu khiến cho thần sắc của ai trông cũng khó coi. Bọn họ đã vòng qua vòng lại ở hải vực này hơn 10 lần, thấy người tranh đoạt bảo vật đến hết lớp này đến lớp khác nhưng vẫn không có dấu vết gì của Cơ Ngân. Mặc dù vậy, bọn họ thậm chí còn không dám lớn tiếng kêu tên hắn. Nếu như kêu tên hắn lúc này thì Nam vực sẽ càng náo nhiệt hơn. Nữ soái biến ra một phân thân đi thẳng về đảo nhỏ Bạch Gia. Không thể trì hoãn thêm được nữa, phải ngay lập tức khởi hành. Trùng hợp với thời gian trời giáng dị bảo, cường giả kéo đến Nam vực này hơn phân nửa đều chém giết nhau để tranh đoạt bảo bối, trong đó có lẽ cũng có không ít người của thi tộc và huyết y môn. Tứ phương đều bị bảo bối trên trời hấp dẫn, giờ phút này chính là thời cơ để di chuyển. Phân thân đi rồi. Chân thân vẫn đang tiếp tục tìm người. Ầm, ầm. Ở một hướng đột nhiên lại nổ ra tiếng động lớn, thậm chí cách thật xa cũng có thể nhìn thấy máu tươi phun ra. Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng hô hào chém giết cùng tiếng gào thét thảm thiết. Cường giả kéo đến Nam vực tranh đoạt bảo bối vừa nghe thấy động tĩnh liền biết ở hướng đó đang xảy ra một hồi đại chiến, không biết có bao nhiêu người đã tham gia vào trận chiến. Trong đó thật sự có cả cường giả của thi tộc cùng huyết y môn. Hơn nữa, bọn chúng còn có không ít. Không lâu sau, phân thân của nữ soái đã đáp xuống đảo nhỏ Bạch Gia. Người của Bạch Gia cũng không ngủ, ngoài trừ mấy đứa trẻ thì cũng không có ai ngủ được, tất cả đều đang bận rộn, chờ hừng đông sẽ khởi hành, những thứ có thể mang đi đều đã mang đi hết, những thứ không thể mang đi cũng đều đã thiết hạ cấm chế,
trước khi đi bọn họ tuyệt đối sẽ hủy diệt tất cả, không thể để cho các thế lực đối địch chiếm đoạt được. Chân thân đâu, nhìn thấy phân thân của nữ soái, các cường giả của quân Xích Diễm liền hỏi. Đi tìm Cơ Ngân, nữ soái phân thân hít sâu một hơi nói. Cái tên nhóc đó thật là phiền phức. Trời giáng dị bảo chính là cơ duyên tốt nhất để thoát khỏi đây. Dị bảo. Chân thân nói phải mau chóng khởi hành. Mọi người nói xong liền đi thẳng đến đại điện Bạch Gia. Điều mà nữ soái nghĩ cũng chính là điều mà lão tổ Bạch Gia đang suy nghĩ, trời giáng dị bảo là chuyện lớn, Bạch Gia tất nhiên cũng đã nghe nói tới. Ở khắp Nam Vực đều có do thám của Bạch Gia đã mang tin tức này truyền về. Vì vậy, đây là một thời cơ tốt. Thừa dịp cường giả tứ phương đang tranh đoạt bảo bối không có ai để ý đến nơi này, chuyển gia tộc đi lúc này là tuyệt vời nhất. Nhanh! Tiếng quát của lão tổ Bạch Gia vang vọng khắp thành cổ. Sau khi ông ta hạ lệnh, từng đợt thú cưỡi liền bay ra ngoài, trên mỗi một con thú cưỡi đều có một cường giả Bạch Gia. Đội thú cưỡi bay ra trước này sẽ bay thẳng tới biên giới của hòn đảo để phòng vệ cũng như do thám tình hình. Ông! Sau đó, những chiến thuyền khổng lồ lần lượt được đẩy ra biển. Ực! Nhìn thấy chiến thuyền khổng lồ, cường giả quân Xích Diễm đều đồng loạt nuốt nước miếng. Chiến thuyền Bạch Gia thật sự quá khổng lồ. Lần lượt ba chiến thuyền lớn được đẩy ra nguy nga như núi, trên mỗi một chiến thuyền đều có khắc bí văn cùng pháp trận, có pháp trận bảo vệ cũng có pháp trận công kích, ngoài ra còn có một số lượng lớn xe nỏ, bên trên mỗi xe nỏ đều có lắp sẵn nỏ mạnh. Chậc chậc chậc. Cường giả quân Xích Diễm đều tặc lưỡi, cả kinh tột đỉnh, bọn họ ở Bạch Gia cả một ngày cũng không hề biết bên trong đảo còn cất giấu nhiều thứ đáng sợ đến như vậy. Nhìn hệ thống phòng ngự trên chiến thuyền này có thể thấy được những đòn công phạt bình thường không thể nào phá hủy nổi. Bạch Gia này chẳng phải đã là một gia tộc lớn siêu cấp rồi hay sao? Đối với gia tộc bình thường thì chỉ một chiến thuyền cũng không có nổi. Xếp hàng lên thuyền. Gia chủ Bạch Gia đứng trên thú cưỡi lớn tiếng quát, không quân Bạch Gia đã bao phủ toàn bộ biên giới, phòng vệ chặt chẽ không chút kẽ hở để cho tộc nhân có thể an toàn lên thuyền, chỉ sợ các thế lực khác sẽ đánh lén. Nhanh nhanh! Người của Bạch Gia xếp hàng lên thuyền rất có trật tự. Mỗi một gia đình nhỏ đều để cho phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước. Không đợi hắn sao, cường giả quân Xích Diễm quay sang hỏi nữ soái phân thân. Chúng ta có thể đợi nhưng Bạch Gia không thể đợi, nữ soái phân thân nói. Cô ta biết rất rõ tình hình lúc này, sợ là chưa đợi được Cơ Ngân thì đã gặp thi tộc cùng huyết hy môn vây công một lần nữa. Cường giả quân Xích Diễm đều gật đầu. Thời gian không chờ đợi một ai, tình hình ở đây thực sự đã rất bế tắc, nếu như còn chậm trễ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nữ soái có thể tìm được Cơ Ngân sau đó mau chóng đuổi kịp. Nhóc hám tiền chạy lại, nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhìn nữ soái phân thân hỏi, tiền bối, Cơ Ngân đâu? Hắn sẽ theo sau, nữ soái phân thân cười nói. Nhóc hám tiền không hỏi thêm nhiều, chỉ đứng chờ cùng mọi người. Hắn cũng chạy ra ngoài kia góp vui hay sao, Tử Linh nhìn nữ soái phân thân hỏi nhỏ. Hắn chạy đến chỗ nào là chỗ đó liền náo nhiệt, nữ soái phân thân dùng một ánh mắt trả lời. Tử Linh không hề nghi ngờ lời này. Khoảng thời gian này tên nhóc đó hết sức nổi tiếng, từ tỷ thí Tân Tông đến biên quan Đông Nam, hắn chạy đến đâu là náo nhiệt đến đó. Hơn nữa động tĩnh của lần sau so với lần trước lại càng khổng lồ hơn rất nhiều. Bạch Gia làm việc rất năng suất. Tuy nhiên, không phải ai cũng lên chiến thuyền. Có rất nhiều người già tu vi không cao đều ở lại đảo nhỏ Bạch Gia, bọn họ đã gần đất xa trời cho nên cũng không muốn ra ngoài tung hoành, chết trận cũng được mà chết già cũng thế, bọn họ muốn ở lại đây để lá rụng về cội. Lão tổ Bạch Gia cũng không ép buộc. Nếu không phải ông ta có trách nhiệm phải bảo vệ gia tộc thì có lẽ ông ta cũng đã ở lại. Sao vẫn chưa tới, nhóc hám tiền bước qua nhìn xung quanh. Hắn đang ẩn thân trong bóng tối, Tử Linh nói xong liền kéo cô nhóc lên chiến thuyền. Bạn của cô đâu, lão tổ Bạch Gia hỏi nữ soái phân thân. Không lâu sau sẽ đuổi kịp, chúng ta mau chóng khởi hành trước, nữ soái phân thân nói, không thể tiếp tục trì hoãn. Không thể tìm ra Cơ Ngân cũng không được khiến cho Bạch Gia thêm loạn, phải khởi hành càng sớm càng tốt. Đi! Lão tổ Bạch Gia quát lớn một tiếng, tất cả chiến thuyền của Bạch Gia đều xuất phát với khí thế hào hùng.
Trong chớp mắt, người của Bạch Gia ở trên chiến thuyền đều quay đầu lại nhìn hòn đảo nhỏ rồi rơi lệ đầy mặt. Lần này đi không biết khi nào mới có thể trở lại. Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được. Tâm trạng của người xa xứ vô cùng thê lương. Lão tổ Bạch Gia hít sâu một hơi, lấy ra bản đồ. Một vài trưởng lão bước tới. Lộ trình đã được vạch ra sẵn, phải cố gắng tránh những nơi phồn hoa, đi đường vòng ra khỏi vùng hải vực. Lộ trình này mặc dù hơi xa một chút nhưng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đội hình này. Cường giả quân Xích Diễm lại thổn thức không thôi, thầm nghĩ Bạch Gia chắc chắn là cao thủ thủy chiến, mặc dù đang di tản nhưng đội hình chiến thuyền vẫn hết sức khổng lồ và gọn gàng, có công có thủ đầy đủ. Trên bầu trời, thú cưỡi đang bay lượn khắp nơi do gia chủ Bạch Gia đích thân dẫn dắt, tất cả các cường giả đang bay đều lấy ra kính viễn vọng quan sát tứ phương. Một khi phát hiện ra điều dị thường thì sẽ ngay lập tức báo động. Với nội tình hùng hậu như vậy thì ngay cả một gia tộc cùng đẳng cấp cũng không dám chạy tới đây khiêu khích Bạch Gia. Vèo, vèo. Chiến thuyền rẽ sóng lướt đi trên mặt biển. Lão tổ Bạch Gia đã đứng trên mũi thuyền, từ đây không thể nhìn rõ đảo nhỏ Bạch Gia nữa, lọt vào trong tầm mắt của ông ta lúc này chỉ là biển rộng mênh mông. Rời xa nơi phồn hoa, đừng nói tới bóng người. Ngay cả các đảo nhỏ khác cũng khó thấy. Như thế là tốt nhất, không làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào đang có mặt ở Nam vực này, đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất. Đêm nay thật dài. Cường giả quân Xích Diễm đều ngẩng đầu nhìn trời. Đúng như lời bọn họ nói, đêm nay dài đến lạ thường. Quan sát thời gian, bầu trời đáng ra phải hừng sáng nhưng vẫn tối tăm mờ mịt. Người phàm không thể nhìn thấu nhưng Nguyệt Thần thì khác. Từ trước cô ta đã nhắc tới chuyện càn khôn ở phàm giới bị hư tổn, cho dù chưa đến mức điên đảo âm dương nhưng ngày đêm cũng đã hỗn loạn, ở nơi khác thì cô ta chưa biết nhưng ở Nam vực này thì vài ngày tới chắc chắn sẽ luôn chìm trong đêm đen. Ầm, ầm. Nam vực sóng lớn cuộn trào, ầm vang không dứt. Những cường giả chạy đến hải vực tranh đoạt bảo bối đang bộc phát khí thế ngất trời. Nhìn ra xa trên bầu trời có rất nhiều bóng người. Tất cả đều là cường giả chuẩn thiên khí thế mãnh liệt liên tục tung ra sát chiêu, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Tung bay đầy trời, mỗi một khi va chạm đều có máu tươi phun ra, cũng có vầng sáng lan tràn khiến cho mặt biển nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Không biết đã có bao nhiêu người phải chết. Ngay cả nước biển cũng bị nhuộm đỏ. Những con thú khổng lồ ẩn nấp dưới đáy biển đặc biệt thích thú khi ngửi thấy mùi máu. Tuy nhiên cũng không có con nào dám ngóc đầu lên. Ở đây có quá nhiều người, toàn là cường giả. Cảnh tượng khủng khiếp thế này, một khi bọn chúng ngóc đầu lên tức là tự tìm đường chết, bọn chúng còn hận không thể trốn sâu hơn. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ở bên ngoài phạm vi đại chiến vẫn còn có rất nhiều người, đa phần là võ tu cảnh giới huyền dương cùng địa tạng. Cường giả chuẩn thiên đang đại chiến tranh đoạt bảo bối, làm gì có ai dám xông lên. Bảo bối đúng là quý giá thật nhưng phải còn mạng thì mới lấy được. Vật của tiên gia. Có không ít người lẩm bẩm, có thể mơ hồ trông thấy đó là vật gì, một tòa tháp linh lung nhỏ tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích tuyệt đối là bảo vật bất phàm, nay vì một trận đại chiến mà bị nhiễm không ít máu tươi. Bây giờ nó nghiễm nhiên đã trở thành một củ khoai nóng bỏng tay, bất luận là nó rơi vào tay ai thì kẻ đó cũng đều sẽ bị cường giả tứ phương công phạt. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tòa tháp linh lung đó đã nhiều lần đổi chủ nhưng những kẻ bắt được nó thì kết cục đều không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Đáng ra trời phải sáng rồi mới đúng. Không ít người ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc quái dị. Lời này vừa nói ra thì liền có không ít người cũng cảm thấy không ổn. Đêm nay thật sự quá dài rồi. Nhưng so sánh với điều đó thì trận hỗn chiến vẫn thu hút sự chú ý nhiều hơn. Không có ai nghĩ gì nhiều hơn việc chạy tới tranh đoạt bảo bối hoặc là chạy tới xem kịch hay. Không có. Trong đám đông có một bóng hình xinh đẹp đang lẩm bẩm không thôi. Bóng hình đó đương nhiên là của nữ soái, vừa nghe động tĩnh thì cô ta đã chạy đến đây. Mặc dù cô ta không biết chính xác Cơ Ngân đang ở đâu nhưng cô ta biết bất cứ nơi nào náo nhiệt cũng sẽ có khả năng cao là nơi hắn xuất hiện. Nhưng lần này dường như là ngoại lệ. Cô ta đã chạy đi tìm khắp hải vực nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cơ Ngân. Đúng như cô ta dự đoán, ở nơi này có không hề ít người của thi tộc cùng huyết y môn,
giờ phút này bọn chúng vì tranh đoạt tháp linh lung mà đỏ mặt tía tai, sợ là đến tận lúc này bọn chúng cũng chưa biết Bạch Gia đã di tản khỏi đảo, mà cho dù có biết thì cũng không có tâm trạng để đuổi theo, nếu như muốn đuổi theo thì bọn chúng còn phải liên minh với thế lực tứ phương một lần nữa. Nhưng bởi vì bảo bối từ trên trời rơi xuống mà bọn chúng đều đã chiến đấu với nhau đến mức lục thân không nhận. Lúc này bọn chúng có thể ngồi xuống thương lượng chuyện kết liên minh mới là lạ. Cho nên mới nói, chuyện trời giáng dị bảo tới rất đúng lúc khiến cho thế lực tứ phương đều bị hấp dẫn lại đây. Quả nhiên bất phàm. Sau khi quan sát tình hình thì nữ soái lại liếc nhìn tòa tháp linh lung kia. Không cần cầm lên nghiên cứu cũng biết đó là vật của tiên gia, bằng không thì đám cường giả kia cũng sẽ không liều mạng mà tranh đoạt. Cô ta không tham dự, không thể tham dự, cũng không dám tham dự. Trong trận hỗn chiến toàn là cường giả chuẩn thiên, kẻ nào dám cầm tháp linh lung đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Ta nói, có phải lại có thêm sao băng rơi xuống hay không, không biết là ai đã nói một câu. Không cần người đó nói, tất cả mọi người có mặt cũng đều đã nhướng mày. Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ là một ngôi sao băng khác đang rơi xuống, một ngôi sao băng màu vàng chói điểm xuyết trên nền trời tối tăm vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp. Lại là trời giáng dị bảo. Những thanh âm kinh ngạc vang lên bốn phía, ngay cả các cường giả đang tranh đoạt tháp linh lung cũng đều ngẩng đầu lên trong chớp mắt. Không sai, lại là trời giáng dị bảo. Thật là lạ, đêm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao bảo bối cứ liên tục rơi từ trên trời xuống vậy? Nhanh! Có rất nhiều người ngay lập tức phóng về phía đó. Có thời gian đứng xem kịch còn không bằng đi tranh đoạt cơ duyên, nếu như đủ nhanh thì bọn chúng còn có thể cướp được bảo bối rồi bỏ chạy. Nó là của lão phu. Có không ít cường giả đang tranh đoạt tháp linh lung đều tách ra phóng về phía đó, bảo bối ở bên đó so với bên này lại càng chói mắt hơn, kim quang mà nó tỏa ra không phải là thứ tầm thường, còn sáng chói hơn cả ánh sáng ngọc bích tỏa ra từ tháp linh lung. Nam vực thật sự là một nơi quá kỳ quái. Nữ soái lẩm bẩm tự nói, lặng lẽ đứng nhìn lên vòng trời. Không phải cô ta chưa từng thấy qua hiện tượng trời giáng dị bảo nhưng đêm nay ở đây lại giáng xuống tận hai món bảo bối liên tiếp, khó trách có rất nhiều cường giả đều chạy tới Nam vực này ẩn cư. Hóa ra là do ở Nam vực này thường xuyên xuất hiện cơ duyên. Hôm nay có hai món bảo bối rơi xuống, nói không chừng một ngày nào đó còn có tạo hóa nghịch thiên gì đó giáng xuống. Thần tiên đánh nhau, người phàm tranh thủ. Câu này Nguyệt Thần lại nói thêm lần nữa, cô ta là thần cho nên có thể nhìn thấu tất cả, càn khôn phàm giới tổn hại sẽ sinh ra những khe nứt mà người phàm không thể nhìn thấy, bảo bối sẽ rơi ra từ những khe nứt này. Cục diện chia làm hai bên. Bên này, Triệu Bân vẫn đang trị thương. Những vết thương do vết cắt không gian cắt chúng đều đã khôi phục lại nhờ vạn pháp trường sinh quyết. Cùng may là cái tên này có nội tình hùng hậu cùng khả năng chịu đèn giải tất cả các vết thương đều đã khép lại, chủ yếu chỉ còn nội thương cùng sati không gian bên trong cơ thể nhưng cũng không có gì đáng ngại, thứ mà hắn cần lúc này chỉ là thời gian. Hi, ở khu rừng cách đó không xa, tiếng của người phụ nữ phát ra vẫn chưa dứt. Tên lễ màng thật sự rất tâm huyết, hơn nửa đêm vẫn chưa dừng lại. Hai lỗ tai của Triệu công tử ngay lập tức gióng thẳng lên trời mà nghe ngóng. Khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này lại đỏ bừng, còn có một luồng tà hỏa ở bên dưới mà hắn không thể nào trấn áp nổi đang bùng lên. Chắc chắn là hắn đang tưởng tượng về chuyện xuân tiêu mỹ sự của nhà người ta, từ trong lỗ mũi còn chảy ra máu tươi khiến cho Nguyệt Thần còn phải lườm hắn một cái. Hửm. Trong lúc đang lắng nghe thì Triệu Bân bỗng nhiên mở mắt, dường như đã cảm nhận được có thứ gì đó sắp tới. Tiểu Kỳ Lân cùng cây thần tạo hóa cũng có phản ứng. Cây thần thì đang run rẩy còn Tiểu Kỳ Lân thì đang nhảy dựng lên. Chỉ có khi nhìn thấy bảo bối thì Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa mới kích động như vậy. Sao băng? Hai mắt Triệu Vân hơi nheo lại, hẳn là ở gần nên mới có thể nhìn rõ. Đó là một ngọn đèn, chính xác thì là một ngọn bảo liên đăng đang tỏa ánh hào quang ra tứ phía khiến cho cả một khoảng trời tăm tối sáng bừng lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn liền trở nên kỳ quái. Nam vực đúng là bảo địa, không ngờ lại liên tục có bảo bối rơi xuống. Cái gì, đó là cái gì? Trong rừng, tên lỗ mãng đang mặc quần vào rồi nhảy ra ngoài gào lớn, vợ của hắn ta cũng đang mặc lại y phục rồi ngẩng đầu nhìn lên trời với thần sắc kinh ngạc, từ trên trời lại rơi xuống bảo bối sao? Vèo! Trong lúc hai người còn đang nhìn lên trời thì đã có một bóng dáng quỷ mị bay lướt qua.
Bóng dáng đó chính là Triệu công tử, lúc trước hắn không tranh đoạt tháp linh lung nhưng lần này hắn nhất định phải tranh đoạt bảo liên đăng. Là hắn. Tên lỗ mãng thấy vậy thì sửng sốt không thôi. Nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng sửng sốt, gương mặt đỏ bừng. Hóa ra cái tên đó vẫn còn ở gần đây. Tên nhóc khốn kiếp. Tên lỗ mãng nổi trận lôi đình, rút ra thanh đao đầu quỷ đuổi theo. Hắn ta cùng với vợ của mình làm gì cái tên đó chắc chắn đều đã nghe thấy được, nhất định là cố tình rình mò, đã vậy còn cố tình lộ mặt, chẳng lẽ ông đây không biết xấu hổ hay sao? Tên lưu manh nhà ngươi. Nữ tử bên cạnh cũng hết sức phẫn nộ, một đường đuổi theo. Triệu Bân chạy rất nhanh, vừa nhảy ra khỏi đảo liền bay lên trời cao. Lại thêm một lần trời giáng dị bảo, tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Triệu Bân quan sát tứ phương, có thể nhìn thấy rất nhiều vòng cung sáng chói được vẽ nên trên nền trời tối tăm, mỗi một vòng cung đều là một bóng người đang phóng tới, có người dùng bùa phi hành, có người dùng thú cưỡi, nhưng tất cả đều có điểm chung là phóng tới với tốc độ cực nhanh để vây chặt ngôi sao băng đang rơi xuống. Nghĩ vậy, hắn cũng tăng tốc. Phù phù. Tên lỗ mãng liều mạng đuổi theo đang lộ ra thần sắc hết sức kỳ quái, không biết tại sao cái tên này lại có tốc độ nhanh như vậy. Đây là võ tu địa tạng nhanh nhất mà hắn ta từng gặp. Nữ tử cũng cả kinh, sợ là đã gặp phải yêu nghiệt. Nghĩ đến đây thì cả hai đều dừng lại không dám đuổi theo nữa. Bọn họ đã biết tên nhóc kia hoàn toàn không phải là người bình thường. Không thể tiếp tục dây vào hắn, nếu không rất có thể sẽ không chỉ bị hỏi mua yếm đơn giản như vậy. Về phần trời giáng dị bảo bọn họ cũng không dám nhúng tay vào. Ở trên bầu trời lúc này chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu cường giả đang đánh tới. Đây là đâu? Triệu Bân vừa bay vừa lẩm bẩm, hắn xác định mình đã vượt ra khỏi đảo, chỉ không biết mình đã cách đảo nhỏ Bạch Gia bao xa, nhưng hắn cũng biết chắc hẳn Bạch Gia đã di tản rồi. Trời giáng dị bảo thu hút sự chú ý của tứ phương, giờ phút này di tản là tốt nhất. Hắn có thể nghĩ ra được chuyện này thì chẳng lẽ lão tổ Bạch Gia cùng nữ soái lại không thể nghĩ ra được. Không suy nghĩ nữa, hắn lại tiếp tục sử dụng bùa tốc hành. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bảo liên đăng đã rơi xuống biển, chắc chắn là nó rất nặng cho nên mới khiến biển khơi dậy sóng, sóng biển cũng tỏa ra kim quang do bị bảo liên đăng ảnh hưởng. Phụt! Triệu Bân vượt qua những con sóng nhanh như chớp rồi lao thẳng xuống biển. Bảo liên đăng tỏa ánh vàng lóng lánh, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy nó đang dần dần chìm xuống đáy biển. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cả mặt biển cũng tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh. Nó là của ta. Hai mắt Triệu Bân sáng rỡ, hắn đã vươn tay ra. Thật không may, bảo liên đăng rất nặng cho nên hắn hoàn toàn không thể di chuyển được nó. Hắn phải liên tục thúc giục chân nguyên thì mới có thể nhét nó vào trong chiếc nhẫn ma. Hắn phải nhanh chóng mang nó rời khỏi nơi thị phi này. Phong. Hắn chưa kịp rời khỏi thì đã nghe thấy một tiếng quát. Kẻ vừa quát lên là một lão già áo đen, lão ta cũng vừa phóng xuống biển liền nhìn thấy Triệu Bân đã đoạt được bảo bối cho nên nhanh chóng thi triển thuật phong ấn. Trong phạm vi ngàn trượng dưới lòng biển rộng, sóng biển quay cuồng đều biến thành hàn băng trong nháy mắt, Triệu Bân đang đứng ở trong phạm vi đó cũng bị đông cứng thành một bức tượng băng. Bảo bối của lão phu mà ngươi cũng dám động vào sao, lão già áo đen quát lớn. Đáp lại lão ta là một tiếng răng rắc. Lòng biển ngàn trượng bị đóng băng đều đã bị Triệu Bân một kích phá nát, trong lúc đó lão già áo đen cũng bị chấn lui, ánh mắt còn lộ ra vẻ kinh dị. Cái tên này rõ ràng chỉ là một võ tu cảnh giới địa tạng, sao lại có nội tình hùng hậu đến như vậy, còn có thể phá được hàn băng của lão ta. Phụt! Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân đã lao ra khỏi mặt biển và phóng thẳng lên bầu trời. Lão già áo đen cười lạnh. Nhanh chóng đuổi theo. Lúc trước là do lão ta khinh địch cho nên mới không dốc toàn lực, bây giờ lão ta đã dốc toàn lực khai hỏa, khí tức bức người, lão ta chắc chắn không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Không thoát cũng không thể đứng chờ bị đánh chết. Triệu Bân liếc mắt nhìn nhưng không quay đầu lại. Không phải là do hắn sợ lão già áo đen mà là bởi vì bốn phương tám hướng đều đang có thêm những cường giả phóng tới, theo như hắn thấy thì khí tức này đều là của cường giả chuẩn thiên. Đừng nói là hắn, ngay cả nữ soái đến đây cũng phải chạy trốn. Thật ra thì nữ soái cũng đã đến đây. Chẳng qua là chưa gặp được hắn. Những kẻ phóng tới trước như lão già áo đen này hầu hết đều đang ở gần đó.
để lại bảo bối thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Lão già áo đen vừa đuổi theo sát nút vừa quát lớn. Triệu Bân lo lắng, lão ta cũng lo lắng. Phải biết rằng đám cường giả chuẩn thiên đang phóng tới đây không hề ít, so với lão ta còn mạnh hơn rất nhiều, đợi bọn chúng đuổi tới thì lão ta cũng không thể tranh đoạt bảo bối nổi nữa. Muốn cướp thì phải cướp liền tay, sau đó nhanh chân chạy trốn. Nhưng đáng sợ là tốc độ của tên tiểu võ tu kia thật sự vượt xa sự tưởng tượng của lão ta. Lão ta đuổi theo suốt đoạn đường nhưng chưa một lần bắt kịp. Thật quá tồi tệ. Càng kéo dài thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đáng ra lão ta nên cảm thấy may mắn vì có một số lượng lớn cường giả chuẩn thiên đang đuổi tới đây. Nếu ở đây chỉ có lão ta và Triệu Bân thì chắc chắn cái mạng già của lão ta sẽ khó mà giữ được. Soạt. Triệu Bân phóng thẳng lên trời nhanh như một tia chớp. Lão già áo đen đuổi theo sau, vừa đuổi vừa hét, đưa báu vật đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Có lẽ gì giọng ông ta quá cao nên đã thu hút cao thủ xung quanh đó kéo đến. Đáng chết. Lão già áo đen nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Đã trễ rồi. Có vẻ như đã trễ mất thời cơ rồi. Dù cho có lấy được bảo bối thì ông ta cũng không thể mang đi được. Ông ta đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Ông ta nghĩ đến đây thì ánh mắt liền trở nên hung dữ, sau đó hét lớn với giọng bá đạo, bảo bối ở chỗ của hắn. Rõ ràng là ăn không được thì phá cho hôi mà. Ngươi không đưa bảo bối cho ta thì ngươi cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Nhờ có cái giọng của hắn mà bỗng dưng Triệu công tử đã trở thành mục tiêu chung của tất cả mọi người, phần lớn cao thủ khắp nơi đều tấn công về phía hắn, mắt ai cũng đều như bốc lửa. Tên nào tên nấy đều như sói dữ đang hằm hằm vào miếng mồi ngon. Bảo bối ở chỗ của hắn, vì bị ta nhìn thấy nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Triệu Bân cũng hét lên. Hắn vừa thốt lên thì cao thủ tứ phương đều chau mày. Lúc này, có đến một nửa trong số họ nhằm về lão già áo đen. Lão già áo đen thấy vậy thì mặt liền biến sắc, không ngờ tên tiểu võ tu này lại giở chiêu đó với ông ta. Mà cũng đúng. Đâu có ai nhìn thấy, có trời mới biết là ai đã lấy. Theo những người khác thì không có ai ngoài hai người họ, không phải lão già này thì là tên nhóc kia thôi. Giao ra đi. Lão già mặc mãng bào chặn đường lão già áo đen lại và hét lớn. Rõ ràng là lão già mặc mãng bào quả quyết bảo bối đang nằm ở chỗ lão già áo đen. Không chỉ có ông ta, rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy. Nói trắng ra. So với lão già áo đen thì bọn họ tin lời của Triệu Bân hơn, muốn trách thì chỉ có thể trách tài diễn xuất của ai kia quá đỉnh, nói dối mà không đỏ mặt cũng không thở gấp, ánh mắt cũng cực kỳ chân thành. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều tin Triệu Bân. Bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên là có thể nhìn ra được. Tóm lại là hai người họ đều không thể đi được. Ở chỗ của hắn, lão già áo đen hừ lạnh rồi bỏ chạy nhanh hơn. Ông ta không cần bảo bối nữa mà chỉ muốn ra khỏi đó thật nhanh. Ngươi chạy mà được sao? Mười mấy tên cảnh giới chuẩn thiên cười lạnh lùng rồi lại chặn đường ông ta lại. Vẫn là câu nói đó, không ai trong hai người họ có thể đi, ngoan ngoãn giao bảo bối ra thì đôi bên cùng vui vẻ, còn nếu như cứng đầu ra thì bọn họ cũng không ngại dùng bạo lực. Có bảo bối thì tốt, nếu không có bảo bối thì bọn họ cũng chẳng thiệt thòi. Liên thủ tiêu diệt lão già áo đen này thì bọn họ còn có thể chia chắc tài sản của ông ta, cớ gì lại không làm chứ? Sau đó thì lão già áo đen đã bị đập cho một trận. Ít không địch nổi nhiều, một mình ông ta không thể nào đánh lại nhiều tên cảnh giới chuẩn thiên đến thế. Ta không có lấy. Bọn ta không tin. Cuộc đối thoại của hai bên rất đơn giản và dễ hiểu. Lão già áo đen có 100 cái miệng cũng không biện hộ được. Các cao thủ thì chẳng cần quan tâm, mặc kệ ngươi có cầm hay không, đánh đã rồi nói sau, dù sao thì cũng đâu có thiệt. Ta thật sự không có lấy. Bọn ta không tin. Bên phía Triệu Bân cũng diễn ra y những tình tiết như thế. Lão già áo đen bị đập thì hắn cũng phải lăn lộn suốt chặng đường, vừa chạy vừa hét. Các cao thủ đuổi theo phía sau, vừa đuổi theo vừa đánh, ánh mắt ai cũng thắc mắc, sao tên đó chạy nhanh thế không biết. Ầm, bùm. Vùng biển đó bỗng trở nên náo nhiệt. Cao thủ tứ phương chia làm hai tốp,
một tốp truy sát lão giả áo đen, tốp kia truy sát Triệu Bân. Bảo bối ở chỗ của hắn. Đừng đùa, ở chỗ của ông ta. Các cao thủ cũng rất thú vị, kẻ nào cũng chắc chắn người mình đuổi theo giữ bảo bối. Không chắc mà được sao, thuật phân thân chỉ có thể nhằm theo một đối tượng, biết đâu đuổi theo đúng người thì sao? Chuyện này cũng giống như đánh bạc, đặt đúng thì sẽ phát tài. Ọc, máu tươi văng ra. Là lão già áo đen phụt máu, ông ta đã bị lão già mặc mãng bào trưởng bay lộn nhào. Ông ta vẫn chưa kịp đứng vững lại thì các cao thủ đã ập đến, các phép thuật giết người xuất hiện ngập trời. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đáng sợ. Lão già áo đen không địch lại, cơ thể bị đánh tan nát ngay tại chỗ. A! À, lão già áo đen hét lớn với vẻ đầy phẫn nộ. Uất ức, ông ta chết rất uất ức. Ông ta đến để tìm báu vật, nhưng không những không tìm được báu vật mà còn mất luôn cả mạng. Giây phút trước lúc chết, ông ta đã cảm thấy hối hận. Ông ta nên thật thà hơn, hại người ta không thành mà còn tự hại mình. Mặc dù ông ta đã chết nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại. Các cao thủ ập đến, tranh giành báu vật của ông ta. Vì trước đó chưa thương lượng nên chia chiến lợi phẩm như thế nào. Ai cũng muốn lấy đồ tốt. Nên khi có bất đồng thì cả đám lại nhào vào đánh nhau. Máu tươi lại văng khắp vùng biển đó. Mặt biển lại bị nhuốm đỏ, vì đại chiến nên đã gây lên sóng to gió lớn. Bảo bối gì thế? Người đến xem đông như kiến, họ chỉ thấy sao băng rơi xuống, thấy đám cao thủ đang tụm lại đánh nhau mà không ai biết là bảo bối gì, cũng không biết mấy lão giả đó đang giành thứ gì. Chuyên làm họ thấy thắc mắc hơn là ở một phía khác cũng có đánh nhau, đều là cảnh giới chuẩn thiên nhưng không biết bọn họ đang đuổi theo ai mà vừa đuổi vừa đánh, động tĩnh gây ra cũng chẳng kém gì bên này. Lẽ nào có hai bảo bối rơi xuống sao? Đấy là suy nghĩ trong lòng của mọi người. Có rất nhiều người đã chạy qua phía đó. Ta thật sự không có lấy. Triệu Bân vừa chạy vừa hét lớn. Ngươi không lấy thì chạy làm gì, các cao thủ đồng thanh hét lớn. Không chạy hả? Không chạy chẳng lẽ đứng đó chờ bị giết sao? Triệu Bân thầm chửi trong lòng, lão già áo đen đó là một minh chứng đẫm máu. Mặc kệ ngươi có lấy hay không, đánh đã rồi tính. Các cao thủ vừa là giành bảo bối vừa là giết người cướp của. Hơn nữa, ai cũng tìm cho mình một lý do rất hay, bọn ta không quan tâm, chính ngươi đã lấy. Đứng lại, một người trung niên áo độ lạnh lùng hét lên, kẹp ngón tay lại, một con rồng huyết xuất hiện, gào thét và phóng về phía Triệu Bân. Các cao thủ khác cũng không ở yên ảnh đạo, kiếm quang, quyền ảnh, trương ẩn xuất hiện hợp trời. Triệu Bân cố tăng tốc, né đèn bằng một pha cực kỳ nguy hiểm. Hắn nó được đèn đó khiến các cao thủ đều vô cùng tức giận. Nhiều cảnh giới chuẩn thiên như vậy. Nhiều lão già như vậy mà lại không bắt được một tên tiểu võ tu. Triệu Bân tăng tốc, bọn họ cũng tăng tốc, ai cũng dùng bùa tốc hành, hơn nữa còn là loại bùa cao cấp. Nhìn về phía xa, mọi người có thể thấy những tia sáng nối tiếp nhau vụt qua trên bầu trời. Vì bảo bối mà liều mạng thật sao? Triệu Bân quay lại nhìn, khoảng cách của các cao thủ với hắn càng lúc càng gần. Nghĩ cũng đúng, hắn là cảnh giới địa tạng. Còn đối phương là cảnh giới chuẩn thiên, cách nhau cả một cấp mà. Ép ta chơi lớn à? Triệu Bân thầm hét lên trong lòng rồi cố tình chạy chậm lại. Hắn chạy chậm lại còn đối phương lại chạy nhanh hơn nên cả đám cao thủ đã đuổi kịp hắn. Thể ánh sáng. Triệu Bân không nhiều lời, dùng ngay bí pháp. Bất chợt, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, rõ ràng là một con người nhưng lúc này lại chói chang như một mặt trời. Làm cho cường giả chung quanh không kịp trở tay, mắt bị lóa rồi đột ngột tối đen. Thể ánh sáng. Đây là thể ánh sáng, mọi người đều nhìn ra. Là do họ đánh giá thấp tiểu võ tu kia, mẹ nó, tên này có cả thuộc tính ánh sáng à? Vèo. Triệu Bân đột ngột bỏ chạy. Nhưng một thể ánh sáng vẫn không thể giải quyết tình thế khó khăn này, cảnh giới chuẩn thiên cũng chia ra mạnh và yếu. Như trong đám lão làng này cũng có kẻ xuất chúng, không ít người bị chúng chiêu thể ánh sáng mà chỉ trong tích tắc là hai mắt đã sáng rõ trở lại. Triệu Bân lại cần lâu hơn một chút. Làm sao được đây, bí pháp thể ánh sáng có hạn chế thời gian mà. Lần này là do hắn cưỡng ép vận dụng, còn bị ánh sáng phản phệ nữa. Cho ngươi trốn tới chân trời góc bể cũng không trốn thoát khỏi tay ta đâu, một tiếng hét tức giận vang lên khiến cả vòm trời chấn động. Vẫn là tên trung niên kia, chiến lực không tầm thường.
Suốt đoạn đường này, gã này tích cực đuổi theo nhất, dáng vẻ như không giết chết hắn thì không chịu thôi. Đuổi theo được thì ta cùng họ với ngươi. Triệu Bân cười lạnh trong lòng, xẹt qua bầu trời, chui vào trong một hòn đảo. Đám cường giả nghiến răng nghiến lợi, lại thêm một đám đông nghịt phần phật đuổi theo vào. Bùm, ầm. Hòn đảo nhỏ dưới ánh trăng trở nên náo nhiệt. Triệu Bân vào trong thì đám cao thủ cũng vào được, đánh sập cả núi, phá nát cả rừng. Âm thanh không hề nhỏ. Thậm chí người chạy tới hóng chuyện cũng không dám đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, hòn đảo biến thành cấm địa. Tu vi không đạt tới cảnh giới chuẩn thiên thì tốt nhất đừng dại mà vào hóng hớt. Cả đám chuẩn thiên mà hăng máu lên thì đánh chả cần biết người thân quen gì đâu. Tiếng ầm ầm bỗng chốc im bặt. Cao thủ trên hòn đảo cũng lặng yên theo. Hoặc có thể nói là họ đánh mà không thấy người đâu nữa, cả đám dương mắt nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu. Một con người to oạch thế mà nói biến mất là biến mất, dù bị đánh thành cho thì cũng nên có máu chứ. Nhưng giờ chẳng có gì. Ta đúng là nhanh trí. Triệu Bân đang núp trong lòng đất, phun ra ngụm máu. Hắn có thể tránh được đuổi giết là nhờ triệu hồi ngược hướng. Không có chiêu này thì hắn cũng chả có gan đi giành bảo vật. Người đâu rồi? Sắc mặt đám cường giả trở nên khó coi vô cùng. Họ đang tìm người khắp nơi, chắc chắn tên kia còn ở trong đảo. Đảo này lại không lớn, tìm người cũng chỉ tốn chút thời gian, chả nhẽ tên kia có cánh bay đi được à? Vì thế họ còn ra lệnh. Không phải chuẩn thiên, tiến vào giết không tha. Triệu công tử rất bình tĩnh, ho ra mấy ngụm máu, trốn dưới lòng đất không nhúc nhích. Dùng phù chú che chắn khí tức, hơn nữa còn là bùa chú cao cấp, phong bế toàn bộ hơi thở, chỉ cần hắn không ra, cho nhóm người kia tìm sướng luôn. Thật sự không chịu nổi thì kỳ lân hóa vậy. Tìm kỹ cho ta. Đám cường giả cũng chuyên nghiệp, họ không bắt tay với nhau, nhưng có chung mục tiêu là tìm ra kẻ thù, còn về bảo vật thì đó là chuyện về sau, đồ không chủ, ai giành được là của người đó, nhờ vào bản lĩnh hết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân lụm mót. Vẫn là mấy câu này, Nguyệt Thần nhắc lại lần nữa. Cô ta vừa dứt lời, trên bầu trời đen tối lại có một ngôi sao rơi xuống. Một ngôi sao màu tím tỏa ra ánh sáng kỳ dị, kèm theo đó là ma tính. Hễ ai ngước lên nhìn thì đều giật mình hoảng hốt, sau đó hai mắt lại tỏa sáng. Trời giáng dị bảo. Lại là dị bảo trên trời rơi xuống. Ai cũng ngây người. Sao tối nay lại có tới ba bảo vật rơi xuống thế nhỉ? Mau! Mấy người lao tới lối ra. Cường giả nam vực cũng hấp tấp theo, hai mắt nóng bỏng, đó là bảo bối, liếc mắt thôi đã khiến tinh thần rối loạn, đúng là đồ của tiên gia, còn kỳ dị hơn tháp kia nữa. Sao lại có thêm dị bảo? Mấy kẻ đuổi giết Triệu Bân nhíu mày. Một đêm có tới ba món đồ, nếu không có chuyện gì thì quỷ cũng chả tin. Mấy người tìm đi, chúng ta từ bỏ. Có cường giả bỏ đi, lao về một hướng sau khi rời đảo. Có người rời đi thì tạo thành phản ứng dây chuyền, lại có bảo vật rơi xuống thì hiển nhiên phải chém giết tranh giành rồi. Còn về tiểu võ tu kia, ai thích người nấy tìm đi. Chẳng phải có hai món sao, nếu chẳng được gì thì tổn thất nặng. Trong lúc đó chẳng thà đi tìm cơ duyên khác. Trong lòng họ tự an ủi mình như vậy. Quan trọng là không ai tìm ra tên kia. Triệu Bân không động đậy, cũng không ngu mà lộ mặt. Lại thêm vài người rời đi, nhưng trong tối còn ẩn núp không ít. Chờ hắn tự ra à? Gừng càng già càng cay đấy nhưng hắn cũng đâu có ngu. Hừ! Thời gian trôi qua, người ẩn núp cũng không chịu được mà rời đi. Triệu Bân vẫn ổn, hắn thấy rất rõ nhưng vẫn trốn kỹ như trước. Đến khi bên nam vực vang lên tiếng ầm ầm. Hiển nhiên đang tranh giành bảo vật, có người khai chiến rồi. Đi thôi. Lúc này họ đi thật, vội vàng đoạt bảo bối. Cả đám người rời đi cả nửa canh giờ thì Triệu Bân mới ló đầu ra, phủi bụi đất trên người. Keng! Một tia kiếm quang bay ra từ trong tối, kiếm uy mạnh mẽ. Triệu Bân cười lạnh, tung trưởng đánh tan. Đúng vậy. Vẫn còn người ẩn núp nhưng chỉ một mà thôi, nếu không hắn cũng chẳng xuất hiện đâu. Đấu sâu lâu à, ai sợ ai? Lực chiến đấu cỡ này là không phải hạng vô danh rồi.
một giọng nói vang lên, trong bóng tối, một ông già mặc áo tím từ từ bước ra, tay cầm trượng đầu rồng. Tu vi đúng là chuẩn thiên, khí tức âm trầm, thậm chí có thể nghe được tiếng quỷ than khóc. Đợi ta hơn nửa đêm, tiền bối đúng là kiên nhẫn. Triệu Bân cười nhìn đối phương, làm nóng cổ tay. Ông già kia cười âm trầm, không nói nhiều mà tung một chiêu. Dây xích phù văn bay ra, nó như con rắn điện dài mãnh mau lẹ quấn lấy tay chân Triệu Bân, phong ấn hóa diệt, khí huyết của Triệu Bân bị hấp thu rất nhiều, phù văn chui vào trong cơ thể, muốn phong ấn đan hải. Phá! Triệu Bân quát lạnh, mở ra thiên cang hộ thể. Là phòng ngự tuyệt đối, thứ gì bắn ra cũng bị chặn tại chỗ. Phù văn khắc vào trong cơ thể cũng bị thiên cang hộ thể triệt tiêu, ngay cả lão già áo tím cũng bị chấn lui. Trong mắt lão ta hiện lên tia sáng kỳ dị, là thiên cang hộ thể, thế ra dương thiên. Còn có yêu nghiệt cỡ này sao? Không đúng. Lão già áo tím lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại. Không phải chỉ có người của dương thiên thế ra mới biết thuật thiên cang hộ thể mà còn một người nữa cũng biết. Lão ta nghĩ đến đây thì mặt mày bỗng biến sắc. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn rồi. Sát khí bao trùm khắp người Triệu Bân, hắn đâm thủng đầu lão ta chỉ bằng một kiếm. Ông già áo tím trợn hai mắt, đồng tử thu lại, ánh mắt đầy phức tạp, vừa mang vẻ kinh ngạc lại vừa mang vẻ khiếp sợ, kinh ngạc vì không ngờ cơ ngân lại dám đến Nam Vực, khiếp sợ vì cái chết, lão ta đã nhìn thấy tử thần vẫy tay với mình rồi. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự hối hận. Đi tìm bảo bối thôi mà, các cao thủ đều đã rời khỏi đó hết rồi, chỉ có mỗi mình lão ta đứng đó chờ, tự cho mình là giỏi, khinh thường đối phương. Nhưng chỉ mới đánh có một hiệp là đã bị tiễn đến quỷ môn quan, còn bao nhiêu tuyệt chiêu nhưng lại không kịp đem ra dùng. Mau! Triệu công tử chỉ cần nhanh. Dù không dùng đến tuyệt chiêu thuấn thân tuyệt sát thì hắn cũng vẫn có thể giết chết đối phương như thường. Nhưng, đây là Nam Vực, hắn chỉ sợ lão già áo tím hét lớn lên cơ ngân ở đây thôi. Vì vậy nên hắn mới dùng kiếm giết chết lão ta ngay. Bảo bối của ngươi đã thuộc về ta. Triệu Bân lục từ trên xuống dưới, thứ gì có thể lấy đi thì hắn đều không bỏ sót. Sau khi hủy xác xóa dấu vết thì hắn mới lên trời, hắn phải nhanh chóng đi tìm người Bạch gia. Nhưng, hắn vừa mới lên trời thì đã nhìn thấy một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống, trùng hợp thế nào, hắn và thứ này lại va chạm, hắn rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, máu hắn vương vãi trên mặt đất. Cú ngã này còn khó chịu hơn cả việc bị đập cho một trận, xương cốt khắp người đều rệu rã. Vậy mà cũng tông chúng cho được, có duyên thật mà. Nguyệt thần nhìn thấy thì chậc lưỡi suýt xoa. Thứ đã đập phải Triệu công tử không phải là vật thể lạ gì mà là một người, một cô gái với nhan sắc tuyệt trần, đeo một chiếc mặt nạ ngọc trắng trên mặt, nhìn kỹ lại thì mới biết, chẳng phải là nữ soái Xích Diễm đấy sao. Thương tích khắp người cô ta đều là do các vết cắt không gian gây ra, chắc là cô ta đã gặp phải biến động không gian nên mới bị đẩy đến đây, nhắm cũng chuẩn thật, cơ thể cảnh giới chuẩn thiên đập lên người Triệu Bân cũng phải khiến hắn phải bán thân bất toại. Vì vậy mới nói, đấy là duyên phận mà. Thế giới rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người như vậy, xác suất gặp phải biến động không gian là vô cùng nhỏ nhưng không ngã trúng ai mà lại tông phải Triệu Bân, vậy chẳng phải là duyên phận nữa sao? Cô ta tìm lâu vậy mà vẫn không tìm ra được, vẫn là biến động không gian hữu dụng, chúng liền phát một, mặc dù phải đổ máu nhưng cô ta đã thật sự tìm được Triệu Bân rồi. Bà mẹ nó! Triệu Bân nằm bò trên mặt đất, cơ thể liên tục co giật. Chắc có lẽ hắn đã bị tông đến nửa người mất rồi nên không biết đấy là nữ soái. Hắn mắng bà mẹ nó rất mạnh miệng. Cơ ngân! Nữ soái thấy hắn thì liền ngây ra. Không sai, là cơ ngân, cô ta đã tìm hắn cả ngày rồi. Tiền bối, trùng, hợp thật. Triệu Bân thấy nữ soái thì ho ra máu, mới đó còn mạnh miệng mắng, giờ thì đã rụt cổ lại ngay lập tức rồi. Đã nói rồi mà, người bình thường không thể có uy lực lớn như thế. Nếu như là nữ soái thì chuyện đó rất bình thường, cô gái này là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao thứ thiệt, mạnh lắm chứ chẳng chơi. Cô ta không tông hắn thành máu thịt lẫn lộn là đã may mắn lắm rồi, chủ yếu là hắn thấy ấm ức, thế giới lớn đến vậy, người nhiều đến vậy, sao cô lại nhắm chuẩn đến thế? Không bị mấy lão già đó đập tàn phế mà lại bị cô tông đến bán thân bất toại. Nữ soái vội vã đứng dậy và tiện thể kéo Triệu Bân lên.
chắc chắn Triệu công tử không thể đứng lên nổi nữa. Cú tông đó đã làm xương cốt cả người hắn nát vụn gần hết, có thể đứng dậy được mới lạ. Nữ soái cũng chẳng khá hơn là mấy, cô ta loạng choạng rồi ngã xuống đất. Trước đó cô ta cũng gặp phải biến động không gian và bị thương còn nặng hơn cả Triệu Bân trước đó. Nguyệt thần nói không sai, biến động không gian là chuyện không thể biết trước, đồng thời cũng là biến cố tiềm ẩn giữa các kẽ hở không gian, vết thương do không gian tạo ra cũng phân nặng nhẹ, là do cô ta không may mắn, gặp phải loại khá mạnh nên mới bị thương nặng đến vậy. Ta hiểu rồi. Nữ soái lẩm bẩm, cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu ra được một chuyện. Hèn gì Cơ Ngân lại mất tích một cách khó hiểu như vậy, thì ra là do biến động không gian, chắc tên này cũng gặp phải chuyện giống như cô ta. Nam vực đúng là một nơi kỳ lạ, trên trời liên tục rơi bảo bối xuống, không gian cũng không ngừng biến động. Đúng là mấy nơi có cơ duyên thì thường hay có nhiều nguy hiểm. Dị bảo rơi từ trên trời xuống và biến động không gian là ví dụ sống cho điều này. Cô ta không nghĩ gì nhiều, vội vã ngồi xếp bằng lại trị thương. Trước khi nhắm mắt lại cô ta còn liếc nhìn Triệu Bân. Nếu như cô ta không nghe nhầm thì hình như lúc nãy tên này đã mắng mình thì phải. Phụt. Triệu Bân rất nhanh trí, hắn bụng ngực và ho ra một ngụm máu nữa, tất cả những hành động đó của hắn như muốn ám chỉ rằng, ta thảm thế này rồi, để xem cô còn mặt mũi nào đánh ta nữa không. Hắn cũng ngồi xếp bằng lại, vận dụng vạn pháp trường sinh quyết, xương cốt trong người không ngừng kêu lên răng rắc. Thảm thì có thảm đôi chút nhưng không có gì nghiêm trọng, nối liền lại kinh mạch và xương cốt là hắn có thể nhảy tương tương như cũ. Trong đêm, hòn đảo lại chìm vào im lặng. Nhưng, Nam vực thì lại không bình yên, có hai nơi đang không ngừng vang lên tiếng đánh nhau ầm ầm. Trong đó có một nơi đã đánh nhau loạn xạ vì giành tháp kia. Bên còn lại thì lại giành nhau ngôi sao băng màu tím đó. Đấy không phải là sao băng mà là một chiếc dù màu tím. Phát ra ánh sáng lấp lánh ma mị với ma lực khiến tinh thần của con người phải điên đảo, vừa nhìn thì biết ngay là đồ của tiên gia. Vì tranh giành nó mà các cao thủ của Nam vực mà đánh nhau kịch liệt, nhìn kỹ thì thấy bên đó máu lẫn lửa ngút trời, sóng biển cuồn cuộn đều nhuốm đỏ bởi máu tươi. Soạt, soạt, soạt. Triệu Bân biến ra mấy phân thân, người thì nấp trong rừng, kẻ lại chạy lên đỉnh núi canh gác. Bây giờ hắn và nữ soái đều bị thương rất nặng. Không thể để người khác thừa nước đục thả câu được. Trên thực tế, việc làm đó của hắn là dư thừa. Các cao thủ tên tuổi ở Nam vực đều đi giành bảo bối hết rồi, những người khác rảnh rỗi thì cũng đã chạy đi xem kịch hay, chỗ nào có náo nhiệt là xúm lại chỗ đó hết, đấy là chuyện thường tình mà, đâu có ai chạy đến hòn đảo nhỏ hoang vu này làm gì. Nhìn về phía xa, đừng nói gì đến bóng người, đến cả một con chim cũng không có. Khi trông sang nữ soái thì thấy mặt mày cô ta trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra máu, những vết thương dính máu trên người đều phát ra ánh sáng mờ ảo. Đấy là sức mạnh của không gian, nó vẫn đang hủy đi tinh khí của cô ta khiến vết thương cực kỳ khó lành. So với bên ngoài thì sát ý không gian ở trong cơ thể mới thật sự đáng sợ, cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao như nữ soái mà cũng khó có thể khống chế được. Không phải tất cả mọi người đều biết vạn pháp trường sinh quyết. Dù cho có khả năng tái sinh đi nữa thì cũng khó có thể hồi phục được hoàn toàn trong thời gian ngắn, một trận biến động không gian đã suýt lấy mất đi của cô ta nửa cái mạng. Phù. Không biết lúc nào thì Triệu Bân mới mở mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí nhiễm huyết sắc, kinh mạch đứt đoạn cùng xương cốt nứt gãy đều đã được nối lại, thân thể tan nát đang khôi phục rất tốt. Về phương diện này thì hắn mạnh hơn nữ soái rất nhiều. Thương thế không giống nhau. Tốc độ khôi phục cũng không giống nhau. Hắn cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng dùng rất nhiều đan dược dung hợp vào cơ thể của nữ soái. Cũng may nội tình của nữ soái không tầm thường, thương tích mặc dù nghiêm trọng nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này hắn mới lấy Bảo Liên Đăng ra. Dưới ánh trăng, Bảo Liên Đăng tỏa ra ánh sáng vàng kỳ dị, còn có mây mù bao quanh cùng tiên lực tràn đầy bên trong. Đây chắc chắc là vật của tiên gia. Triệu Bân cầm Bảo Liên Đăng lên lật qua lật lại quan sát nhưng vẫn không thể nhìn thấu lai lịch của nó, càng không biết ngọn đèn này có năng lực gì, chỉ biết là nó rất bất phàm, nặng một cách kỳ lạ, cầm nó ra ngoài đập người chắc chắn rất hiệu quả. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, vừa nhìn thấy Bảo Liên Đăng thì hai mắt đã sáng ngời, thỉnh thoảng còn le lưỡi liếm một cái,
tựa hồ như trong mắt của nó đây không phải là một ngọn đèn mà là một khối thịt béo thơm ngọt. Nhìn một chút, liếm liếm một chút, sau đó nó thật sự đã cắn vào bảo liên đăng một cái. Đáng tiếc là nó không thể cắn nổi, bảo liên đăng này quá cứng, khiến cho răng của nó cũng muốn lung lay. Cuối cùng nó mới bỏ cuộc sau nhiều lần thử. Triệu Bân nhìn cảnh tượng trước mắt thì cảm thấy rất kỳ lạ, ngọn đèn này ngay cả tiểu kỳ lân cũng không cắn nổi, chất liệu làm ra nó chắc chắn không bình thường, ít nhất thì hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, chỉ biết nó thật sự cứng rắn, sợ là một kiếm chạm xuống cũng không thể chạm đứt. Nguyệt thần chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi. Theo thần ta thấy thì thứ này cũng chẳng ra làm sao. Nhưng ngọn đèn này khi ở trong tay của người phàm quả thật là một bảo vật nghịch thiên. Đáng tiếc với đạo hạnh của Triệu Bân lúc này không thể nào thi triển ra uy lực đích thực của bảo liên đăng, đã là vật của tiên gia thì cũng chỉ có tiên lực mới có thể kích hoạt được nó. Hoàng phi Vũ Linh có lẽ sẽ có khả năng này nhưng cũng sẽ không thi triển ra được uy lực tuyệt đối, bên trên bảo liên đăng có cấm chế, ngoại trừ chủ nhân của nó thì không ai có thể sử dụng được. Trừ khi có thể luyện hóa hết dấu vết. Triệu Bân vẫn đang quan sát, có chút lúng túng. Hắn đoạt được bảo bối nhưng lại không biết cách dùng. Chẳng lẽ thật sự lại phải cầm nó đi đập người ta? Hửm. Trong khi đang quan sát, Triệu Bân đột nhiên cau mày nhìn về phía nữ soái. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một thân ảnh thứ hai hiển hóa bên trên cơ thể của nữ soái, mặc dù thoát ẩn thoát hiện nhưng vẫn bị hắn bắt được. Đây đã là lần thứ ba, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Ngao hú. Tiểu kỳ lân trừng mắt nhìn nữ soái, đôi mắt to tròn tràn đầy hung quang. Không phải nó đang gầm gừ với nữ soái mà là nó đang gầm gừ với thân ảnh thứ hai xuất hiện trên người nữ soái. Keng. Triệu Bân lấy ra kiếm Long Uyên, chỉ vào nữ soái nói, cút ra đây. Có tà ma. Trong cơ thể của nữ soái chắc chắn có tà ma, bằng không tiểu kỳ lân cũng sẽ không trở nên hung dữ như vậy. Tà ma không đáp, nữ soái cũng không tỉnh. Ngược lại, bộ dạng của nữ soái đã dần dần thay đổi, giữa lông mày hiện lên một ký hiệu cổ xưa trông giống như một đóa hoa sen đen, thêm vào đó còn có một tia hắc khí tràn ra từ thân thể của nữ soái, cũng có ma khí, sát khí và thị huyết cuồng bạo, tiềm tàng tiếng lệ quỷ kêu rên. Ngao hú. Tiểu kỳ lân càng trở nên dữ tợn hơn, liên tục rít lên. Tiền bối, tỉnh lại. Triệu Bân cất tiếng gọi, ném ra bùa chú phong ấn nữ soái. Người nghĩ mình có thể phong ấn được ta sao? Nữ soái nhắm mắt, môi hơi hé mở nói ra một lời lạnh như băng mang theo ma lực biến hóa kỳ lạ. Triệu Bân nghe xong thì tinh thần trong chớp mắt hoảng hốt, nhưng hắn biết lời này không phải là do nữ soái nói, chắc chắn là do tà ma bên trong nữ soái đang nói. Nó đã khống chế thân thể của nữ soái, đây chính là lý do tại sao tới bây giờ nữ soái vẫn chưa tỉnh. Ý thức của nữ soái chắc chắn đã ngủ say, thứ đang tác quái trong cơ thể kia chính là tà ma. Cút ra đây. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, kê kiếm lên ngang cổ nữ soái. Ngay lập tức nữ soái liền mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm chết chóc mang theo một tia hủy diệt. Triệu Bân thấy vậy thì không khỏi run lên, ánh mắt này vô cùng kinh khủng khiến cho hắn lạnh toát cả sống lưng. Ngao hú. Tiểu kỳ lân kêu lên, ngay lập tức nhảy trở lại đan hải của Triệu Bân. Không phải là do nó sợ hãi mà là do nó biết được tà ma này không tầm thường. Nó phải nhanh chóng hỗ trợ Triệu Bân thi triển kỳ lân hóa. Chỉ với đám bùa chú hạ đẳng này mà muốn phong ấn được ta. Nữ soái cười âm trầm cười nói, toàn thân tràn ngập ánh sáng đen. Ngay lập tức mấy lá bùa phong ấn trên người cô ta đều bị phá hủy. Phong. Triệu Bân vừa quát lên vừa thi triển thuật phong ấn. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm đến nữ soái thì đã bị ánh sáng đen bộc phát từ bên trong cơ thể của nữ soái đánh bật ra ngoài. Những vết thương mới vừa khôi phục của hắn lại một lần nữa rách ra. Vèo. Hắn còn chưa kịp ổn định thân thể thì nữ soái đã nhanh như chớp phóng tới nắm lấy cổ của hắn. Sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn vốn có chiến lực không tầm thường nhưng vẫn đại bại trước một chiêu của nữ soái, bị nữ soái tóm cổ đè lên vách đá, chỉ cần thêm một chút lực thì cổ của hắn đã bị vặn gãy. Mạnh như vậy sao? Triệu Bân kinh hãi. Cố gắng thúc giục chân nguyên cùng khí huyết nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của nữ soái. Phải là tà ma cấp cao cỡ nào thì mới có chiến lực đáng sợ đến như thế chứ? Khí huyết thật là tinh thuần, nữ soái chậm rãi hấp thụ,
vẻ mặt rất đắc ý. Bây giờ cô ta không còn là nữ soái thánh khiết hoàn mỹ nữa, mà dường như trở thành một nữ quỷ muốn ăn tươi nuốt sống tất cả sinh linh trong thiên hạ. Bức ta đại khai sát giới. Hai mắt Triệu Bân sáng quắc như đuốc, bắt đầu thi triển kỳ lân hóa. Nếu lúc này không thi triển thì chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt. Đúng là chẳng ra làm sao, hắn tới Nam vực này lúc nào cũng muốn che giấu thân phận, cho dù gặp chuyện nguy cấp cũng không dám thi triển kỳ lân hóa, chỉ sợ bại lộ thân phận, không ngờ bây giờ lại bị chính người trong nhà áp bức tới mức phải lật lá bài tẩy này lên. Giống. Một tiếng gầm lớn vang lên, kỳ lân hóa đã được thi triển. Nữ soái ngay lập tức bị chấn văng, còn chưa kịp đứng vững vàng thì Triệu Bân đã vươn bàn tay lớn ra tóm lấy cô ta. Hắn ở trong trạng thái kỳ lân hóa khổng lồ như một ngọn núi cho nên bàn tay cũng to lớn vô cùng, nữ soái bị tóm lấy giống như một con trâu chấu nhỏ. Mau cút ra khỏi thân thể nữ soái, Triệu Bân hừ lạnh nói. Thánh thú kỳ lân quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ soái âm trầm cười nói, mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay lớn của Triệu Bân rồi bay vút lên trời, sau đó từ trên trời tung ra một chương. Trương ấn hóa thành bàn tay lớn che trời giáng xuống, phía trên bàn tay lớn có khắc một chữ triện màu đen, trên chương chỉ còn có bé văn lưu chuyển, một chương này giáng xuống như núi lớn chấn áp, khi thế về cùng hùng hậu. Triệu Bân đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa nguy nga như núi nhưng vẫn bị một chưởng của ớ nữ soái chấn quỳ trên mặt đất. Nếu như ở đây có người của Thiên Tông thì bọn họ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Cơ Ngân đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa có chiến lực cực kỳ bá đạo. Ngoài trừ cường giả thiên võ thì làm gì có ai có thể áp chế được hắn, vậy mà bây giờ hắn lại bị nữ soái trấn quỷ chỉ trong một trường, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Sao có thể mạnh như vậy? Triệu Bân kinh hãi đến mức cắn chặt khớp hàm. Một trường của nữ soái giống như núi cao áp xuống đầu hắn, cho dù hắn đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa thì cơ thể cũng bị thương tổn không ít. Điều này khiến cho hắn bất giác nghĩ đến chuyện người đang chiến đấu với hắn lúc này không phải là nữ soái mà là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật. Phong. Từ trên bầu trời lại truyền xuống một tiếng của nữ soái. Cô ta vừa dứt lời thì từ bên dưới lòng đất đột nhiên trồi lên bốn cây cột màu đen nối với nhau bằng cổ văn tạo thành một nhà giam vây chặt kỳ lân Triệu Bân ở bên trong và bắt đầu hóa diệt khí huyết của hắn. Khai. Triệu Bân quát lớn. Mạnh mẽ phá vỡ nhà giam. Khóe miệng nữ soái nhếch lên, dường như cô ta không ngạc nhiên một chút nào. Trong đôi mắt đáng sợ của cô ta lóe ra một luồng ánh sáng vàng. Không hổ là thánh thú kỳ lân trong truyền thuyết, cho dù chỉ là một con non thì sức mạnh của nó vẫn hết sức bá đạo. Ông! Bên dưới, Triệu Bân đã dương cung cài tên, dùng năng lượng của kỳ lân làm cung tên, dùng thái âm chân khí, thiên lôi và huyền hoàng khí làm tên. Một phát bắn thẳng lên trời cao. Mũi tên này mang theo uy lực hủy diệt, hoàn toàn có thể tiêu diệt một cường giả chuẩn thiên. Chỉ có điều, chiến đấu với nữ soái hắn cũng không lo lắng chút nào. Nữ soái đang ở trong trạng thái hết sức cường đại, khả năng chịu đòn không tầm thường, không thể chết dễ dàng được. Hắn chỉ muốn đánh nữ soái tàn phế, nói đúng hơn thì hắn đang muốn đánh tà ma bên trong nữ soái tàn phế. Như thế thì hắn mới có thể ngăn nữ soái lại. Nữ soái chỉ nhếch miệng cười rồi lại tung ra một chưởng. Triệu Bân sửng sốt, người phụ nữ này thật quá bá đạo. Trong lúc hắn còn đang bị chấn động thì nữ soái lại tung ra thêm một chưởng, so với chưởng trước uy lực càng mạnh hơn. Chưởng ấn hóa thánh bàn tay lớn, còn chưa đánh xuống đất thì đã khiến cho mặt đất nứt toát, những tòa núi nhỏ ở xung quanh cũng ầm ầm sụp đổ, đất đá gần đó đều bị nghiền thành cho bụi. Triệu Bân từng bước tiến lên, hai tay giơ lên trời. Trường ấn từ trên trời đánh xuống lại khiến cho hắn nửa quỳ trên mặt đất, thể kỳ lân cũng không thể chống đỡ nổi, lộ ra rất nhiều vết cắt. Nếu như nữ soái dùng nhiều lực thêm một chút thì thật sự có thể khiến cho hắn nổ tung mà chết. Thần, long, vẫy, đuôi. Triệu Bân gằn lên từng tiếng một, ngay lập tức có một con rồng khổng lồ xuất hiện. Thần long vẫy đuôi được thi triển ra khi Triệu Bân ở trong trạng thái kỳ lân hóa thật sự bá thiên tuyệt địa, không ngừng chấn diệt trưởng ấn khổng lồ từ trên cao đánh xuống của nữ soái. Nữ soái ngay lập tức bị chấn trở mình bay ngược ra khỏi đảo. Tên nhóc khá lắm, nữ soái âm u cười nói, thong thả bước đi trên đầu con sóng dữ. Phách thiên trảm, Triệu Bân đuổi theo ra ngoài đảo, chém một đường kiếm lên trời. Nữ soái định thân rồi lại tung ra một trường. Bang!
trường kiếm và chạm làm vang lên tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó có một vầng sáng màu đen tỏa ra tại điểm va chạm của trường và kiếm, sau đó lan tràn ra tứ phương khiến cho sóng biển dâng cao, thậm chí còn khiến cho một hòn đảo nhỏ tại đó gặp tai ương. Xem tình hình thì nữ soái vẫn đang đứng sừng sững. Trong khi đó cánh tay của Triệu Bân đã bị thổi bay một nửa. Là cường giả thiên võ sao? Triệu Bân lẩm bẩm, thần sắc hết sức khó coi. Hiện giờ nữ soái đang mạnh đến mức không tưởng. Triệu Bân còn chưa kịp đứng ổn định thì đã gặp sóng lớn đánh tới. Nữ soái đang thi triển thuật độn thủy. Triệu Bân ở trong trạng thái kỳ lân hóa rất khổng lồ nhưng vẫn bị sóng lớn nhấn chìm. Hắn vốn vẫn chưa đứng vững, bây giờ lại càng loạng choạng hơn. Vẫn là câu nói kia, cùng một loại bí thuật nhưng được thi triển bởi những người khác nhau thì uy lực bộc phát ra sẽ khác nhau. Chiến lực của nữ soái lúc này đang hết sức khủng bố, cho nên chỉ cần thi triển thuật độn thủy cũng đủ khiến cho hắn phải chật vật không thôi. Phong. Nữ soái lại nhếch miệng cười, bắt đầu kết ấn niệm chú. Ngay lập tức sóng lớn liền đông cứng lại, nữ soái chỉ giả vờ thi triển thuật độn thủy, thực chất là cô ta đang muốn đóng băng Triệu Bân. Kỳ lân Triệu Bân khổng lồ thật sự đã bị đóng băng thành một bức tượng. Phá cho ta. Triệu Bân quát lớn, thi triển thiên cương hộ thể. Ngay sau đó lại có thêm thiên thủ đại la từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy nữ soái chỉ nhẹ nhàng phất tay vẽ một vòng cung ngân hà lên bầu trời, dễ dàng tiêu diệt được thiên thủ đại la. May mà Triệu Bân đã kịp chạy trốn, nếu không thì vòng cung ngân hà mà nữ soái vừa vẽ ra còn có thể chém kỳ lân thể của hắn thành hai nửa, bí pháp này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi vẽ ra một vòng cung ngân hà, nữ soái lại đánh ra thêm một luồng sáng đen. Vầng sáng đen có uy lực kinh người, ngưng tụ thành một thanh ma kiếm chém Triệu Bân trở mình. Triệu Bân vừa trúng một kiếm còn chưa kịp thở thì nữ soái đã phóng tới công kích, từ trên trời tung ra một trường hóa thành bàn tay ngọc khổng lồ che trời đánh vào thể kỳ lân của Triệu Bân khiến cho xương cốt của hắn kêu lên răng rắc. Đứng không vững. Triệu công tử thật sự không thể đứng vững nữa. Chiến lực của nữ soái quá cường đại, liên tục đánh hắn đứng không vững. Cường giả thiên võ. Đây chắc chắn là cường giả thiên võ. Triệu Bân vừa đánh vừa lui, trong lòng cả kinh nói. Cường giả chuẩn thiên không thể nào mạnh đến mức này. Cho dù là Hoàng Phi Vũ Linh thì hắn cũng có thể mạnh mẽ đối kháng. Nhưng khi chiến đấu với tà ma bên trong nữ soái thì hắn chỉ có thể chịu đòn. Thảo nào ngay cả nữ soái cũng không thể khống chế thân thể. Tà ma này còn mạnh hơn rất nhiều so với tà niệm mặt quỷ trước đây. Theo như hắn đoán thì tà ma này sinh ra từ tà niệm của một cường giả cảnh giới thiên võ trở lên. Cũng có thể đây là tà niệm của một cường giả đã vượt qua cảnh giới thiên võ, ngay cả kỳ lân hóa cũng không thể đối kháng nổi. Nếu như hắn ở trong trạng thái bình thường thì chắc chắn đã bị một trường đánh diệt, trước đó hắn đại bại trong một chiêu duy nhất chính là ví dụ. Tiền bối, tỉnh lại. Triệu Bân quát lên, cố gắng kêu gọi thần trí của nữ soái trở về. Nữ soái phải tỉnh táo trở lại thì cục diện này mới có thể phá được. Đáp lại hắn chỉ có một trường của nữ soái đánh tới khiến cho hắn bay ngược ra phía sau 8.000 trượng. Một hòn đảo đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhìn kỳ lân Triệu Bân đã bị thương tích đầy mình, bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, hơn nữa cũng không đủ năng lượng để bổ sung kịp. Chiến. Triệu Bân không nao núng, tiếp tục đứng dậy đại chiến. Trong lúc đó nữ soái cũng đã giết tới, khí thế ngập trời, uy phong lẫm liệt. Đại chiến lại nổ ra làm rung chuyển thiên địa. Nhìn từ xa, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Bay đầy trời, mỗi một lần va chạm đều có ánh lửa tạc ra, tầng tầng ánh sáng lan tràn, hòn đảo nhỏ đã bị tàn phá không còn gì. Những tầng sáng lan tràn thì khiến cho mặt biển nổi lên vô vàn sóng dữ. Cục diện trận chiến mới bi thảm làm sao? Người bi thảm chính là Triệu Bân. Đánh không lại. Hắn thật sự đánh không lại nữ soái, hắn liên tục bị đánh đổ máu. Trái lại, nữ soái không có một vết thương, ngay cả một chút chật vật cũng không thấy. Phụt! Máu tươi phun ra, Triệu Bân lại từ trên bầu trời rơi xuống. Đảo nhỏ lại gặp tai ương. Một nửa hòn đảo đã chìm nghỉm, còn lại một nửa cũng sắp bị sóng dữ nhấn chìm, đá vụn lăn xuống lòng biển,
trên mỗi một khối đá đều nhiễm đỏ máu tươi của Triệu Bân. Thật không thú vị. Nữ soái lăng không bước tới, thản nhiên mỉm cười nói. Một vầng trăng khuyết hiện ra điểm xuyết trên đỉnh cao nhất của bầu trời, ánh trăng sáng tỏ dường như còn mang theo ma lực biến hóa đáng sợ, thực sự có thể luyện diệt thể kỳ lân, năng lượng của thể kỳ lân vừa gặp phải ánh trăng liền bị hóa diệt thành hư vô. Phá! Triệu Bân giơ một tay lên cao, kiếm Long Uyên kéo dài vô hạn đâm thẳng lên trời, khuấy đảo phong vân, dẫn tới lôi điện làm rung chuyển bầu trời, thổi bay vầng trăng khuyết kỳ dị kia. Nhưng hắn đã quá xem thường vầng trăng khuyết kia, cũng quá xem thường bí thuật của nữ soái. Mặc dù vầng trăng khuyết đã bị thổi bay nhưng ánh sáng của nó khi băng diệt vẫn có thể khiến cho thể kỳ lân vỡ nát. Hắn chưa kịp thu kiếm lại thì đã bị nữ soái tung trưởng đánh bay. Hung dữ như vậy sau này không gả đi được đâu. Triệu Bân cố gắng ổn định thân thể, nhanh chóng lấy ra cây đàn đá tấu lên khúc vô xương. Tiếng đàn bi thương mang theo cầm ý hủy diệt tuy vô hình vô tướng nhưng lại tồn tại thật sự giúp cho hắn có thể đối kháng những đòn công kích của nữ soái. Lần đầu tiên nữ soái nhíu mày. Lần đầu tiên trên mặt cô ta lại hiện lên vẻ thống khổ. Trong giây phút thống khổ, khí thế của cô ta chợt giảm mạnh. Hay lắm, hai mắt Triệu Bân sáng lên. Theo như hắn thấy thì khúc vô xương đã chạm đến nỗi đau đớn sâu trong nội tâm của nữ soái khiến cho phần ý thức đang ngủ say của cô ta thức tỉnh muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, bắt đầu đối kháng với tà ma bên trong làm cho tà ma trở nên suy yếu. Nhận ra được điều này, hắn lại càng công kích mạnh mẽ hơn. Nữ soái phải thức tỉnh thì hắn mới có thể thắng. Hự, nữ soái lảo đảo từng bước, suýt chút nữa là đã rơi thẳng xuống, nét mặt càng lúc càng trở nên thống khổ. Ngoài vẻ thống khổ còn thì còn có vẻ dữ tợn, tà ma đang kiệt lực áp chế ý thức của nữ soái, trong khi đó ý thức của nữ soái vẫn đang cố gắng chống trả. Tỉnh lại, tiếng đàn bi thương của Triệu Bân lại vang lên mang theo cầm ý hủy diệt. Nữ soái ôm đầu rên rỉ, ánh mắt có lúc tỉnh táo có lúc mông lung, có lúc cuồng bạo có lúc dữ tợn, khí thế cũng trở nên hết sức hỗn loạn. Tà ma mặc dù đang trấn áp ý thức của nữ soái nhưng cũng không ngăn được ý thức thức tỉnh làm suy yếu sức mạnh của nó. Ngươi, đáng chết. Nữ soái hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kết ấn niệm chú, kiếm khí màu đen xuất hiện đầy trời lăng không đâm về phía Triệu Bân. Tà ma bên trong cơ thể nữ soái không hề ngu ngốc, ý thức của nữ soái sở dĩ có thể thức tỉnh đều là bởi vì tiếng đàn của tên tiểu võ tu kia. Chỉ cần tiêu diệt tên tiểu võ tu đó thì tiếng đàn sẽ dừng lại. Đen dai. Triệu Bân không hề nao núng mà ngay lập tức thi triển thiên cương hệ thế. Hơn nữa. Lúc này hắn còn có thể giữ cho thiên. Cương hệ thể không tiêu tán, mạnh mẽ đối kháng kiếm khi ngập trời. Tiếng đàn không thể dừng lại. Muốn thử xem ai sẽ là người hết sức trước không? Để xem ngươi đánh chết ta trước hay là ta làm cho ý thức của nữ soái tỉnh lại trước? Khi ý thức nữ soái tỉnh lại thì ngươi chắc chắn phải cút ra ngoài. Đấu pháp này của hắn có hơi đẫm máu. Nữ soái đẫm máu, bị cầm ý đả thương không nhẹ. Triệu Bân cũng đẫm máu, kiếm khí đầy trời quá mạnh mẽ, ngay cả thiên cương hộ thể cũng có thể làm nứt ra khiến cho cả người của hắn đầy vết thương, hắn phải vừa đánh đàn vừa chống đỡ thiên cương hộ thể, lại vừa phải lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết để vết thương khép miệng. Đúng là bọn họ đang thi xem ai sẽ là người kiệt sức trước. Khí thế của nữ soái giảm mạnh. Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Tiểu kỳ lân chỉ là một con non, không thể liên tục bổ sung năng lượng. Mà Triệu Bân ở trong trạng thái kỳ lân hóa lại đang phải mạnh mẽ chống đỡ thiên cương hộ thể không tiêu tán, chuyện này đã làm tiêu hao năng lượng của thể kỳ lân khiến cho cơ thể kỳ lân trong phút chốc trở nên trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng những cố gắng của hắn cũng không uổng phí. Nhờ vào khúc vô xương, ý thức của nữ soái đang dần dần thức tỉnh. Đối với tà ma mà nói đây chính là đòn công kích hủy diệt. Nó không thể khống chế được thân thể của nữ soái cho nên cũng không thể thi triển ra uy lực, cục diện bây giờ chính là bên trong cơ thể có nữ soái kiềm chế, bên ngoài cơ thể có cẩm ý công phạt, rõ ràng là trong ngoài giáp công. Phụt. Nữ soái hộc máu, từng bước lui về phía sau. Triệu Bân tiến lên từng bước, cẩm ý càng lúc càng bá đạo, tiếng đàn càng lúc càng bi thương, trên khuôn mặt của nữ soái lúc này đã giàn giụa nước mắt, ý thức của cô ta cũng đã thức tỉnh hơn phân nửa. Đã có thể mạnh mẽ chống lại tà ma trong người. Phụt. Triệu Bân hộc máu, trạng thái kỳ lân hóa đã không giữ được nữa.
Sau đó là tiếng nữ soái gầm giống, tà ma đã không ngăn được ý thức của nữ soái tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn của nữ soái lộ ra vẻ cuồng nộ, nữ soái đã trở về kiểm soát được thân thể của mình. Đến lúc này, khúc vô xương mới kết thúc. Nữ soái ngất xỉu, rơi vào núi rừng. Tiền bối. Triệu Bân loạng choạng chạy tới, bế nữ soái rồi biến mất vào đêm đen, lúc hai người chiến đấu đã gây ra động tĩnh quá lớn khiến cho tứ phương chú ý, chắc chắn đã có cường giả nơi khác chạy tới rồi, hòn đảo nhỏ này không thể ở lại lâu. Đúng như hắn dự đoán. Đã có không ít người chạy đến đây, nhìn thấy hòn đảo nhỏ bị phá thành một đống hỗn loạn và nước biển nhiễm màu máu tươi thì đều không khỏi nhíu mày. Không khó để đoán được lúc trước ở đây đã từng xảy ra một hồi đại chiến, hơn nữa còn gây ra động tĩnh cực lớn khiến cho cả một hòn đảo nhỏ gần như đã bị nhấn chìm. Chấm. Nam vực vẫn đang chìm trong màn đêm đen kịt. Hải vực vẫn chưa thể bình yên bởi vì cường giả chạy đến tranh đoạt tháp linh lung và chiếc ô tím vẫn đang chiến đấu hết sức kịch liệt. Những tiếng gầm giống của cường giả trong trận liên tục vang lên cùng với những tiếng la hét của đám người đang đứng bên ngoài theo dõi trận hỗn chiến. Triệu Bân bế nữ soái đến một hòn đảo nhỏ khác sau đó trốn vào một khu rừng, hắn sử dụng bùa che lấp thiết lập phòng ngự kín kẽ ở khu vực xung quanh, cuối cùng mới tê liệt ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn và nữ soái đúng là oan gia. Chỉ trong một đêm mà hắn bị nữ soái đánh trọng thương hai lần, không ngờ đã chạy đến Nam vực mà còn bị người phe mình đuổi đánh, đúng là xui xẻo tận mạng. Tiểu Kỳ Lân đã ngủ say bên trong đan hải. Mỗi lần Triệu Bân thi triển kỳ lân hóa thì nó lại trở nên suy yếu. Nữ soái đã ngủ rất an tường. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch rồi mới ngồi xổm xuống trước mặt nữ soái, nhẹ giọng gọi một tiếng. Nữ soái không đáp, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tà ma từ đâu đến? Triệu Bân lẩm bẩm, mở thiên nhãn nhìn trộm ý thức của nữ soái. Hắn nhìn trộm hơn nửa đêm cũng không phát hiện ra nguyên cớ. Không nhìn thấy tà ma ở đâu. Nhưng hắn chắc chắn tà ma vẫn còn ở đó. Hắn cũng đã từng trải qua chuyện như vậy, chính là lúc chiến đấu với mặt quỷ tà niệm. Nó nằm bên trong cơ thể của hắn nhưng ngay cả Hồng Nguyên xem bệnh cũng không thể phát hiện ra. Có thể thấy được tà ma bên trong cơ thể của nữ soái có cấp bậc không hề thấp, đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ để tìm ra manh mối. Thành thật mà nói, đây không phải là một tin tốt. Đường đường là thống soái quân Xích Diễm nhưng lại mang trong người một tà ma đáng sợ như vậy, một khi nó tác loạn thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tai họa ngầm này sợ rằng ngay cả nữ soái cũng không biết. Triệu Bân hít sâu một hơi, lấy dây xích ra khỏi chiếc nhẫn ma. Đây không phải là xiềng xích bình thường mà là xiềng xích của Đại Tế Ti, lão ta đã sử dụng huyền thiết đặc biệt để tạo ra nó cho nên cực kỳ cứng rắn. Cấm chế bên trên cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã bị xiềng xích thì rất khó ra. Tiền bối, đắc tội. Hắn nhanh chóng dùng xiềng xích khóa tay chân của nữ soái lại. Phải khóa lại mới chắc ăn, nếu như nữ soái lại phát điên thì hắn cũng không gánh nổi. Đã khóa nữ soái lại bằng xiềng xích nhưng hắn vẫn không an tâm, liên tục dán thêm bùa chú phong ấn lên người nữ soái. Cảnh tượng đó rất là khôi hài, nữ soái lặng yên nằm ở trên tảng đá. Bên cạnh là một tên nhóc tóc tai bù xù đang ngồi xổm bận rộn tay chân, trông y hệt một tên đạo tặc đang bắt trói thiên kim tiểu thư nhà nào. Sau khi phong ấn nữ soái xong thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Trải qua trận chiến này hắn mới biết thế nào là kẻ mạnh thật sự, hắn ở trong trạng thái kỳ lân hóa mà cũng bị đánh đến tàn phế, không biết khi nữ soái ở trong trạng thái đại ma đầu đánh nhau với Hoàng Phi Vũ Linh thì ai sẽ chiến thắng. Màn đêm lại chìm vào tĩnh lặng. Hòn đảo nhỏ này cũng không thể tiếp cận được. Như thế cũng tốt, không có ai quấy rầy. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân đã nhiều lần mở mắt ra quan sát nữ soái, sau đó lại nhìn lên bầu trời. Nam vực thực sự thú vị. Màn đêm ở Nam vực quá dài khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc hắn còn ở ma vực bầu trời cũng tối đen như thế này, trên bầu trời cũng sẽ có bảo bối rơi xuống, chuyện đó làm cho hắn bất giác nghĩ đây chính là ma vực thứ hai. Nếu như vậy liệu có phải trên bầu trời ở đây cũng có cất giấu một tòa bảo tàng hay không? Nhắm mắt, hắn lại tiếp tục trị thương. Ở bên ngoài, những kẻ chạy tới tranh đoạt bảo vật vẫn đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, khí thế ngất trời.
So sánh với bên đó thì ở rìa ngoài hải vực vẫn tương đối yên tĩnh. Quan sát từ phía trên xuống có thể thấy hơn 10 chiến thuyền khổng lồ đang phóng ra ngoài khơi. Đó chính là chiến thuyền của Bạch Gia đang trên đường di tản ra khỏi đảo, đường đi rất thuận lợi, không hề có kẻ nào ngăn cản. Với tốc độ này không bao lâu sau bọn họ liền có thể ra khỏi Nam Vực, đến lúc đó cho dù thi tộc cùng huyết y môn xuất hiện thì cũng không dám đuổi giết nữa. Đã bước vào biên giới đại hạ thì bọn chúng chắc chắn không dám lỗ mãng. Sao vẫn chưa theo kịp? Tám phần là do chưa tìm được tên nhóc kia. Lại có thêm phiền phức. Cường giả quân Xích Diễm súng lại bàn tán. Còn có nhóc hám tiền đứng ở mũi thuyền liên tục nhìn ra xa nhưng vẫn không nhìn thấy Triệu Bân. Chuyện này khiến cho cô nhóc có một dự cảm xấu. Người của Bạch Gia dường như cũng đã phát hiện ra có điều không ổn. Nếu như ân nhân của bọn họ gặp phải chuyện gì đó không may thì đều là lỗi của bọn họ. Phù! Không biết Triệu Bân tỉnh dậy từ lúc nào. Thương thế của hắn vẫn chưa phục hồi như cũ, nữ soái ra tay không nhẹ không nặng nhưng chỉ trong chốc lát thì không thể hồi phục được. Tiền bối! Hắn lại ngồi xổm xuống gần tảng đá gọi một tiếng. Tuy nhiên, nữ soái vẫn không đáp lại. Hắn lại ngồi xuống lấy bảo liên đăng ra xem. Dùng ống tay áo lau lau chùi chùi tiếp tục nghiên cứu, thử luyện hóa dấu vết bên trên nhưng không thể lay chuyển được cấm chế. Leng keng. Không bao lâu sau tiếng xích sắt đã vang lên. Nữ soái đã tỉnh lại, cô ta xoa xoa ấn đường, hai mắt vẫn mờ mịt, ý thức còn có chút mơ hồ. Mất một lúc lâu sau thì cô ta mới lấy lại được sự minh mẫn, sau đó liền nhìn thấy tay chân của mình đã bị xiềng xích, trên người lại còn dán rất nhiều bùa chú phong ấn. Với tình trạng hiện tại cô ta không thể nào phá được phong ấn này. Tỉnh rồi sao, Triệu Bân liếc mắt hỏi. Sao ngươi lại trói ta, nữ soái cau mày hỏi. Phải trói lại mới an toàn, Triệu Bân vừa nói vừa vùi đầu nghiên cứu bảo liên đăng, nghe ý tứ của nữ soái thì rõ ràng là cô ta không biết trong cơ thể của mình có tà ma và cũng không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cũng không có gì lạ, bị tà ma khống chế thì làm sao mà nhớ được. Nữ soái chẳng hiểu cơ ngân đang nói gì. Trong cơ thể của tiền bối có một tà ma cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn thân, Triệu Bân chậm rãi nói, cuối cùng cũng nói ra được bí mật, nữ soái có quyền biết chuyện này, hơn nữa còn nhất định phải biết để chuẩn bị trước. Tà ma, nữ soái cau mày thật chặt. Nó khống chế thân thể của tiền bối sau đó đánh ta một trận, Triệu Bân lau máu mũi nói. Không biết là do chưa tỉnh ngủ hay là do chuyện này quá đáng sợ mà nữ soái liền ngẩn cả người. Thảo nào cơ ngân lại trói cô ta lại như thế này. Nhưng đối với những chuyện xảy ra trước đó, cô ta không còn nhớ gì cả. Chưa suy nghĩ nhiều, cô ta đã vội vàng nội thị khí lực. Tất nhiên nhìn thật lâu cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Cấp bậc của nó rất cao, Triệu Bân chậm rãi nói. Cao bao nhiêu, nữ soái ngập ngừng hỏi. Nếu không thi triển kỳ lân hóa thì ta đã bị đánh thành cho rồi, Triệu Bân nói, ngay cả khi thi triển kỳ lân hóa thì ta cũng không đánh lại. Ta đã phải cố gắng tấu lên khúc vô xương mới đánh thức được ý thức của tiền bối. Mạnh như vậy sao? Nữ soái nghe xong, thần sắc nghiêm trọng. Cô ta biết rõ cơ ngân mạnh đến thế nào, ở trong trạng thái bình thường cô ta chắc chắn không thể đánh gục được hắn. Không ngờ khi cô ta bị tà ma khống chế thì lại có thể áp chế cơ ngân ở trong trại thái kỳ lân hóa, khó mà có thể đoán được tà ma kia có bao nhiêu đáng sợ. Cô ta nên cảm thấy vui mừng vì cơ ngân vẫn còn sống. Nếu như cơ ngân thật sự bị cô ta tiêu diệt thì đúng là tổn thất lớn. Thật lâu sau cũng không nghe cô ta nói gì nữa. Cô ta đang lẳng lặng suy tư, không biết tà ma từ đâu mà ra. Chuyện đó rất tà hồ. Nhưng hiện tại còn có việc tà hồ hơn đang xảy ra. Tu vi của cô ta đã bị đánh hạ từ chuẩn thiên đỉnh phong xuống chuẩn thiên sơ cấp. Chuyện này, không chỉ có cô ta, Triệu Bân cũng hết sức sửng sốt. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị hạ cấp cảnh giới. Hạ cấp, vẫn đang hạ cấp. Chỉ trong một khắc, tu vi của nữ soái từ cảnh giới chuẩn thiên sơ cấp hạ xuống cảnh giới địa tạng. Hơn nữa tốc độ hạ cấp còn càng lúc càng nhanh, liên tục hạ từng tầng một, nhanh đến mức chính nữ soái cũng không thể ngăn cản được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, nữ soái đã bị hạ cấp cảnh giới tới mức tu vi mất hết.
rừng núi dưới ánh trăng đầy nét hiu quạnh âm u. Trước vách núi, không khí khá đè nén. Đường Đường là thống soái quân Xích Diễm, là cao thủ chuẩn thiên chân chính mà lúc này lại mất đi toàn bộ tu vi. Sao có thể như vậy chứ, nữ soái lẩm bẩm. Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của cô ta thì cũng khó có thể giải thích sự việc kỳ quái này. Triệu Bân cũng thì thầm, hai mắt lúc sáng lúc tối, là do tai họa tạo thành sao? Mà hắn khá tin tưởng vào suy đoán này. Trừ tai họa thì hắn không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Nghĩ thế, không biết sao một nỗi hổ thẹn bao phủ trong lòng hắn. Nếu không vì tìm mình, nữ soái cũng sẽ không rơi vào tình trạng suy yếu, mà không yếu đi thì cũng không bị tai họa lợi dụng sơ hở, mà không bị tai họa thì nữ soái sẽ. Cứ thế mà suy đoán, tu vi của nữ soái biến mất, lỗi của hắn rất lớn. Không liên quan tới ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị một lần như vậy. Nguyệt Thần nói là thật, trong cơ thể nữ soái có tai họa ngầm. Cô ta đã nhìn ra được nhưng không báo cho Triệu Bân, bởi có nói cũng vô dụng. Với năng lực của người trần mắt thịt thì hoàn toàn bó tay với tai họa này, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính nữ soái, đây cũng coi như là một cách thức tu hành khác. Sao có thể chứ? Nữ soái vẫn đang lẩm bẩm, cả người đứng lên. Mà cô ta cũng không thể nào đứng vững nổi. Hoặc có thể nói là vì tu vi mất hết, sức lực cũng không còn, ngay cả đứng cũng không thể đứng nổi. Tiền bối, Triệu Bân vội tiến lên, nâng đối phương dậy. Về đại hạ thôi. Sắc mặt nữ soái tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Tu vi mất hết, cô ta không thể bảo vệ được cơ ngân, ở lâu một ngày thì đều chỉ là rắc rối thêm thôi. Cô ta không biết nguyên nhân nên đành phải về nhờ cảnh giới thiên võ xem xét vậy. Triệu Bân không quá muốn nhưng vẫn mở phong ấn và xiềng xích rồi cõng nữ soái rời đi. Nữ soái vô cùng mệt mỏi, từ khi học võ tới giờ, cô ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ yếu đến thế này. Tay trói gà không chặt, đứng cũng là việc khó khăn. Hành trình tới Nam Vực lần này đúng là kiếp nạn của cô ta. Triệu Bân vận chân nguyên không ngừng liên tục truyền vào trong cơ thể nữ soái. Nhưng cơ thể nữ soái lúc này tựa như quả bóng cao su bị thủng, dù chân nguyên rót vào bao nhiêu thì vẫn khó giữ lại dù chỉ là một chút. Hắn từng lén nhìn một chút mới biết đan điền của nữ soái đã đóng chặt. Lỗi của ta, Triệu Bân thì thầm một tiếng. Số mệnh đã định, ta phải có một kiếp như vậy. Nữ soái cười đầy mệt mỏi, nay quá uể oải, mắt đẹp mông lung. Cô ta có cảm giác buồn ngủ mà trước nay chưa từng có, nó lấp đầy ý thức nên nữ soái dần ngủ say. Vèo. Triệu Bân dùng bùa tốc hành, lao qua bầu trời như tia sáng màu vàng. Nửa ngày sau, hắn đáp xuống đảo nhỏ của Bạch Gia. Như hắn dự đoán, Bạch Gia đã rút. Thế này. Những người già của Bạch Gia nhìn thấy Triệu Bân và nữ soái thì kinh ngạc, đặc biệt là khi thấy tình trạng của nữ soái, sắc mặt họ đều thay đổi. Thế này là sao, mới không gặp một hai ngày mà tu vi không còn nữa. Rút lui từ đâu? Triệu Bân cũng chẳng nói nhảm mà hỏi thẳng, phải đi theo người Bạch Gia, có cường giả đông đúc bảo vệ thì mới đảm bảo nữ soái được an toàn. Chỉ một mình hắn, nhỡ đâu gặp đại chiến thì có thể sẽ không bảo vệ nữ soái chu toàn. Đám người già vội lấy bản đồ ra, chỉ rõ tuyến đường. Cảm ơn. Triệu Bân nói rồi bay lên trời. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn lại, mấy lão tiền bối này đều đã tới điểm cuối của cuộc đời, chuẩn bị chết trên đảo này, thế nên hắn cũng không cưỡng ép họ, đi hay ở, đó đều là sự lựa chọn của họ. Lãnh thổ Nam Vực mênh mông, sóng cuộn trào dữ dội. Triệu Bân bay một đường thẳng tới bờ biển. Nữ soái có vẻ rất mệt nên ngủ cả một ngày, ngủ rất an ổn. Lưng của Triệu Bân cũng ấm áp, xua tan hàn ý trong cơ thể cô ta. Giúp cô ta không bị lạnh, cảm giác như đang đắm mình dưới ánh mặt trời. Dị bảo. Lại có dị bảo. Khi đi ngang qua một vùng biển, Triệu Bân nghe thấy tiếng quát. Đúng vậy, lại có bảo vật rớt từ trên trời xuống, là một ngôi sao băng màu đỏ. Triệu Bân cũng không nhìn, cũng không định đi tìm bảo vật kia. Lúc này, điều quan trọng nhất là mau chóng tìm được đội tàu của Bạch Gia, hai người họ không thể xảy ra sự cố gì nữa. Hắn không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng bất ngờ vẫn tìm tới hắn. Hải tặc. Vừa ra hải vực là gặp hải tặc. 3, 5 chiếc thuyền chiến trên biển,
trên không còn có tòa kỵ phi hành, bọn chúng cầm theo đại đao, mặt mày hung ác, kiểu này là chuyên chặn đường cướp bóc rồi. Để tiền lại. Để cô ta lại luôn. Tên thủ lĩnh bọn cướp cười lạnh, trong mắt lóe lên tia hung hăng. Triệu Bân cũng hừ lạnh một tiếng, người lao tới, tung ra cả đống bùa nổ. Bọn cướp chưa kịp đề phòng đã bị nổ văng đầy trời, có không ít kẻ bị nổ chết luôn. Nhóc con khá lắm. Thủ lĩnh hét to, vung đao xông tới. Triệu Bân cũng chẳng thèm nhịn mà dùng chiêu hồn ngự Long Uyên, chém một kiếm ra. Hắn cũng không ham chiến mà xoay người rời khỏi đó. Bảo vật, trên người hắn có bảo vật. Tên thủ lĩnh này cũng khá thú vị, gã không đuổi theo Triệu Bân mà khàn giọng hét lên. Hành động này không phải làm cho vui, vùng biển phía trước có bóng người hiện ra, là hai kẻ mặc áo đen. Có lẽ vì đã thấy sao băng nên mới chạy tới giành bảo vật, còn tu vi thì sao, hiển nhiên là chuẩn thiên rồi. Bảo vật. Nghe thấy thủ lĩnh hải tặc hét lên, hai ông già kia nhướng mày. Thấy tu vi Triệu Bân không cao, một tên áo đen ra tay. Chỉ cần tung một chưởng thôi, chẳng có gì phiền phức đâu. Thủ lĩnh hải tặc gào lên xong thì xoay người bỏ chạy. Gã không chỉ cướp bóc mà còn biết gài hàng. Cho nổ người của ta, người đừng mơ chạy thoát. Cút đi. Triệu Bân quát lạnh, tung ra một quyền đánh bay lão già áo đen vừa tung chiêu. Lão già áo đen thứ hai thấy thế thì hoảng hốt, tên nhóc này rất mạnh. Đuổi theo. Lão già thứ nhất giận dữ, lúc trước không dùng toàn lực mới bị tổn thương như thế. Giờ ông ta muốn lấy lại thể diện, một địa tạng mạnh như thế, không có bảo bối gì mới là chuyện lạ. Ông già áo đen thứ hai cũng không chạy, vội bám theo. Ầm, bùm, ầm. Vùng biển đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Triệu Bân không ngừng chạy trốn. Hai lão già áo đen sau lưng vẫn không ngừng bám sát. Sắc mặt Triệu Bân trở nên khó coi, nếu không phải cần che chở nữ soái, khó thi triển quyền cước thì hắn đã chơi lớn, cho hai lão già không biết xấu hổ và tên hải tặc nham hiểm kia lên Tây Thiên rồi. Bỏ ta xuống, nữ soái tỉnh lại, nói ra một câu đầy yếu ớt. Ta sẽ đưa cô về nhà, Triệu Bân cười đáp rồi tăng tốc. Có lẽ do chạy quá nhanh, hắn gặp phải không gian biến động mà đáng lẽ không nên đụng nhất. Người đâu rồi? Hai lão già sửng sốt, hai người sống sờ sờ tự dưng mất tăm. Vận khí không tệ, Nguyệt Thần nhủ thầm. Không gian biến động này là an toàn, không có vết nứt. Bùm. Cô ta vừa nói xong thì tai nghe thấy tiếng nổ vang. Là Triệu Bân và nữ soái, hai người té ra khỏi không gian, đúng lúc nện lên mái hiên nhà người ta, cân nặng cả hai tạo thành một cái lỗ thủng trên nóc phòng, sau đó mới ngã xuống đất. Đại gia, sao giờ mới tới? Triệu Bân đang mơ màng, dường như tai nghe thấy câu nói như vậy. Hắn từng nghe mấy lời như thế nhiều lần rồi. Mấy cô nương Thanh Lâu đều đón khách bằng câu này. Thanh Lâu sao? Đây là một kỹ viện, họ rơi vào một căn phòng trong Thanh Lâu kỹ viện này. Hình ảnh trong phòng lại rất chi là đẹp, một nam và một nữ, cả hai không mảnh vải che thân, họ đang dùng hành động mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nữ soái và hắn. Chuyện gì xảy ra thế kia, xa nhà sụp mà còn có hai người rơi xuống nữa à? Quá xấu hổ, tình huống quá ư là xấu hổ. Hai mắt Triệu Bân sáng như tuyết, nhìn tới mức mắt tròn vo. Mặt nữ soái thì đỏ ửng. Thú thật đây là lần đầu tiên cô ta gặp trường hợp thế này, không biết là ngã quá nặng hay do có vết thương trong người mà máu mũi lại chảy. Hình tượng đang tốt đẹp bỗng bể nát vì hai dòng máu mũi này. Chấm. Yên tĩnh. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Hai nam hai nữ trừng mắt nhìn nhau, nhìn tới mức hai bên sửng sốt tới sững sờ. Trực tiếp tại hiện trường. Đây chính là phát sóng trực tiếp. À! Vài giây sau mới có một tiếng hét thảm vang lên. Là cô gái Thanh Lâu kia, nàng ta như bị dọa sợ, vội dùng chăn che kín người mình. Người đàn ông cũng phản ứng lại, mở miệng mắng, hai người có bệnh à? Xuyệt! Triệu Bân vội giơ tay làm ra hành động, việc này không nên ầm ĩ. Người đàn ông không quan tâm, cầm thanh đao dưới giường. Mặt mày tối tăm. Bị quấy rầy chuyện tốt thì không giận mới lạ. Hơn nửa đêm mà còn bị rình trộm,
Một người nhìn lén cũng thôi, còn dẫn theo cả vợ nữa chứ, rảnh quá thì tìm chỗ mà này kia đi, thế không sướng hơn à? Hảo hán, chỉ là hiểu lầm. Thiểm lầm, ta cho ngươi hiểu lầm này. Trong phòng dần náo động, một bên giảng đạo lý, một bên muốn động tay chân. Kết quả là tên kia ngã nhào ra đất, hắn ta bị Triệu Bân tát một cái, đưa thẳng vào cõi mơ. Điều đáng nói là hắn ta ngất đi nhưng cậu em vẫn sừng sững. Còn dùng được. Triệu Bân nâng tay đưa người đàn ông nằm lên giường. Cách dùng từ rất hay, không hề tạo thành cảm giác không ổn trong trường hợp này. Làm phiền rồi. Thật sự rất xin lỗi. Triệu Bân cười gượng, kéo nữ soái ra khỏi phòng. Trong phòng, cô gái lại rất xấu hổ, mất hồi lâu mới phản ứng lại. Mắt nhìn người đàn ông, tuy đang hôn mê nhưng cậu nhỏ vẫn hiên ngang, nói đúng thật, còn dùng được. Thanh lâu có mây mù vần quanh, cảnh xuân vô hạn, mấy em gái xinh tươi phải tính bằng tốp cơ, dáng người thướt tha, phong thái đa dạng, giọng nói khiến người ta mềm nhún, mỗi câu gọi đại gia thôi là đã rất ngọt ngào rồi. Không tệ. Đầu Triệu Bân quay như trống, nhìn trái nhìn phải suốt chặng đường. Nữ soái lại như đứa nhỏ phạm lỗi, chỉ lo rũ mắt suốt đường đi. Đường đường thống soái quân Xích Diễm, trăm vạn đại quân khổng lồ cũng từng thấy rồi nhìn cảnh này vẫn không thể nào chịu nổi. Trùng hợp. Đó chỉ là trùng hợp thôi. Là không gian biến động vừa lúc làm họ gặp phải. Cô ta nên thấy may mắn vì lần này không có khe nứt không gian. Bằng không hai người họ chết chắc rồi. May mà ngã trên giường. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh. Ngẫm lại thì đúng là rất có lỗi với người anh em kia. Đang làm chuyện sung sướng thì lại bị họ quấy rối. Đó không phải có số đào hoa mà là bị gậy thọc cứt. Trước đó không lâu hắn cũng từng gặp phải chuyện này rồi. Nghiệp chướng quá. Triệu Bân thở dài một tiếng, còn thuận tiện lau vết máu mũi. Nhìn người bên cạnh, đối phương cũng làm hành động như thế. Nữ soái đang lau máu mũi, mặt đỏ ửng, chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui vào thôi. Nói thật thì cô ta chưa từng xấu hổ thế này bao giờ. Ta cũng gặp lần đầu, Triệu Bân nghiêm túc nói. Cũng may mà tử không ở đây, nếu có chắc hắn ta sẽ liếc Triệu Bân tới lé mắt. Nhớ tới ngày đó, hai người đang dùng kính lúp soi xa bàn ở thành Thiên Thu, cùng nhau coi phát sóng trực tiếp, coi tới mê mẩn, thậm chí Phượng Vũ tới cũng không phát hiện, sau đó cả hai đều bị đánh như xương. Ra khỏi thanh lâu, Triệu Bân lại cõng nữ soái. Hắn là võ tu nên cũng không sao, nhưng nữ soái không giống vậy. Cô ta mất hết tu vi, còn ngã từ trên nóc nhà xuống, không bị thương là nói đối, vốn dĩ cơ thể đã rất yếu rồi, hơi sức không còn nên hiển nhiên đứng cũng chẳng vững nữa. Vốn muốn hỏi ngươi một câu, có mềm không thế? Nguyệt thần khá có hứng thú, đánh nhau cũng không quên trêu chọc. Triệu công tử nghe thế thì dùng lời lẽ đanh thép mà mắng to một trận. Người ta mất hết tu vi rồi mà cô còn nói giỡn thế à? Còn đạo đức xã hội không hả, có biết xấu hổ không hả? Nhưng nói ra thì mềm thật. Trên đường đông đúc đầy người, dù là ban đêm thì cũng là chốn phồn hoa như gấm. Đây là đâu? Triệu Bân muốn biết, nữ soái cũng vậy. Nhìn cảnh trí chung quanh thì chỉ biết đây là một tòa thành cổ. Mà họ không biết là thành cổ gì, càng không biết hai người còn đang ở trong phạm vi Nam vực hay không. Dù sao không gian biến động, ai biết sẽ bị truyền tới đâu. Tìm người hỏi một chút. Triệu Bân nghĩ thế, nên cõng nữ soái vào một cửa hàng. Tiểu Hữu, cứ thoải mái xem nhé. Ông chủ cửa hàng là một lão già còm, hai người vừa tới, ông ta đang để cặp kính lão lên quyển sách cổ, thấy Triệu Bân cõng nữ soái vào thì nhướng mày, cảm thấy tổ hợp này khá thú vị. Triệu Bân buông nữ soái, tùy tiện lấy một thanh kiếm trên kệ hàng xuống xem. Một mình đi tới quầy, tìm người hỏi đường, thuận tiện mua chút đồ, như thế mới có thể được ưu đãi, hai bên cùng có lợi. Một vạn lượng, lão già còm cười báo giá. Triệu Bân không nói nhiều, tay lấy tiền rồi thuận mồm hỏi, tiền bối, nơi này là đâu thế? Ngươi là người xứ khác à, lão còm nhận ngân phiếu, mắt không khỏi nhìn Triệu Bân thêm một cái. Theo tiền bối trong tộc ra ngoài mà bị lạc, Triệu Bân cười gượng. Cũng đúng, ông lão kia cười. Đây là đảo Liệt Hỏa. Còn trong phạm vi Nam vực không, Triệu Bân vội hỏi. Còn, tiền bối có bản đồ Nam vực không? Tất nhiên là có, ông lão còm cười ha hả, tiện tay lấy bản đồ, 30 vạn. 3 vạn, chốt đơn.
vụ mua bán này hoàn thành trong vui vẻ. Theo nhu cầu cả thôi, ông lâu gầy cầm ngân phiếu, Triệu Bân có bản đề, ánh mắt nữ soái trở nên quái lại, bản đề giá 30 vạn, trả còn 3 vạn đã bán. Năng lực trả giá của cơ ngân đúng là không tầm thường. Còn lào này đúng là gian thương. Điều này thì Triệu Bân biết rất rõ. Hắn đúng là người xứ khác nhưng hắn không ngu nha. Bản đồ quý thật nhưng một tấm bản đồ có thể sao chép ra nhiều bản, vật gì hiếm mới quý, nếu số lượng nhiều thì giá cả hiển nhiên cũng giảm, 30 vạn á, cướp ngày hay gì? Nói vớ vẩn. Chỗ này cũng quá xa. Triệu Bân mở bản đồ, hắn đã xác định được vị trí, họ vẫn ở Nam Vực nhưng so khoảng cách với đảo nhỏ Bạch Gia thì đúng kiểu như nằm ở hai cực vậy. Thế càng đừng nói tới việc đội tàu của Bạch Gia đi rồi, giờ đuổi theo e là cũng không kịp, ai biết họ đã đi tới đâu, lãnh thổ Nam Vực lớn thế, không dễ tìm đâu. Nên đổi lại kế hoạch thôi. Nghĩ thế, hắn cất bản đồ, tiền bối, có đan giả chết không? Cái gì, đan gì, ông lão còm bỏ sách xuống. Đan giả chết. Chưa từng nghe tới. Cảm ơn. Triệu Bân nói rồi lại cõng nữ soái lên đường. Sau đó hắn tìm một chỗ không người, biến ra nhiều phân thân, cho chạy đến mấy cửa hàng lớn. Không phải hắn muốn mua tài nguyên tu luyện mà là muốn tìm đan giả chết. Đan dược này thì chưa từng có ai nghe tới nhưng nó đúng là có tồn tại. Ngày xưa, khi hắn hộ tống Mộng Điệp về cố hương, từng bị cường giả của Túy Mộng Lâu đuổi giết, lão già dâu chữ bát từng cho hắn một viên đan giả chết này. Ăn nó thì Mộng Điệp cũng chết lâm sàng, trạng thái không khác gì chết thật. Được hắn bỏ vào nhẫn ma, từ đó mới thoát được một kiếp. Hôm nay, hắn muốn dùng lại cách này. Bỏ nữ soái vào trong nhẫn ma thì tốt hơn so với cõng suốt dọc đường. Gặp nguy hiểm hay đại chiến thì hắn cũng không sợ làm bị thương nữ soái thêm nữa, hắn cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đưa nữ soái ra khỏi vùng biển này. Xong rồi họ có thể trở về tìm đội tàu của Bạch Gia. Nếu Bạch Gia biết thì chắc cũng sẽ nghĩ thế. Khoảng cách quá xa, hai bên còn thứ phải kiêng dè nhiều thứ, trên đường sẽ xảy ra biến cố, giải quyết một bên mới là thượng sách, đó cũng là vừa tốt cho mình vừa không tạo thêm rắc rối cho đối phương, là sự quan tâm lẫn nhau tốt nhất. Rột rột. Đang chạy thì một âm thanh vang lên. Nó truyền tới từ nữ soái. Tu vi mất hết. Không có chân nguyên chống đỡ, cô ta không ăn cơm thì không chịu nổi. Vừa ăn vừa đợi. Triệu Bân cười, chân bước nhanh hơn. Mặt nữ soái lại đỏ lựng, cô ta lại mất mặt rồi. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì họ đã thay đồ, nữ soái cũng đã đổi quần áo, thành nữ giả nam, tháo xuống mặt nạ bằng ngọc. Nếu không phải người quen thân, chắc sẽ không thể nhận ra họ, mà giờ có thấy cũng không dám nhận nên không ai biết là tu vi của thống soái Xích Diễm đã mất hết. Đẹp trai quá. Không ít cô gái thấy nữ soái thì sóng mắt lãng đãng. Cũng đúng, với dung nhan tuyệt thế như nữ soái, thành nữ giả nam thì hiển nhiên vẫn rất đẹp trai. Đúng là không thể dẫn mỹ nữ đi dạo phố mà, Triệu Bân thầm nhủ trong lòng. Là nữ mà quá đẹp, nếu các công tử thế gia thấy thì không chịu yên phận, còn nữ giả nam trang thì mấy cô gái thấy xong cũng sẽ nổi tính háo sắc. Chỗ này đi. Hai người vào trong một tửu lầu, đi thẳng lên tầng 2, chọn một chỗ gần cửa sổ. Rất nhanh. Món ngon đã được mang lên, có đầy đủ hương vị, bày ra cả một bàn lớn. Món này ăn ngon. Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Triệu Bân hiểu chuyện không ngừng gắp thức ăn cho nữ soái. Sở Lam đói lắm rồi, cô ta ăn mà không màng hình tượng. Mà Triệu công tử lại lôi ra thao cơm của mình, đi đâu cũng mang theo, tiểu nhị bưng thức ăn lên thấy vậy đều lén nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ, ăn như hà bá đánh vựa cả đôi thế này. Đừng bảo là ăn trực nhé. Không sao. Ăn trực không trả tiền cũng không việc gì. Dám ăn mà không chịu trả thì đừng mong đi khỏi đây. Lão đại, không có. Triệu Bân đang ăn ngon lành thì phân thân liên tục truyền về tin tức. Nói không có là vì không tìm được đan giả chết, tìm khắp thành cổ này cũng không có. Cũng nằm trong dự đoán rồi, Triệu Bân hít sâu một hơi. Đan giả chết này rất hiếm. Không tìm thấy Âu cũng là bình thường. Hòn đảo này không có thì đổi cái khác, tất cả đều phải đặt sự an toàn của nữ soái lên đầu, dù sao đây cũng là lãnh thổ Nam Vực, nếu có người cố tình gây chuyện,
một mình hắn chưa chắc có thể bảo vệ nổi nữ soái, không phải lần nào cũng gặp không gian biến động, không phải lần nào cũng gặp không gian biến động mà không có khe nứt như thế. Hai vị tiểu hữu, ăn uống ngon lành quá nhỉ. Đang nghĩ, một ông lão béo đi tới, tay bụng lại, miệng cười lớn, há miệng một cái là thấy cả hàm răng vàng khè, hơn nữa nụ cười này trông không bình thường chút nào, dù nhìn kiểu gì cũng thấy bị ổi vô cùng. Có việc gì, Triệu Bân hỏi. Muốn danh sách đấu giá không, lão phu sẽ cung cấp cho, lão già béo có vẻ mặt thần bí. Danh sách, đấu giá. Ngày mai trong thành liệt hỏa này có hội đấu giá, lão phu tốn rất nhiều công sức mới có được danh sách đấu giá. Cho ta một bản. Triệu Bân nói, buông bát đũa. Có hội đấu giá thì sẽ có thứ tốt, hắn không quan tâm gì khác, chỉ muốn đan giả chết, trong cửa hàng không có, biết đâu trong hội đấu giá sẽ có, cũng không tốn bao nhiêu, xem chút cũng chẳng sao. Hàng thật giá thật nhé. Lão già mập cười rồi lấy ra một cuộn giấy. Triệu Bân lấy ngân phiếu rồi mở cuộn giấy ra xem. Đúng là danh sách đấu giá, binh khí, bí thuật, công pháp, đan dược. Gì cũng có. Tiểu hữu, có muốn lấy được bảo vật không? Lão béo chưa đi mới tới gần nữ soái, vẫn là nụ cười hèn mọn kia. Không cần, nữ soái lạnh nhạt đáp. Xem hàng trước một chút cũng được. Lão mập cười, móc từ trong tay áo ra một cuộn tranh. Nữ soái nhăn mi, đã nói không cần mà còn hấp tấp chào hàng thế à? Chắc chắn là bản gốc nha. Nữ soái nhíu mày, lão mập đã mở bức tranh. Được rồi, không phụ sự mong đợi của mọi người, đúng là hàng cao cấp. Tuy hơi lộ liễu chút nhưng màu sắc khá tươi đẹp bắt mắt. Nữ soái vừa nhìn thì mặt lại đỏ, mấy cảnh này. Trước đó cô ta vừa thấy rồi, hơn nữa còn là hình động. Giờ đến tử lầu ăn cơm cũng không yên, còn đụng phải chuyện này à? Rất đẹp mắt nhỉ, lão mập cười he he. Ngươi, nữ soái tức giận rồi, trong mắt dâng lên hai ngọn lửa, không biết là xấu hổ hay quá giận dữ đây. May mà tu vi cô ta đã mất hết, bằng không sẽ tung một cái tát tiễn lão già này về với ông bà luôn. Nếu muốn, có thể để lại cho ngươi với giá rẻ một chút. Cút, nữ soái thánh khiết cũng phải chửi tục một câu. Tức giận rồi sao? Qua kia hóng mắt đi. Triệu Bân xem danh sách xong thấy cảnh này thì thuận đẩy lão mập một cái. Lão già kia cũng là kẻ thức thời, cất hàng nóng rồi quay đầu chạy mất. Trước khi xuống lầu ông ta còn nhìn thoáng qua một cái, đẹp trai thì ngon à. Biết vậy tìm thằng nhóc đối diện rồi. Đúng rồi, phải tìm ta chứ. Đây là lời trong lòng của Triệu công tử. Mua ở đây, về nhà hắn sẽ giao giá gấp đôi. Lão mập đã đi nhưng để lại bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Nữ soái mất tự nhiên, trên mặt nổi lên từng dạng mây hồng. Triệu Bân nhìn mà lòng vô cùng hoảng hốt. Nói thực thì hắn từng gặp cảnh đẹp thế kia rồi. Vào một đêm nào đó, hắn cũng mời Sở Vô Xương ăn cơm như thế này, cũng có một lão già gian xảo chạy tới khoe hàng nóng, bị Sở Vô Xương tát như xối nước vào mặt, suýt chút nữa lật tung cả bàn cơm. Nếu không làm sao lại gọi là hai cô cháu cơ chứ? Tư thái khi nổi điên của họ đúng là giống nhau y hệt. Nữ soái ngước lên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt chẳng hề thân thiện. Kỳ lạ thật đấy, bát tự của hai người họ không hợp đến thế cơ à? Đi cùng với tên này tại sao toàn gặp phải mấy chuyện linh tinh vậy? Ăn cơm thôi, Triệu Bân ho khan một tiếng. Đã tìm thấy chưa, nữ soái hỏi vậy để đổi đề tài. Chưa thấy, Triệu Bân cười cười, thế nhưng có vật khác thay thế được đan dược giả chết. Thứ gì? Quan tài ngọc băng. Triệu Bân nói rồi tiếp tục cầm đũa lên. Đúng vậy, là quan tài bằng ngọc băng, phong ấn nữ soái vào bên trong quan tài, cũng bỏ vào chiếc nhẫn ma. Liễu Tâm Như trước đó chính là một ví dụ điển hình, xét từ góc độ nào đó thì một cỗ quan tài ngọc băng còn hữu dụng hơn cả đan dược giả chết, nhưng vật này cực kỳ quý hiếm. Chỉ có thể vô tình gặp được chứ không thể khát cầu. Không ngờ rằng trong phiên đấu giá của thành liệt hỏa lại có. Như thế thì đợi thêm một ngày cũng không sao. Chuẩn bị kỹ càng thì công việc mới thuận lợi. Sau khi sắp xếp cho nữ soái xong xuôi, hắn mới yên tâm lên đường. Nữ soái không hỏi thêm. Cơ Ngân đã ra tay, nhất định sẽ mua được quan tài bằng băng.
Tên này bẫy ân chú mất 10 cả đống tiền, đúng chuẩn một tên trọc phú. Luận về tiền tài, e là chẳng mấy ai đọ nổi với hắn. Cũng có nghĩa là, mấy ngày sau đó, cô ta phải nằm trong quan tài. Như thế cũng tốt. Tu Vi đã mất, cô ta chính là một cục nợ, dù sao ẩn mình trong quan tài cũng an toàn hơn lảng vảng ở bên ngoài. Hóa ra còn có vật này cơ à? Triệu Bân vừa lùa cơm vừa lầm bầm trong lòng. Vật này mà hắn đang nhắc tới là một vật phẩm trong danh sách đấu giá, đã vậy còn là vật phẩm áp chót. Có lẽ nó cũng không phải báu vật gì, nhưng chắc chắn có can hệ rất lớn, vậy mà cũng lôi ra đấu giá. Cứ đợi mà xem, phiên đấu giá này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Vì món vật phẩm áp chót, chắc chắn không ít thế lực sẽ so kè tài lực. Trong đó, thế nào cũng bao gồm cả thi tộc và huyết hy môn. Sau bữa cơm, Triệu Bân và nữ soái ở lại tử lầu, từ tầng 3 trở lên toàn là gian phòng cho khách. Một gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói cho đơn giản, về cơ bản là thuê phòng. Tiền bối, nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Bân đặt tay nải xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, cầm kính viễn vọng quan sát khắp nơi. Bệnh nghề nghiệp rồi, mỗi khi tới nơi nào xa lạ, hắn sẽ quan sát xung quanh trước, không thể nào thiếu cảnh giác được. Màn đêm vẫn chưa tan đi. Nhưng thành liệt hỏa rất phồn hoa, đèn đuốc sáng rực. Qua hồi lâu Triệu Bân mới thu hồi tầm mắt, lôi ra một sấp bùa nổ dán lên tường và cột trong phòng, toàn là bùa ẩn giấu. Làm xong mấy việc này, hắn mới tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Chẳng có ý nghĩ tàn niệm gì đâu, nữ soái đã mất tu vi, trói gà còn không chặt, hắn phải bảo vệ thật tốt mới được. Lỡ như bị trộm đi mất, thế thì tổn thương tình cảm đôi bên lắm. Nghỉ ngơi sớm đi. Nữ soái buông mành, nhưng không thể nào ngủ được. Chủ yếu là, không quen lắm. Trong mắt Nguyệt Thần, đây là câu chuyện của một cây cải thảo và một con heo. Đêm dần vào khuya, nữ soái đã ngủ say, giấc ngủ rất yên ổn. Lúc này Triệu Bân đứng dậy, chậm rãi vén mành lên, hai ngón tay chụm lại, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ soái. Một tia võ hồn thông qua mi tâm của cô ta tiến vào cơ thể, không phải hắn muốn soát hồn, mà là hắn đang xem bệnh cho nữ soái. Một hồi xem trộm còn rõ ràng hơn lần trước. Đan điền của nữ soái đã khép chặt, kỳ kinh bát mạch cũng bít tắc, dù có chân nguyên cũng không thể lưu giữ được. Kinh nghiệm của hắn đến giờ vẫn khó lòng giải thích mọi chuyện, điều duy nhất có thể nghĩ tới là tà ma ẩn nấp trong cơ thể của nữ soái. Nếu Nguyệt Thần vẫn còn ở đây, chắc chắn có thể đưa ra đáp án chính xác. Sớm muộn gì cũng quay lại. Đây chính là lời đáp của Nguyệt Thần. Sở dĩ tu vi của nữ soái mất hết, quả thực có liên quan tới tà ác, nhưng cũng có nguyên nhân từ công pháp. Ngoài ra, đây là sức mạnh không gian còn sót lại từ nứt gãy không gian. Nhiều nguyên nhân dồn nén mới xúc tiến tai họa này. Khi nào nó nên quay về, nó sẽ tự quay về. Triệu Bân bỏ ra một ít chân nguyên để bồi bổ cơ thể cho nữ soái. Từ khi tu vi mất đi, cơ thể cô ta khá lạnh, dù đã đắp chăn vẫn cứ run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn nhíu mày, dường như đang mơ thấy ác mộng. Tới khi chân nguyên của hắn tiến vào cơ thể, nét khổ sở trên mặt cô ta mới tan đi, giấc ngủ cũng yên ổn hơn, trên môi còn thấp thoáng nụ cười. Không ai biết cô ta thức hay đang mơ. Có phải ta khác người Sở gia lắm không? Triệu Bân lầm bầm. Hai nữ tử kiều diễm nhất của Sở gia, một người vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn, một người vì hắn mà mất sạch tu vi. Điều này khiến hắn bất giác nghĩ rằng, đúng là bát tự không hợp, đi tới đâu xung khắc tới đó. Không biết qua bao lâu, hắn mới thu tay về, nhẹ nhàng buông mành, lặng lẽ quay đi. Dưới ánh sáng trăng, hắn đứng lặng trước giường. Từ đây trông ra, loáng thoáng thấy được biển lớn, sóng vỗ dập dềnh, thỉnh thoảng còn có ánh sáng kỳ lạ nổi lên. Không còn nghe thấy tiếng nổ nữa, chắc là dị bảo từ trên trời rơi xuống bị cướp đi hết rồi, khắp nơi chấm dứt chiến sự, nhưng hắn biết chắc, sóng ngầm vẫn đang cuộn trào. Rạng sáng, ánh mặt trời vẫn chưa ló. Màn đêm u ám kéo dài đến bất thời, giống như một tấm màn đen che phủ bầu trời. Nếu tính thời gian, đáng ra đã là sáng sớm rồi. Sắc trời u tối vẫn không thể ngăn cản phiên đấu giá diễn ra. Cúi đầu nhìn xuống, dòng người trong thành đang đổ dồn về trung tâm thành, nơi đặt điểm đấu giá. Người tới không ít, đủ kiểu ăn mặc, hoặc là dùng thuật biến thân, không thì mặc áo bào đen. Cho dù là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên cũng không dám sơ suất,
nếu mua được món báu vật nào hoặc chọc giận ai đó trong buổi đấu giá thì phiền phức lắm. Đi một mình thì không sao, bị chặn đường cướp bóc cũng vẫn ổn, nếu mất mạng hay liên lụy tới gia tộc thì sẽ là một trận tai ương. Triệu Bân và nữ soái cùng đã dậy từ sớm. Sở Lam cải trang thành đàn ông, đeo mặt nạ bằng ngọc băng, còn mặc một bộ đồ đen. Triệu Bân thì đeo mặt nạ mặt quỷ do hắn lột được từ chỗ ân chú, có thể chống nhìn trộm thiên nhân cũng không nhìn xuyên qua được, không phải tất cả thiên nhân đều có khả năng nhìn thấu, dù có năng lực này cũng chưa chắc đã nhìn ra được dung mạo của hắn. Phiên đấu giá đã mở cửa. Hai người hòa cùng đám đông, tìm một góc nào đó. Lần đấu giá này, không được quá phô trương. Không cần quan tâm những thứ khác, họ chỉ cần quan tài ngọc băng. Còn về việc quấy phá, Triệu Bân cũng không có ý định này. Lần trước tham gia đấu giá ở thành Vong Cổ, nhờ có Nguyệt Thần đứng phía sau nhắc nhở nên hắn đã lừa được không ít con cái thế gia, nhưng lần này thì khác, ở nơi đất khác, lại không có thần linh chỉ bảo nên tốt nhất là hắn phải thành thật. Rộng rãi đấy. Triệu Bân lẩm bẩm mấy chữ đó không biết bao nhiêu lần. Nhìn quanh nhà đấu giá thì thấy nó thật sự cực kỳ đồ sộ và rộng lớn, tầng 2 và tầng 3 đều là phòng VIP, đấy cũng là biểu tượng của địa vị, người không có gia cảnh đặc biệt hoặc thế lực mạnh chống lưng thì cũng không có tư cách lên được đó. Nhưng trên thực tế thì nó chỉ để trang trí mà thôi. Kẻ đáng sợ thật sự là những người ở dưới, không để lộ thân phận và bản lĩnh. Các gia tộc lớn cũng đã sắp xếp người của mình ở dưới từ lâu, còn về phần người trên các phòng VIP thì chỉ để cho có mà thôi, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tham gia đấu giá vì ai cũng biết họ là người của nhà nào rồi, nếu như tham gia đấu giá thì tức là muốn khiêu chiến. Nếu như muốn có được vật đấu giá nào đó thật thì cũng sẽ để người được cài bên dưới ra mặt tranh. Đương nhiên các gia tộc siêu lớn thì không thuộc số đó. Nếu có tiềm lực đủ mạnh thì họ đều không quan tâm đến những chuyện đó. Không phải tất cả mọi người đều dám đụng chạm đến gia tộc siêu lớn. Nhiều cao thủ thật. Triệu Bân nhìn hết người này đến người khác, rất nhiều khí tức không thể xác định với cả khối cảnh giới chuẩn thiên. Hơn nữa, còn có rất nhiều người quen, hắn đã nhìn thấy mấy tên trong đám cao thủ đã truy sát mình trước đó. Tất cả đều nấp rất kỹ, e là dù mẹ ruột họ có đến cũng chưa chắc nhận ra được. Không ngờ người của Nhan gia cũng đã đến, có người ngạc nhiên. Triệu Bân nghe vậy thì nhìn về phía lối vào. Đập vào mắt hắn là một bóng người với mái tóc màu xanh da trời óng ả. Không sai, đấy là cô gái tóc xanh. Triệu công tử nhìn thấy thì bất giác cúi đầu, thấy hơi chột dạ. Đêm đó, vì muốn cướp bất diệt chiến kích mà suýt chút nữa hắn đã lột sạch đồ của người ta. Nghĩ kỹ lại thì thấy con người cô gái đó cũng không tồi, cô ta đã cứu hắn 2 lần ở ma vực. Đến nam vực. Hắn đã cứu lại đối phương 1 lần. Tính ra thì hắn vẫn còn nợ cô ta một ân tình. Cô ta là Nhan Như Ngọc sao? Ừ, thánh nữ của nhà họ Nhan. Cô ta là một trong số ít những người may mắn còn sống sót trong chuyến đi đến ma vực trước đây. Tiếng bàn luận vang lên, ánh mắt họ nhìn cô gái tóc xanh như rực lửa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Ai cũng là người yêu cái đẹp nên nhìn thấy gái đẹp thì phải nhìn lâu hơn thôi. Thưởng thức thì thưởng thức nhưng trong đó cũng có vài người có vẻ dâm dục và đầy tham lam trong ánh mắt. Nhan Như Ngọc. Cái tên này nghe tri thức thật. Triệu Bân vuốt cằm và so sánh, cha của cô gái tóc xanh chín chắn hơn so với cha của nhóc ham tiền nhiều, chỉ nhìn cái tên này thôi cũng thấy đậm chất thơ rồi, còn Bạch Nhật Mộng ấy à, nghe thôi đã thấy buồn ngủ rồi. Chớp mắt, Nhan Như Ngọc đã bước đến cầu thang. Theo sau cô ta còn có rất nhiều ông già. Ai cũng đều là cảnh giới chuẩn thiên, tất cả đều đi thẳng lên tầng 3. Từ đó có thể thấy, ở Nam Vực, nhà họ Nhan cũng là một gia tộc siêu lớn, nếu không lên được đẳng cấp đó thì cũng không lên được tầng 3. Kìa, nhà công tôn cũng đã đến rồi, lại có người lên tiếng. Triệu Bân nhìn lên tầng 3 rồi lại nhìn ra lối vào. Vừa hay nhìn thấy một đám người bước vào, dẫn đầu là một thanh niên mặc áo màu bạc với mái tóc bạc lấp lánh. Công Tôn Chí, một ông già vuốt râu và nói. Triệu Bân nghe thấy rất rõ. Rõ ràng thanh niên áo bạc đó là thiếu chủ hoặc thánh tử của nhà Công Tôn. Ngoại hình của hắn ta thật sự không tầm thường, cơ thể cường tráng, phong độ ngời ngời, nếu như đã có mái tóc màu bạc thì nhất định là có huyết mạch đặc biệt. Hơn nữa, còn là loại huyết mạch đặc biệt mà hắn chưa từng gặp,
hắn ta là cảnh giới địa tạng đỉnh cao đích thực. Trong thế hệ trẻ có rất ít người có thể có được tu vi cỡ hắn ta. Nhưng vẫn kém hơn nhị hoàng tử Nguyên Anh của Đại Nguyên. Đằng sau Công Tôn Chí cũng có không ít ông già đi theo, tất cả đều là cảnh giới chuẩn thiên, họ được mọi người chú ý đến thế thì nhất định cũng là một gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Sự thật giống như những gì hắn dự đoán, Công Tôn Chí liếc nhìn xuống dưới rồi đi thẳng lên tầng 3, phong thái ngời ngời. Sau đó nữa là kẻ thù của hắn, Thi Tộc và Huyết Y Môn. Hai nhà này cũng có không ít cao thủ đến. Nói thật, mọi người đều không muốn nhìn thấy hai nhà đó. Đặc biệt là Thi Tộc, chuyên làm mấy chuyện đào mộ quốc mã, không biết đã có bao người và thế lực bị bọn họ đào mộ tổ, lão tổ bị luyện thành xác sống, để tìm được xác chết, bọn họ đã làm loạn và gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh. Thi Tộc và Huyết Y Môn cũng tự giác lên tầng thứ ba. Theo Triệu Bân thấy thì nhất định hai nhà này sẽ là hai nhà cuối cùng tranh giành vật đấu giá chủ đạo. Dương huynh, vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Đâu có. Cổ huynh mới phong độ. Lát nữa giơ cao đánh khẽ nhé. Càng lúc càng có nhiều người đến hơn, phần lớn là các gia tộc nhất lưu, có không ít người đứng dậy chào hỏi. Xã giao vẫn là chuyện rất cần thiết. Ở thế giới Nam Vực, không thể quá hoành hoang, nếu như quá hoành hoang thì sẽ bị để mắt đến. Gia tộc hàng đầu mà, đâu có bị được với gia tộc siêu lớn, tất cả đều vào các phòng VIP ở tầng 2. Nhiều thế lực vậy à? Triệu Bân vuốt cằm, chắc gần như các gia tộc ở Nam Vực đều đã phái người đến, trong đó có rất nhiều người mà đến hắn cũng không nhìn thấu được, không chừng người của Long Triều Đại Hạ và Tám Vương Triều lớn cũng có đến nữa, chỉ có điều hắn chưa phát hiện ra mà thôi. Từ đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của cuộc đấu giá này lớn đến đâu. Kìa, ta biết là không thể nào thiếu nhà họ Cát được mà. Tiếng bàn tán lại vang lên, mọi người lại cùng hướng mắt về lối vào. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi cũng nhìn về phía có tiếng ồn ào, đập vào mắt hắn là một thanh niên mặc áo vàng kim với mái tóc vàng kim cực kỳ chói mắt, có tu vi cảnh giới địa tạng đỉnh phong, xét về khí tức thì còn mạnh hơn cả Công Tôn Chí. Không cần phải nói cũng biết, đấy là Thánh Tử Cát Gia, hắn ta cũng là một nhân tài trong vô số kỳ tài của Nam Vực. Hắn là ai? Thiếu chủ nhà họ Cát, Cát Dương, vậy mà cũng không biết nữa. Ta từ vùng khác đến. Vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy, chọc ai cũng được nhưng đừng chọc đến tên nhóc đó, hắn ta hung tàn lắm đấy. Bên dưới, rất nhiều người to nhỏ với nhau, phần lớn họ đều nhìn Cát Dương bằng ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Người của Nam Vực đều biết hắn ta là một nhân vật tàn ác, đụng đến hắn ta thì không có ai có kết cục tốt đẹp. Công pháp gì thế, Triệu Bân nhìn tới nhìn lui. Công pháp của Cát Dương rất kỳ lạ, có khả năng hấp thụ rất mạnh. Ngày xưa nhà họ Cát ở Nam Vực là huyết mạch của một vương triều. Nữ soái khẽ nói, công pháp của gia tộc này khá tà ác, giống như Cát Dương mà ngươi đang gặp đây. Hắn ta nổi tiếng độc ác ở Nam Vực này, dùng cách hút tinh huyết của con nít để nâng cao tu vi. Vậy thì trái với lẽ trời rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, tên này cũng hút tinh huyết để nâng cao tu vi, hơi giống với bất diệt ma thân quyết mà Vương Dương tu luyện, nói không chừng chúng lại có liên quan đến nhau. Trước sự quan sát của mọi người, Cát Dương đã lên đến tầng 3. So sánh với họ Công Tôn Chí thì người này càng kiêu ngạo hơn, nữ quyến hắn ta mang theo đều quần áo không chỉnh tề mà bản thân hắn ta cũng đang nằm ngả ngớn trên ghế nhàn nhã đùa giỡn với một con rắn lục nhỏ đeo trên cổ tay, đôi mắt có màu ngọc quý nhưng lại không giấu được vẻ u ám, bên trong vẻ u ám còn phảng phất sự tà ác. Rất đáng giá, Triệu Bân sờ sờ cằm nói. Đây, càng đáng giá hơn, nhìn sang Cát Dương. Hắn ta lại đang nhìn nữ soái. Nữ soái liếc nhìn hắn ta. Không biết tại sao ánh mắt của hắn ta lại có chút kỳ lạ. Yên lặng. Giữa lúc huyên náo, một lão già áo tím đã bước lên bục cao rồi quát lên một tiếng. Hẳn là do tửu lượng không tốt nên lão ta đã say khướt, vì vậy lão ta cũng được đặt cho biệt danh, Túy Lão. Tiếng quát của lão ta rất có ích. Ngay lập tức tất cả mọi người đã im lặng. Theo Triệu Bân thì người có thể tổ chức một buổi đấu giá lớn như vậy chắc chắn phải là người có nội tình hùng hậu, nói không chừng sau lưng còn có một gia tộc siêu lớn, thế thì mới có thể khiến cho tất cả những người ở đây phải an phận. Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa. Túy Lão nói xong liền lấy ra một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm vàng có khắc bí văn hình rồng,
thân kiếm tự tỏa ra ánh sáng, bên trong thân kiếm dường như còn tiềm tàng tiếng rồng ngâm. Thanh kiếm này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Kiếm tốt, Triệu Bân lẩm bẩm. Đấu giá các quả nhiên rất quyết đoán, vật phẩm đấu giá đầu tiên lại đưa ra thứ bất phàm đến như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, đối với một buổi đấu giá thì cách mở màn cũng rất quan trọng. Kiếm Long Quang, giá khởi điểm là 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không được dưới 10 vạn. Túy lão vừa ợ hơi vừa nói, lời nói của ông ta vang vọng khắp phòng. 200 vạn. Lão phu ra giá 300 vạn. 500 vạn. Chỉ trong khoảnh khắc, giá của kiếm Long Quang đã tăng lên gấp 5 lần. Cứ như thế giá trị của nó liên tục tăng lên, những tiết hét giá liên tục vang lên nối tiếp nhau, ai ở đây cũng có mắt nhìn hàng. Tất cả đều có thể nhìn thấy thanh kiếm này không tầm thường cho nên bầu không khí liền nóng lên, hét giá tới mức đỏ mặt tía tai. Chưa tới 3.000 vạn thì sẽ không ngưng lại. Triệu Bân thầm nói trong lòng, chỉ yên lặng uống rượu. Kiếm Long Quang tuy tốt nhưng vẫn kém hơn kiếm Long Uyên của hắn rất nhiều cho nên hắn cũng không định lấy nó. Ngoại trừ quan tài băng ngọc thì mọi thứ khác có hay không cũng không quan trọng. Tốt hơn hết là nên chậm rãi quan sát. 3.100 vạn. Trong sự huyên náo, từ phòng riêng trên tầng 3 lại truyền ra một lời. Người lên tiếng là Cát Dương, hét giá một cách rất thản nhiên. Người của gia tộc siêu lớn quả nhiên có rất nhiều tiền. Vậy nên Triệu Bân mới nói hắn ta đáng giá, nếu như bắt trói hắn ta để tống tiền thì phải tính theo cân mới được. Cát Dương vừa hét giá thì mọi người đều chết lặng. Cát gia là một gia tộc siêu lớn, không dễ chọc vào. Bên cạnh đó, hắn ta đã hét giá cả cao ngất ngưởng. Không muốn thua cũng không được. Ta thích màu vàng, Cát Dương cười nói. Đã nhìn ra, ánh mắt của mọi người đã nói lên tất cả. Chỉ cần nhìn vào liền biết hắn ta thích màu vàng, áo vàng ủng vàng, toàn thân vàng chóe, nhìn vào là thấy chói mắt. Còn ai ra giá không? Túy lão khẽ nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nói thật ra thì sắc mặt của lão ta cũng không được tốt cho lắm. Cát Dương đã tham gia vào cho nên khách đấu giá cũng lùi bước hơn phân nửa. Nếu như không có ai dám đối chọi với Cát gia thì giá sẽ không thể tăng nữa. Lão ta không muốn bán thanh kiếm cho tên kia với giá rẻ như vậy. Đấu giá các đã có chuẩn bị từ sớm, sắp xếp kẻ lừa đảo đôn giá vào hội đấu giá, đó chính là một lão già áo đen. Lúc này lão ta mới đứng ra hét ra 3.300 vạn, diễn xuất ra bộ dáng nhất định phải có được thanh kiếm kia. Kẻ lừa đảo mà. Không thể làm kẻ lừa đảo nếu như không có khả năng diễn xuất. Lão già áo đen chắc chắn đã làm việc này không ít lần. 4.000 vạn. Cát Dương nhếch miệng, liếc mắt nhìn kẻ lừa đảo kia. Kỳ thật hắn ta không biết đó là một kẻ lừa đảo, tất cả mọi người ở đây cũng đều không biết. Chỉ có quỷ mới biết được đó là ai. Chà, thế mới được chứ. Túy lão rất hài lòng, thu được thêm 900 vạn nữa thì có thể kiếm được không ít tiền hoa hồng. Đừng thấy lão ta đang say khướt mà lầm tưởng, kỳ thật lão ta rất cáo già, người nào có con mắt tinh tường đều sẽ nhìn ra. Chấm. Còn có ai tăng giá không? Túy lão nói rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Câu hỏi này chỉ là một câu vô nghĩa nhưng lão ta là người chủ trì buổi đấu giá nên lão ta vẫn phải nói cho đúng thủ tục. Bên dưới im lặng như tờ. Tùy lão cầm búa lên đập xuống chốt giá. Sau khi chốt giá lão ta còn liếc nhìn sang kẻ lừa đảo rồi lộ ra nụ cười hài lòng. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một bí quyển cổ. Chính xác mà nói thì đó là một bộ bí pháp. Thủy Nguyệt Thánh Kinh, tất cả mọi người bên dưới đều kêu lên một cách kinh ngạc. Các vị đạo hữu quả nhiên có mắt nhìn hàng tốt, Túy lão mỉm cười vuốt râu nói. Thứ này cũng có thể mang ra bán đấu giá sao? Không còn cách nào khác, ta thiếu tiền mà, Túy lão nói lý do khiến cho mọi người phải sửng sốt, chủ yếu là bởi vì tất cả đều đã nghe danh Thủy Nguyệt Thánh Kinh, tuyệt đối là một bộ công pháp bất phàm. Giá khởi điểm 300 vạn, Túy lão cười nói. 500 vạn. Thêm 300 vạn, 800 vạn. 1.000 vạn. Những tiếng hét giá lại liên tục vang lên, mọi người lại đỏ mặt tía tai. Tất cả đều biết Thủy Nguyệt Thánh Kinh là thứ rất đáng giá. Người ở Nam vực này đều là người giàu có.
Triệu Bân ngồi chống cằm lẩm bẩm. Nữ soái cũng ngồi chống cằm, cảm thấy có chút buồn ngủ, sau khi mất hết tu vi thì cô ta cũng mệt dã rời, trở thành người thường nên tinh lực hết sức thiếu thốn. Một lúc sau thì cô ta thật sự ngủ thiếp đi. Không biết là cô ta đang nằm mơ thấy ăn món gì ngon mà còn chảy cả nước miếng. Có người rất tự giác lấy ra tinh thạch ký ức thu lại hình ảnh ngủ gật chảy nước miếng của nữ soái. Lão già ngồi bàn bên cạnh liếc mắt nhìn, nét mặt liền lộ ra vẻ kỳ quái, hai người này đến đây để chơi hay sao? Tham gia hội đấu giá mà một người thì đang ngủ còn một người thì lăng quăng ngồi thu lại hình ảnh, nếu như muốn chơi thì sao không ra biển mà chơi? Lão già ngồi bàn kế bên còn chưa kịp thu tầm mắt lại thì đã nghe một tiếng động lớn vang lên. Nữ soái ngủ gà gật đã ngã đập mặt xuống bàn. Được lắm, lại thêm một chuyện xấu hổ. Cô ta không còn tu vi cho nên đập mặt xuống bàn liền cảm thấy rất đau. Hơn nữa cô ta còn cảm thấy hết sức xấu hổ, hai má ngay lập tức ửng đỏ. Triệu Bân khoát tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như có cơ hội thì hắn sẽ đưa tinh thạch ký ức cho nữ soái xem lại một lần. 5.000 vạn. Trận đấu giá Thủy Nguyệt Thánh Kinh đã kết thúc. Gia tộc Công Tôn đã đoạt được Thánh Kinh, Công Tôn Chí đã hét giá 5.000 vạn một cách hết sức thản nhiên. Gia tộc siêu lớn đã ra tiền thì ở bên dưới cũng chẳng ai có thể đọ lại. Trời ạ, hoa tán dạ thần diêu. Túy lão lại lấy ra thêm một món khiến bên dưới chấn động. Đó là một đóa hoa, nhìn thoáng qua thì nó trông giống hoa sen nhưng không phải là hoa sen, xung quanh đóa hoa có mây tím lượn lờ, còn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị khiến cho tất cả mọi người chú ý, đây chính là một bảo bối. Không nhiều lời nữa, giá khởi điểm 500 vạn. Tiếng quát của Túy lão cao vút. Lão ta vừa dứt lời thì bầu không khí liền nóng lên, những tiếng hét giá liên tục vang lên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà giá cả đã được đẩy lên 3.000 vạn. Đây là bảo bối. Triệu Bân lẩm bẩm, có chút động tâm. Hoa tán dạ thần diêu đã tuyệt tích từ lâu, không thể tìm thấy được trong đại hạ. Có thể dùng nó luyện nhập vào trong cơ thể làm thuốc dẫn để phát triển huyết mạch đặc thù, những kẻ có huyết mạch đặc thù đặc biệt yêu thích loài hoa này. Đó không phải là hoa tán dạ thần diêu. Nữ soái đột nhiên nói với Triệu Bân. Triệu Bân nhướng mày hỏi, tiền bối đã từng nhìn thấy nó rồi sao? Ngày xưa Sương Nhi đã từng dùng qua một bụi hoa tán dạ thần diêu, ta chính là người tìm ra nó. Vậy thì cái này là... Thứ đang được đấu giá là hoa tán dạ vân diêu, nữ soái thản nhiên nói, mặc dù cô ta không còn tu vi nhưng nhãn giới vẫn còn rất tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là hoa gì, tuy trong tên chỉ khác một chữ nhưng khả năng của nó lại kém hơn rất nhiều, mặc dù cũng có thể luyện nhập vào trong cơ thể làm thuốc dẫn nhưng không thể nào so sánh được với hoa thần diêu. Đấu giá các này lại đi lừa người khác, Triệu Bân thở dài. Sợ là ngay cả người đấu giá cũng không biết, nữ soái cười nhẹ nói. Triệu Bân cũng đồng ý với điều này. Người chưa từng nhìn thấy hoa tán dạ thần diêu thật sự thì rất khó để có thể phân biệt được. Chính vì không thể phân biệt được cho nên bên dưới mới điên cuồng như vậy, một đóa hoa vân diêu bị nhầm thành thần diêu đang được hét ra cao ngất ngưởng. 5.000 vạn. Từ tầng 3 lại truyền ra tiếng hét giá vang vọng khắp đấu giá các. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy kẻ ra giá là người của huyết y môn. Chuyện đó khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Bỏ ra 5.000 vạn để mua một món đồ giả về nhà, đúng là sung sướng. Trong lúc hắn đang ngẩng đầu nhìn lên thì có một ánh mắt khác cũng đang nhìn về phía hắn. Người đang nhìn hắn chính là Nhan Như Ngọc, cô ta luôn cảm thấy người phía dưới hình như rất quen, nhất là ánh mắt kia. Một ánh mắt thâm thúy chứa đựng sự cơ trí, nhưng bên trong sự cơ trí còn lộ ra vẻ không biết xấu hổ. Cho đến khi Túy lão lấy ra món đấu giá tiếp theo thì cô ta mới thôi không nhìn hắn nữa. Món đấu giá thứ tư chính là một viên đan dược. Đan Năm Vân. Triệu Bân liếm môi, lần đầu tiên mới được nhìn thấy đan Năm Vân. Quả nhiên Nam vực ngọa hổ Tàng Long, có không ít luyện đan sư cao cấp. Luyện đan sư bình thường thật sự khó có thể luyện ra được đan dược cao cấp bậc này. Chỉ cần nhìn sự sáng chói cùng với hương thơm tỏa ra từ viên đan dược Năm Vân kia liền biết. Thơm quá! Thần sắc của mọi người đều hết sức sung sướng. Đan Năm Vân mặc dù đã bị niêm phong nhưng đan hương vẫn tỏa ra bốn phía làm nứt lòng tất cả mọi người. Đan dược xưa nay đều không phải là vật tầm thường, càng đừng nói tới đan Năm Vân,
chắc chắn thứ này sẽ thu hút sự tranh đoạt của rất nhiều người. Đan huyền chân 5 vân, giá khởi điểm 800 vạn. Túy lão lại quát lên vô cùng khí thế. Là người chủ trì đấu giá, nhiệm vụ của lão ta chính là khiến cho khách đấu giá phải trả giá càng cao càng tốt, như vậy thì lão ta mới có thể lấy được càng nhiều tiền hoa hồng. Món mà lão ta vừa lấy ra chính là vật phẩm hứa hẹn nhất, chắc chắn sẽ bán được giá cao. 1.000 vạn. Chỉ với 1.000 vạn mà đã muốn lấy được đan huyền chân sao? Lão phu thêm 500 vạn. Người đừng có mơ, ta ra giá 2.000 vạn. Người ở Nam vực này toàn là phú hào. Những tiếng hét giá liên tục vang lên, người ở đây dường như không xem tiền bạc ra gì. Đây không phải là đồ giả chứ? Triệu Bân liếc nhìn đan huyền chân sau đó lại liếc nhìn nữ soái. Nữ soái ho khan một tiếng để đáp lại hắn, ta cũng chưa từng nhìn thấy đan năm vân, làm sao có thể biết được. Nhưng đan huyền chân năm vân đích thực là đan dược cực phẩm, ta cũng đã từng nghe nói qua nhiều. Có nên lấy nó về nghiên cứu hay không? Triệu Bân sờ sờ cằm, trông rất suy tư. Kỳ thật luyện đan sư có thể luyện ra đan năm vân cũng không ít, việc này cũng không phải là quá khó khăn. Thứ khó nhất chính là nguyên liệu luyện ra nó, trong số đó có rất nhiều nguyên liệu đều đã tuyệt tích trên đời, phải rất gian nan mới tìm kiếm được. 8.000 vạn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Nhan gia đã ra tay. Nhan Như Ngọc là người ra giá, nói ra một câu hết sức rõ ràng. Gia tộc siêu lớn đã nhúng tay vào nên bên dưới lại trở nên yên tĩnh, bọn họ không có được nhiều tiền như vậy thì làm sao có thể đọ lại gia tộc siêu lớn, tất cả mọi người ở đây hợp lại thì có lẽ mới có cơm may. Đủ số rồi. Túy lão vừa nghe liền mỉm cười hài lòng. Nhưng thân là người chủ trì buổi đấu giá, lão ta vẫn phải hỏi thêm một câu cho đầy đủ thủ tục, còn có ai ra giá không? 9.000 vạn. Túy lão vừa dứt lời thì thật sự có người hét giá. Người vừa ra giá là Cát Dương, trông hắn ta có vẻ đang rất buồn chán cho nên mới nhảy ra ngoài tìm cảm giác tồn tại, khóe miệng của hắn ta nhếch lên, vẻ mặt cợt nhả, ánh mắt nhìn Nhan Như Ngọc còn có chút dâm tà. Hắn ta thích màu vàng. Chà, đan huyền chân quả thật cũng có màu vàng. Những người bên dưới đều khoanh tay lại bàn tán. Trên thực tế, chuyện tranh đan dược chỉ là thứ yếu, chủ yếu là do Nhan gia cùng Cát gia có thù oán từ lâu, Cát Dương nhảy ra quấy rối hiển nhiên là cố ý trắng trợn muốn hãm hại Nhan gia. Có kịch hay để xem rồi. Thấy Cát gia đã tham dự, khách đấu giá bắt đầu cảm thấy hào hứng. Mấy gia tộc nhỏ đánh nhau đến sức đầu mẻ chán cũng không có ý nghĩa gì, đặc sắc nhất vẫn là mấy gia tộc lớn so chiêu. Nhan Như Ngọc cau mày, cô ta đã lường trước được Cát Dương sẽ ra tay quấy rối mình nhưng không ngờ hắn ta lại xuống tay nhanh như vậy, lúc này chỉ mới là món đấu giá thứ tư mà hắn ta đã muốn tranh giành rồi, chẳng lẽ hắn ta thực sự muốn có được đan huyền chân? Như Ngọc muội, đan dược này đã thuộc về ta rồi, Cát Dương âm trầm cười nói. Muốn có được đan huyền chân thì cứ dùng thực lực mà tranh đoạt, Nhan Như Ngọc thản nhiên nói rồi lại hét giá, 10.000 vạn. Cát Dương âm hiểm cười, vuốt ve con rắn lục nhỏ trên cổ tay rồi lại nói, ta thêm 100 vạn. 20.000 vạn, Nhan Như Ngọc lãnh đạm nói. Ta thêm 100 vạn. 30.000 vạn. Ta thêm 100 vạn. Một trận đấu giá hết sức ly kỳ. Nhan Như Ngọc hết sức quyết đoán, mỗi lần ra giả đều hét giá trên trời. Cát Dương cũng không hề nao núng, mỗi một lần thêm đều ở mức 100 vạn. Úc, họ trả giá rất tùy tiện, nhưng quan khách tham gia đấu giá ở bên dưới phải nuốt nước bọt từng đợt. Đại tộc siêu cấp đúng là tùy hứng, trong nhà có núi vàng mỏ bạc hà, sao mà lắm tiền thế? Túy lão không còn say nữa, chút men rượu sau cùng cũng tan hết rồi. Mẹ kiếp, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Mới là vật phẩm đấu giá thứ tư mà hai đại tộc siêu cấp đã đấu đá nhau rồi, giá bán của đan huyền chân cũng vượt xa dự kiến của lão ta, mà thù lao của lão ta cũng gấp mấy lần. Có tăng giá nữa không? Vài ba giây sau lão ta mới lên tiếng, nhìn về phía nhã gian của Nhan gia. Không chỉ riêng lão ta, những người có mặt ở đó bao gồm Triệu Bân cũng nhìn theo về phía đó. Rõ ràng là lừa người. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Cát Dương đã chắc chắn rằng Nhan Như Ngọc muốn đan huyền chân nên mới dốc sức đuổi theo. Nhan gia muốn đan huyền chân thì phải hy sinh thật nhiều mới được. 4.000 vạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, nhã gian của Nhan gia lại vọng ra tiếng nói. Trái tim của mọi người đập thình thịch, 4.000 vạn đấy,
có thể chất thành một ngọn núi rồi. Không có 7-8 ngàn vạn thì không lấy được thứ này đâu, Triệu Bân nói. Cát Dương sắp từ bỏ rồi, nữ soái ở bên cạnh đột nhiên nói. Không thể nào, Triệu Bân liếc nhìn sang. Ta có thể đọc được tiếng nói trong lòng hắn ta, nữ soái nhấp một ngụm trà. Thật hay đùa thế, Triệu Bân ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn nữ soái từ đầu đến chân. Hắn biết Sở Lam có thể đọc được suy nghĩ, nhưng lúc được lúc không. Cách xa như thế, hắn ta còn dùng cả bùa ẩn giấu, thế mà cô ta cũng đọc được. Tu vi mất hết, tâm linh thoát biến, nữ soái chỉ nói 8 chữ này. Như thế cũng được à? Triệu Bân cảm thán, vốn tưởng là kiếp nạn, hóa ra vẫn còn may mắn. Nhìn thần thái của nữ soái thì công pháp đọc suy nghĩ của cô ta đã vượt qua một giới hạn nào đó, chắc hẳn còn trên cơ cả Hoàng Phi. Mấy chữ tâm linh thoát biến này, ngụ ý rất sâu xa. Đợi về rồi lột trần ra nghiên cứu. Triệu Bân nhìn nhìn, đột nhiên bật ra suy nghĩ này. Nữ soái nghiêng đầu, liếc xéo tên này, trong đôi mắt đẹp như tóe ra lửa. Triệu Bân vội vàng cụp mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn niệm tịnh tâm quyết 180 lần. Nghe thấy rồi. Chắc chắn nữ soái nghe thấy tiếng lòng của hắn rồi. Thế nên mới nói, khi ngồi cùng người phụ nữ này, chớ có suy nghĩ bậy bạ. Ngọn lửa trong lòng nữ soái càng lúc càng hừng hực, cái thằng nhãi danh này. Nếu muốn như thế thì thứ này thuộc về ngươi rồi. Giống như nữ soái đã nói, Cát Dương từ bỏ đấu giá. Không phải tất cả mọi người đều biết đọc suy nghĩ. Cát Dương không biết mức giới hạn của nhan gia nằm ở đâu, cũng không dám liều lĩnh đẩy giá quá cao, lỡ như đối phương không cần nữa, há chẳng phải sẽ rơi vào tay mình. Lừa thêm được con số này đã đủ rồi. Sướng ghê. Cát Dương mỉm cười khoan khoái, ngả người xuống chỗ ngồi. Mấy lão già sau lưng hắn ta, ai nấy nở nụ cười bỡn cợt. Thiếu chủ chơi vố này quá hay. So với họ thì bầu không khí bên phía nhan gia cực kỳ đè nén. Nhan Như Ngọc thì còn đỡ, thần thái rất điềm tĩnh. Nhưng mấy lão già sau lưng cô ta thì nổi giận đùng đùng, trông như sắp lao ra đánh một trận. Nếu biết sớm sẽ có chuyện thế này thì nên làm đối phương tức chết từ khi đấu giá kiếm long quang rồi. Cũng không sao. Cơ hội ở phía sau vẫn còn nhiều lắm. Nếu muốn chơi, vậy thì tới thôi. Còn ai muốn tăng giá không? Qua hồi lâu, Túy lão mới lên tiếng. Lão bối của nhan gia đồng loạt liếc nhìn lão ta, tăng cái đầu ngươi, đừng có hô nữa. Nếu không ai tăng giá thì đan huyền chân thuộc về nhan gia, Túy lão cười khà khà. Ở bên dưới, tiếng xì xào không ngớt. Đại tộc siêu cấp so chiêu, đúng là hoành tráng thật. Đám người như họ chỉ dám ngồi xem thôi. Trên đài. Túy lão đã lấy ra một vật phẩm khác. Đây là một bộ quyển bí pháp, trước đó là một bộ công pháp, bây giờ là một bí thuật, nói cho đúng hơn là một bộ bí thuật về kiếm pháp, tên nó là Ngũ Linh Kiếm Quyết. Bí pháp hay đấy. Người chuyên tu luyện kiếm đạo trông thấy nó mà mắt mũi sáng ngời. Người không tu luyện kiếm đạo thì không quá để tâm, chỉ khoanh tay hóng chuyện. Giá khởi điểm 500 vạn. Túy lão không nói nhiều. Cất giọng vang vọng khắp hội trường. Dứt lời, giá cả của Ngũ Linh Kiếm Quyết không ngừng tăng vọt, chỉ trong vài giây đã tăng giá gấp 5. Không ít người vẫn còn đang gào thét nâng giá, không lấy được bộ kiếm quyết này thì không thôi. 5.000 vạn, một ông già mặc áo tím thét lên, mở miệng ra đã dẹp gọn quá nửa người đấu giá. 5.100 vạn, lão già mặc mãng bào thét lên, trông rất đắc chí. 6.000 vạn. 6.100 vạn. Hai bên dương cung bạt kiếm, chẳng ai chịu yếu thế. Những quan khách khác cũng im lìm hẳn, cứ để cho hai người họ đấu đá đi. Hạn mức của hai kẻ này là bao nhiêu, Triệu Bân chọc chọc nữ soái. Ông già áo tím là 7.000 vạn, lão già mặc mãng bào là 8.000 vạn, nữ soái thờ ơ đáp. 7.000 vạn. Nhắc 7.000 vạn là 7.000 vạn tới luôn. Người hô giá là ông già áo tím, vừa hô vừa nghiến răng nghiến lợi. Đây đúng là giới hạn sau cùng của ông ta. 7.100 vạn. Lão già mặc mãng bào cười khẩy, cứ thế mà đối lời. Phen này ông già áo tím sợ rồi, hay nói cách khác, không có nhiều tiền như vậy.
tiền bối, người đoán đúng rồi, Triệu Bân cười ha ha. Nữ soái liếc hắn một cái, đâu phải là đoán, ta đọc suy nghĩ mà ra đấy chứ. Triệu Bân không quá để tâm, hắn đang mải sờ cằm, thầm nghĩ, ngày sau ở đâu có phiên đấu giá thì dẫn nữ soái đi dạo một vòng. Người biết đọc suy nghĩ, lừa ai dính chết kẻ đó. Không đi, nữ soái thản nhiên nói. Đến lượt Triệu Bân phải liếc xéo, hay quá nhà tiền bối, liếc trộm chuyện riêng tư của người khác như thế có thích hợp không? Đừng ép ta phải chửi thề, bây giờ ngươi đánh không lại ta đâu, coi chừng ta treo ngươi lên ngọn cây. Nữ soái không nghe được điều này. Nếu không, có lẽ cô ta sẽ hất tung cái bàn lên. Đọc suy nghĩ của kẻ khác rất hao tổn tinh lực, cô ta đã mất hết tu vi nên không thể chống đỡ trong thời gian dài. Trùng hợp rằng trước đó không đọc, thế nên lúc này mới giúp Triệu Bân tránh được một kiếp. Ta có thể ngồi đây được không? Giọng nói già nua vang lên, một người mặc áo đen đứng bên bàn. Tuy nói như vậy nhưng người này không hề khách sáo, chẳng đợi Triệu Bân đáp lại đã ngồi xuống, cũng tự nhiên như ở nhà mình vậy, cầm điểm tâm trên bàn mà ăn, cực kỳ tự giác. Triệu Bân liếc một cái đã vội vàng quay đi. Người mặc áo đen này chẳng phải lão già nào cả, mà là một cô nương. Cũng chính là Nhan Như Ngọc, chẳng biết cô ta bước xuống từ khi nào, cải trang thành một ông già. Lại còn thích cải trang nữa chứ, may mà hắn có thiên nhãn, nhìn trộm được dung mạo, nếu không đúng là nhìn không ra. Đạo hữu, ta và ngươi phải chăng từng gặp ở đâu đó? Nhan Như Ngọc chống cằm bằng một tay, mỉm cười nhìn Triệu Bân. Chưa từng gặp mặt. Triệu Bân lãnh đạm nói rồi quay đầu đi, không nhìn đến Nhan Như Ngọc nữa. Trong lòng thầm lẩm bẩm, lẽ nào người này lại nhận ra hắn? Không thể. Hắn đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn có thể bị nhận ra sao? Sao, đã cởi y phục của ta mà còn không nhận, Nhan Như Ngọc nhấp một ngụm trà, lời nói nghe đều đều nhưng trong đôi mắt đẹp đã bùng lên một ngọn lửa. Nhận ra rồi. Cho dù hắn có hóa thành cho thì cô ta cũng nhận ra. Gương mặt có thể thay đổi, khí tức có thể che lấp. Nhưng ánh mắt thì không thể lừa người được. Nhận ra người khác qua ánh mắt chính là thiên phú độc đáo của cô ta. So với điều này thì giác quan thứ 6 của phụ nữ cũng là một thứ rất kỳ quái, trong hầu hết thời điểm nó đều hoạt động rất hiệu quả. Đừng hỏi tại sao, nó chỉ đơn giản là rất thần kỳ. Cô đang nói gì vậy, ta không hiểu gì cả, Triệu Bân tỏ ra đứng đắn nói, đã sẵn sàng tư thế bỏ chạy, hắn biết Nhan Như Ngọc đã nhận ra hắn. Đây là thánh nữ Nhan gia, việc này chắc chắn không nhỏ. Ngươi tỏ ra giấu giếm như vậy còn không dám nhìn thẳng vào ta, không phải chột dạ thì là gì, Nhan Như Ngọc liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ mình trốn trong đám đông thì ta liền nhận không ra ngươi hay sao? Thái độ không biết xấu hổ của ngươi làm sao có thể giấu được? Ta bị chuột rút, cổ không quay lại được, lý do mà Triệu Bân tìm ra hết sức hợp lý. Ta có nên la lên gọi người đến không nhỉ? Nhan Như Ngọc cầm tách trà lên thoải mái ngửi hương thơm rồi nói tiếp, ta nên la lên là ở đây có kẻ vô lại. Hay là ta nên la lên tên của ngươi trước? Triệu Bân nghe vậy thì khóe miệng giật giật. Cách uy hiếp của cô ta giống y hệt Tử Linh, trong trường hợp này bất luận là cô ta la lên hắn là kẻ vô lại hay là la lên tên hắn thì cục diện cũng sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghĩ đến đây hắn mới quay đầu lại mỉm cười làm lành. Ngươi muốn thừa nhận rồi sao? Nhan Như Ngọc mỉm cười nhìn Triệu Bân hỏi. Do cô đang mặc y phục cho nên suýt nữa ta không nhận ra rồi, Triệu Bân cười ha hả nói. Lời này vừa nói ra thì Nhan Như Ngọc đã tức giận đến mức muốn lật bàn. Nữ soái liếc mắt nhìn, không biết hai người này đang lẩm bẩm cái gì. Bởi vì là người có đạo đức cho nên cô ta cũng không sử dụng thuật đọc tâm với hai người này, chỉ biết Triệu Bân cùng với cô gái kia chắc chắn có quan hệ không bình thường. Cho dù tu vi của cô ta đã mất hết nhưng nhãn giới vẫn còn. Đau đau đau. Mặt ngươi dày như vậy mà cũng biết đau sao. Bên này, Nhan Như Ngọc đang tóm lấy mặt của Triệu Bân mà nhéo như muốn lột cả da hắn ra. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, cô gái này có bề ngoài thanh thuần nhưng tâm địa thật sự rất độc ác, ra tay nhéo người dùng tới 10 phần lực, chắc chắn nếu như không luyện công phu này hơn 10 năm thì cũng không thi triển ra được. Phải một lúc lâu sau thì Nhan Như Ngọc mới chịu buông ra. Nhìn thấy Triệu Bân trầm mặc thì cô ta lại càng đắc ý, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng có được một lần đắc ý.
ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi hai lần, vậy ngươi vẫn còn nợ ta một ân tình, Nhan Như Ngọc cười nói. Đã nhớ rõ, Triệu Bân đáp rồi lại ngồi quay lưng lại. Vậy đấu giá xong thì ngươi theo ta trở về, Nhan Như Ngọc vừa cắn hạt dưa vừa nói. Được, Triệu Bân đáp lại một chữ rất đơn giản mặc dù trong lòng còn đang nghĩ ngược lại, vừa lấy được quan tài Ngọc Băng thì hắn chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Ngươi đến Nam Vực này làm gì? Nhan Như Ngọc vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Tham gia đấu giá, Triệu Bân vỗ đùi nói, không hề muốn nói ra chuyện của Bạch Gia. Nếu như Bạch Gia và Nhan Gia có ân oán với nhau thì chẳng phải sẽ tổn hại đến quan hệ hay sao, lúc này không thể vội vàng. Nhan Như Ngọc không tin. Ai cũng nói Thánh Tử Thiên Tông là thiên tài diễn xuất, lời hắn nói ra 10 câu thì hết 9 câu là giả, hắn nói mình vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để tham gia hội đấu giá thì ngay cả quỷ cũng không tin. 1.500 vạn. Ta thêm 500 vạn, ra giá 2.000 vạn. 3.000 vạn. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì trận đấu giá vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Vật phẩm đấu giá lần này là một thanh huyết đao, không biết ai đã làm ra nó, chỉ biết rằng trên thân đao đã nhuộm không ít máu của sinh linh, mang theo sát khí nồng đậm, đao mang lóe sáng bá liệt, chính là một thanh binh khí tốt. 5.000 vạn. Người của huyết y môn hét giá vang vọng khắp đấu giá các. Bên dưới lặng ngắt như tờ, thế lực siêu lớn ra tay quả nhiên đại quyết đoán. Một lần thêm hẳn 2.000 vạn, nghiễm nhiên đã đẩy giá cả lên cao nhất, nếu như còn tăng thêm thì không đáng chút nào. Không còn ai cạnh tranh cho nên thanh huyết đao đã thuộc về huyết y môn. Đến rồi. Lúc này Triệu Bân đột nhiên ngồi thẳng người. Theo danh sách đấu giá, món tiếp theo chính là quan tài bằng ngọc băng. Tuy nhiên điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là Túy lão không lấy ra quan tài băng ngọc mà lại lấy ra một cây quạt. Một cây quạt xếp cũ nát khiến cho mọi người đều nhướng mày không biết tại sao nó lại trở thành món được đấu giá. Tình huống quái gì thế này? Triệu Bân lấy ra bản danh sách đấu giá, xác định là mình không nhìn nhầm đợt này đáng ra phải là quan tài băng ngọc mới đúng, tại sao lại là một cây quạt? Chẳng lẽ danh sách đấu giá này là giả? Nếu như nó là giả thì rất có thể trong hội đấu giả này sẽ không xuất hiện quan tài ngọc băng, như vậy thì chuyến đi này của hắn đúng là vô ích. Người nhặt danh sách đấu giá này ở đâu vậy? Nhan Như Ngọc nhìn lượt qua rồi nói. Nói bừa, là ta mua được, Triệu Bân vẫn đang vùi đầu vào xem danh sách. Sao ngươi không nhìn thử danh sách của ta này? Nhan Như Ngọc cũng lấy ra một danh sách đấu giá. Triệu Bân thấy vậy thì vội vàng cầm xem. Sau khi so sánh thì hắn mới nhận ra hơn 8 phần vật phẩm đấu giá trong đó đều không giống như danh sách của hắn. Đây mới là đồ thật, Nhan Như Ngọc vừa cắn hạt dưa vừa nói. Lão già đó dám lừa ta, Triệu Bân đen mặt, đúng là đi đêm có ngày gặp ma, bình thường hắn luôn đi lừa người ta hôm nay lại bị người ta lừa lại. Dù vậy hắn cũng yên tâm là trong hội đấu giá này đích xác là có quan tài ngọc băng, chẳng qua nó là vật phẩm đấu giá ở phía sau. Đừng để ta gặp lại lần nữa, Triệu Bân thầm mắng, nhớ kỹ lão mập. Túy lão, đây là cái gì? Mù rồi sao, rõ ràng là một cây quạt gấp. Không có gì thần kỳ. Ở bên dưới hết sức ồn ào nhưng cũng không có ai muốn có được cây quạt rách này. Nói chính xác thì khách đấu giá bên dưới đều đang la ó bởi vì cây quạt rách kia, nó quá tầm thường, thậm chí còn rách nát, những người có nhãn giới cao nhìn qua cũng không thấy được chỗ nào thần kỳ. Tất cả mọi người chỉ nhìn qua cái quạt gấp một lần rồi không thèm nhìn nữa. Đấu giá các này quá tồi tệ, còn dám lấy một thứ vô dụng ra lừa bọn họ. Ở đây ai cũng là cáo già, bị lừa nhiều thành quen cho nên lúc nào cũng đề phòng trước sau. Tham gia đấu giá cũng phải có kỹ thuật tốt. Phải có ánh mắt tinh tường nếu không thì sẽ chịu thiệt. Yên lặng. Túy lão quát lớn một tiếng nhưng cũng không trấn áp được bao nhiêu. Nói thật ra lão ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều ngày rồi mới có thể mang cây quạt gấp này lên đây, nhưng cũng không có lý do gì đặc biệt, nó cũng không phải là bảo bối. Chỉ có nguyên liệu tạo ra nó cũng khá tốt, mang lên đây bán thì lão ta có thể thu lại được ít tiền. Ở đây vẫn có không ít kẻ có nhãn giới thấp. Cây quạt này được các chủ tìm được trong một di tích. Các chủ nói cây quạt này có ý cảnh rất bất phàm. Hẳn là các chủ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được ý cảnh của nó cho nên mới mang đến đây để thế nhân cùng lĩnh ngộ. Dưới sự chú ý của mọi người, Túy lão vuốt râu nói ra những lời nghiêm trang thâm trầm. Đã đến lúc lão ta phải thi triển khả năng diễn xuất của mình,
tuy rằng cây quạt này không phải là bảo bối nhưng nếu như lão ta bịa ra được một câu chuyện đằng sau nó thì lại khác, phải lươn lẹo một chút thì mới có thể thu được tiền. Nói khoác. Cứ nói khoác đi. Ở bên dưới, khách đấu giá đều khoanh tay đứng xem túy lão say sưa biểu diễn. Tuy nhiên sau khi nghe những lời túy lão khoác lác thì cũng có một vài người động tâm liếc nhìn cây quạt gấp từ trên xuống dưới. Nếu như đúng như lời lão ta nói thì cây quạt gấp này thật sự là một bảo bối đáng để sở hữu. Giá khởi điểm là 100 vạn. Túy lão cười nói, vở kịch cuối cùng cũng diễn xong. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho lão ta hết sức lúng túng, nhìn xuống mọi người đều đang yên lặng uống trà thưởng rượu chiêu muội tử, không có một ai phản ứng lại lão ta, tất cả đều tỏ rõ thái độ không dễ bị lừa. Túy lão ho khan, thật sự rất lúng túng. Lúc này lão ta liền nhìn về phía kẻ lừa đảo đã được thuê từ trước đó cầu cứu. Kẻ lừa đảo lúc này cũng giơ tay lên định nói. 110 vạn, ta lấy. Kẻ lừa đảo còn chưa kịp mở miệng thì đã có người lên tiếng trước. Lời này truyền đến từ trong góc, chính là do Triệu Bân đã ra giá. Lời này vừa truyền ra thì tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem là tên ngốc nào vừa nói. Người rảnh tiền quá hay sao? Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn hỏi. Nhắc đến tiền bạc rảnh rỗi thì đúng là hắn có rất nhiều, trước đó hắn đã lấy được cả gia sản của ân chú. Nữ soái im lặng, cô ta biết rõ cơ ngân, hắn sẽ không bao giờ chịu thiệt. Cây quạt gấp này chắc chắn có chỗ bất phàm, chỉ có điều nhãn giới của cô ta không đủ cao để nhìn thấy manh mối. Ta cũng không nhìn ra manh mối gì. Đây là suy nghĩ thật sự của Triệu Bân. Sở dĩ hắn ra giá là do cây thần tạo hóa đang rung lên. Cây thần tạo hóa chỉ rung lên khi nhìn thấy bảo bối lớn. Đúng là tên ngốc đốt tiền. Ánh mắt của tất cả mọi người đều biểu hiện thái độ này. Kẻ lừa đảo bên kia cũng đã bỏ tay xuống, xem ra không cần cứu vãn tình hình nữa. 110 vạn, có ai ra giá nữa không? Túy lão lại nói một câu cho đầy đủ thủ tục. Lão ta không hỏi thì thôi. Vừa mới hỏi thì thật sự có người đã ra giá. 120 vạn, thiếu chủ ta lấy. Lời nói truyền ra từ tầng 3, là Cát Dương đã ra giá. Khách đấu giá nghe xong đều nhướng mày. Triệu Bân đảo mắt liếc nhìn lên tầng 3. Còn có ai ra giá nữa không, túy lão lại hỏi. Đừng lãng phí thời gian nữa, không có ai ra giá nữa đâu, mau chuyển sang món tiếp theo, Cát Dương sốt ruột nói, lời nói rất thản nhiên. Cứ như thể chiếc quạt gấp kia đã là của mình. Nếu không có ai ra giá thì... 200 vạn, Triệu Bân lại lên tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, không ngờ hắn lại dám tranh đoạt bảo bối với Cát Dương. Thú vị, Cát Dương cúi đầu liếc nhìn Triệu Bân, 500 vạn. 1.000 vạn, Triệu Bân vẫn tiếp tục. Dám tranh đoạt bảo bối với ta, người có cửa sao, Cát Dương nhếch miệng nói, 2.000 vạn. Khách đấu giá đều nuốt nước miếng, một cây quạt rách nát lại được đẩy lên tới giá 2.000 vạn. Không hổ là gia tộc siêu lớn, không hề quan tâm đến tiền bạc, vừa mở miệng là đã tăng lên 1.000 vạn rồi. Ở đây làm gì có ai quyết đoán đến mức độ này? Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Người vui nhất chính là túy lão, chính lão ta cũng phản ứng không kịp với niềm vui bất ngờ này. Gài hắn ta như vậy là đủ rồi. Nhan Như Ngọc nhắc nhở, mặc dù cô ta cũng muốn nhìn thấy Cát Dương suy sụp nhưng cô ta cũng không dám làm như vậy. Một cây quạt rách có giá tận 2.000 vạn, muốn mang nó về thờ cúng hay sao? Nữ soái không nói, cũng không khuyên can. Bởi vì cô ta tin tưởng tên nhóc này. Sao không ra giá nữa đi, Cát Dương bật cười nhìn Triệu Bân, hay là ngươi không còn tiền nữa rồi? Tên này quả thật rất kiêu ngạo. Nhưng hắn ta quả thật có đủ nội tình để kiêu ngạo. Đây cũng là niềm vui của hắn ta khi tham gia vào hội đấu giá. Hắn ta rất thích nhìn thấy người khác không phục nhưng vẫn phải bất lực. Như vậy thì hắn ta mới có cảm giác thành tựu. 2.100 vạn. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Bân lại giơ tay nói. Trong vòng đấu giá này, hắn không hề quan tâm đến việc Cát Dương sẽ theo đến lúc nào. Bất luận hắn ta có ra giá nào thì Triệu Bân cũng sẽ theo đến cùng. Vẫn theo. Tất cả mọi người đều ngay ngắn ngồi thẳng lưng liếc nhìn Triệu Bân.
đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy được gương mặt của Triệu Bân bởi vì chiếc mặt nạ quái gì kia. 3.000 vạn. Cát Dương cười nói, trong lòng rất hứng thú. Triệu Bân vẫn kiên định, thản nhiên nói, 3.100 vạn. 5.000 vạn. Giọng nói của Cát Dương càng âm trầm hơn. Lúc đầu hắn ta chỉ muốn mua cây quả đó cho vui. Không ngờ lại thật sự có kẻ không sợ chết, ra giá 3.000 vạn mà vẫn theo đến cùng. Đây là đang bức hắn ta phải thi triển đại chiêu. Hắn ta là thiên chi kiêu tử, không thể để cho kẻ khác ngồi lên đầu mình được. Có tiền thật tốt, tất cả mọi người đều thổn thức. Có tiền thật tốt, ngay cả Túy lão cũng thổn thức đến giật giật khóe miệng. 5.100 vạn, Triệu Bân vẫn bình thản lên tiếng. 10.000 vạn, Cát Dương hừ lạnh, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Mức giá này khiến cho mọi người chấn động. Khách đấu giá đều biết thiếu chủ Cát gia đang hết sức tức giận. Thêm, tiếp tục thêm đi, Cát Dương cười lạnh một tiếng nói. 10.001 vạn, Triệu Bân tiếp tục dõng dạc. Không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã trở thành tâm điểm. Xem đi, hội đấu giá lần này thật sự ngọa hổ tàng long, toàn là đại phú hào đụng nhau. Nhan Như Ngọc không nhiều lời thêm, chỉ giơ ngón tay cái với Triệu Bân, thánh tử Thiên Tông can đảm thật. Còn ai thêm giá nữa không nào? Túy lão nhìn lên tầng 3 rồi cười he he và nói. Trên lầu 3 không có ai trả lời. Cát Dương cũng muốn thêm nhưng bị các trưởng lão trong tộc kéo lại. Để nói đỡ cho thiếu chủ của mình, mọi người đều cười nói, lừa hắn 1.000 vạn là đủ rồi. Cái cớ đó cũng không tồi. Mặt Cát Dương cũng không còn lạnh lùng nữa mà lại cười vui vẻ. Nếu ngươi đã thích đến vậy thì cho ngươi đó. Cát Dương lại ngồi ngả người ra sau, không chút tức giận mà còn tỏ ra châm biếm. Mọi người ở đó nghe xong thì đều nhếch môi, hóa ra là ngươi đang gài người ta à. Thằng nhóc đáng thương. Rất nhiều người nhìn sang Triệu Bân, trong lòng mặc niệm thay hắn. Triệu Bân lại khá bình tĩnh, hắn mua được bảo bối nên trong lòng còn đang mừng thầm mừng đây này. Tiền hết rồi có thể kiếm nhưng món bảo bối mà đến cây thần tạo hóa cũng phải kích động như thế, không phải cứ muốn là có, không thể nào dùng tiền để đong đếm được. Không ngờ ngươi mà cũng bị lừa. Nhan Như Ngọc cảm thán, nhớ lại lúc còn ở ma vực, tên này bá đạo đến mức nào nhỉ? Hắn lừa hết mọi đối tượng, không ngờ khi đến Nam vực thì lại bị bại trong tay của Cát Dương, đúng thật là mất mặt mà. Ta có tiền, Triệu Bân vuốt tóc. Đáp án đó của hắn khiến Nhan Như Ngọc phục sát đất. Có tiền thật tốt, có tiền thì muốn làm gì thì làm. Là bảo bối thật sao, nữ soái liếc mắt sang. Đương nhiên rồi, Triệu Bân chớp mắt. Buổi đấu giá lại tiếp tục, các vật đấu giá liên tục được đưa lên. Không khí của hội trường vô cùng náo nhiệt, càng lúc càng được đẩy lên cao trào. Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi của hoàn cảnh rồi, Triệu Bân khoanh tay cúi đầu. Vốn hắn định khiêm tốn nhưng sau khi liều một trận với Cát gia, giờ hắn nghiễm nhiên đã bị để mắt đến. Những gì hắn cảm nhận được đều không sai. Hắn đã bị Cát Dương để mắt. Thấy Cát Dương ngoài mặt cười giễu cợt vậy thôi chứ trong lòng thì lại đang hầm hè, lý do mà các trưởng lão tìm cho hắn ta chỉ là để lừa mình dối người, có phải là gài người khác hay không thì hắn ta là người rõ nhất. Vì cuộc đấu giá chiếc quạt xếp mà hắn ta đang ôm một bụng tức. Điều tra lai lịch của hắn, Cát Dương lạnh lùng nói. Không cần hắn ta nói thì các trưởng lão cũng đã đi điều tra rồi, bọn họ đã quá hiểu thiếu chủ của mình rồi. Cứ đợi đấy đi. Đợi điều tra ra được thân phận của người đó thì đến cả gia tộc của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Sau khi đấu giá kết thúc thì ngươi không được bỏ chạy đâu đấy. Nhan Như Ngọc đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần. Ta là người như thế sao? Triệu Bân trả lời dõng dạc. Vào thời khắc quan trọng thì kỹ năng diễn xuất của hắn luôn rất đỉnh. Vì vậy nên Nhan Như Ngọc đã thật sự tin vào lời của hắn. Đến lượt rồi. Triệu Bân lại ngồi ngay ngắn. Lần này là quan tài băng ngọc. Nhưng vật được đem ra đấu giá không phải là quan tài băng ngọc mà là một viên linh châu màu xanh. Triệu Bân nhìn thấy thì đã ngây ra một lúc. Nhan Như Ngọc nhìn thấy thì cũng chau mày. Danh sách này là do cô nhặt về sao? Triệu Bân liếc mắt. Không thể nào, Nhan Như Ngọc ngạc nhiên, ta đã lấy nó từ nhà đấu giá. Đâu chỉ có hắn, rất nhiều người có mặt ở đó cũng đều có cùng biểu cảm.
Đặc biệt là các gia tộc lớn, ai cũng cầm danh sách ra đối chiếu. Có thay đổi một chút nhưng không có ảnh hưởng gì lớn. Túy lão mỉm cười, các chủ đã nói rồi, làm như thế sẽ có thể tăng thêm được cảm giác thần bí. Thần bí cái đầu lâu. Vẻ mặt của các gia tộc lớn đều rất khó coi, bọn này bỏ tiền ra mua đó, đùa à? Còn có bất ngờ ở phần sau. Túy lão vuốt râu, vẻ mặt đầy ẩn ý. Phần lớn khách đến tham gia đấu giá đều không để tâm lắm vì thứ gì được đem ra đấu giá ở thành Liệt Hòa thì cũng đều là bảo kết hết. Đừng trách ta là do nhà đấu giá điều chỉnh thứ tự vật đấu giá thối, Nhan Như Ngọc họ Khan giải thích. Sắc mặt của Triệu Bân rất khó coi. Kỳ lạ thật, bao nhiêu món đấu giá không bị đảo lộn thứ tự mà cứ nhầm vào cái này. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc là cuộc đấu giá này có quan tài băng ngọc hay không. 3.000 vạn. Lúc hắn đang lẩm bẩm thì cuộc đấu giá Linh Châu Xanh đã kết thúc. Người có được nó là một ông già áo tím, không nhìn rõ được mặt. Những vật đấu giá tiếp theo sau đều vớ vẩn, không giống gì với những vật có trên danh sách đấu giá, đâu chỉ có thứ tự bị đảo lộn, mà có rất nhiều vật trong số đó đều không có trên danh sách đấu giá, những vật trên danh sách cũng sẽ không xuất hiện sau đó. Hay cho nhà đấu giá, Triệu Bân tối sầm mặt. Nếu như thật sự không có quan tài băng ngọc, hắn sẽ mắng chết đám đó cho xem. Đan dược, đấy là một viên đan dược. Tiếng bàn tán lại vang lên, rất nhiều khách tham gia đấu giá đều ngồi ngay ngắn lại. Trên bục cao, Túy lão đã lấy ra một hộp bằng ngọc, mặc dù được đóng chặt nhưng lại khó che giấu được mùi thơm của đan dược. Nhưng mùi hương này lại rất kỳ lạ, ngửi xong thì lại có cảm giác chóng mặt hơn nữa còn thấy mơ hồ. Túy lão tỏ ra thần bí một chút rồi mở hộp ra. Bên trong hộp có một viên đan dược màu tím, bốn đường vân bên trên hiện lên rất rõ ràng. Đan dược gì thế? Không ít lão tiền bối nheo mắt, chắc chắn là họ chưa từng nhìn thấy. Chỉ có vài người chau mày, có vẻ như đã nghe nói sơ sơ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Viên đan dược này không có trên danh sách đấu giá, Nhan Như Ngọc cũng đang nhìn. Đùa với ta đấy sao, Triệu Bân thấy vậy thì khóe miệng giật nhẹ. Hắn nhận ra viên đan dược này, đấy là đan giả chết. Chỉ có điều, đó là đan giả chết bốn vân. Hôm đó, tên dâu chữ bát đã cho hắn một viên đan giả chết hai vân. Điểm khác biệt giữa đan giả chết cấp thấp và đan giả chết cấp cao nằm ở thời gian của thuốc. Giống như viên đan giả chết bốn vân này thì chết 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Thời thế biến đổi nhanh thật. Trước đây tìm đan giả chết thì không tìm ra, nhưng lại có được thông tin của quan tài băng ngọc. Giờ đến hội đấu giá, không có quan tài băng ngọc nhưng lại có đan giả chết. Cứ y như ông trời đang đùa với hắn vậy. Nói tóm lại, hắn vẫn không thiệt là được. Không có quan tài băng ngọc nhưng có được một viên đan giả chết cũng tốt. Chỉ cần có thể đưa nữ soái vào trong nhẫn ma thì dùng cách gì cũng không quan trọng. Túy lão, đấy là đan dược gì vậy? Bên dưới náo loạn, trong đó còn có rất nhiều luyện đan sư với kinh nghiệm khá phong phú, nhưng vẫn chưa từng thấy qua thứ này. Đan giả chết, lời của Túy lão đã chứng minh cho suy đoán của Triệu Bân. Đan giả chết sao? Tất cả mọi người đều nhìn nhau, nói thật, bọn họ còn chưa từng nghe qua. Người uống viên đan dược này vào thì có thể rơi vào trạng thái như người chết lâm sàng trong vòng nửa tháng. Túy lão mỉm cười và nói. Mọi người nghe xong thì ai cũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người. Nghe thôi là đã biết đến khả năng của đan giả chết rồi. Nhưng ai lại rảnh hơi mà muốn uống loại thuốc này chứ? Bên trên cũng nói là chết lâm sàng nửa tháng, nếu không để ý đánh thức thì chả phải chết luôn à. Không biết người nào quá sáng tạo mà chế ra loại đan dược này. Họ vô cùng hoài nghi là kẻ luyện ra loại dược này cũng chưa đích thân dùng thử đâu. Nếu chính mình còn không thử thì ai mà dám uống chứ? 300 vạn, bắt đầu đấu giá. Túy lão khép hộp ngọc lại. Không khí lại trở nên vô cùng lúng túng, lời đã công bố mà chẳng ai cạnh tranh gọi giá. Đây là đan bốn vân đó, Túy lão vuốt râu nhắc nhở. Lỡ đầu uống vào chết thật thì sao, người bên dưới cũng đáp lại, câu này rất bình thường. Đảm bảo chất lượng. Chúng ta không tin. Lão phu dùng nhân cách bảo đảm được chưa? Bọn ta không tin. Mấy câu này thú vị à nha?
Dù Túy lão nói gì thì khách hàng vẫn không tin, thậm chí khiến Túy lão muốn thử luôn ngay tại chỗ cho họ xem. Đương nhiên là cũng có người động lòng. Ví như mấy luyện đan sư có mặt ở đây, hai mắt phóng ra tia sáng lập lòe. Luyện đan sư mà, tất nhiên thích đan dược nhất rồi. Nhưng tác dụng của đan giả chết này quá ư là gì? So với nó, thứ họ muốn hơn chính là phương pháp luyện đan. Đấu giá các đã có loại đan dược này thì hiển nhiên họ cũng đã có cách sở hữu phương thuốc của nó, đợi khi đấu giá kết thúc là có thể đi tìm bên đấu giá các để giao lưu một chút. Còn về đan giả chết, xem rồi tính. 310 vạn. Lúc mọi người đang do dự, một giọng nói vang lên. Triệu Bân ra tay. Người tham dự đều ngoái đầu nhìn lại. Tên nhóc mua quạt xếp này yên lặng nãy giờ, đúng là kẻ dị hợm, muốn toàn thứ kỳ quái. Lúc trước là một cây quạt rách, giờ là một viên đan giả chết. 400 vạn. Có người gọi giá theo, âm thanh truyền xuống từ tầng 3. Mọi người lại ngửa đầu nhìn, là phòng bao của Cát Gia. Đúng vậy, người gọi giá lại là Cát Dương. Sau chiếc quạt xếp, tên này cũng đã yên tĩnh hồi lâu, khi hắn ta đang thoải mái chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng Triệu Bân chen vào đấu giá. 500 vạn. 800. 1.000 vạn. Khi mọi người đang chấn động thì giá cả được kéo lên ngày càng cao. Toàn trường đều ngồi thẳng lưng, ai cũng có hứng thú. Lại là hai tên này. Hai người này lại chơi nhau rồi. 2.000 vạn, Cát Dương cười mỉa. Sau đó tên này còn liếc Triệu Bân đầy khiêu khích. Triệu Bân vẫn bình tĩnh như cũ, điều này nằm trong dự đoán của hắn, Cát Dương không phải đang nhắm vào hắn sao? Ngươi không phải luyện đan sư, muốn đan giả chết làm gì, Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói. Cho heo ăn, Triệu Bân vẫn tiếp lời, vừa há miệng là thốt ra câu này. Nữ soái bên cạnh không khỏi chừng hắn, ngọn lửa bốc lên trong mắt. Nếu cô ta không nghe nhầm thì con heo trong lời của tên này là chỉ cô ta. Triệu Bân gượng cười một cái, nếu hắn nói là không phải thì chắc nữ soái cũng không tin. Sao, hết tiền rồi à? Cát Dương cười nhìn Triệu Bân, còn muốn chơi lớn nữa không? Nếu tên kia từ bỏ thì hắn ta không thấy sướng cho lắm. Ngươi có thủ với ta à? Triệu Bân nhìn thoáng qua tầng 3. Không thủ oán, Cát Dương nhún vai, sau đó bồi thêm một câu, nhưng cậu đây có tiền. Lời này rất kiêu ngạo. Đừng nói Triệu Bân, ngay cả nữ soái, Nhan Như Ngọc, thậm chí khách dự đấu giá nghe xong câu này thì trong lòng đều không vui. Có tiền thì lợi hại lắm à? Ừm, có tiền rất giỏi nha. Nếu Cát Dương tiếp tục nói thêm thì không biết sẽ làm tức chết bao nhiêu người. Cũng chẳng thể trách hắn ta ngạo mạn, mẹ nó, hắn ta có vốn liếng để ngạo mạn mà. 2.100 vạn. Triệu Bân thu ánh mắt lại rồi báo giá. Khóe môi Cát Dương hơi cong, tiếp lời bên kia, 3.000 vạn. 3.100 vạn. 5.000 vạn. 5.100 vạn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng xem hai người kia đấu giá, họ càng để ý tới Triệu Bân hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu có người dám tranh giành đấu giá với Cát Dương, rất có cá tính. 6.000 vạn, Cát Dương hài lòng nở nụ cười. Thêm cho ngươi 100 vạn, Triệu Bân nhấp một ngụm nước. 8.000 vạn, Cát Dương khá dứt khoát, một lần là bỏ thêm 1.900 vạn. Đừng theo nữa, hắn đang gài ngươi đó, Nhan Như Ngọc trọt Triệu Bân. Ta cũng có tiền mà, Triệu Bân rất thản nhiên, thuận miệng bỏ thêm 100 vạn. Gài à, người gài tới chết luôn cũng được. Hội đấu giá còn chưa xong đâu, đừng để ông đây tóm được ngươi. Không chơi ngươi tới táng ra bại sản thì ta không họ Triệu. 10.000 vạn. Cát Dương nói bằng giọng sâu xa, cùng một cái giá, hắn ta kêu một lần. Cùng một giá cả, Triệu Bân cũng gọi một lần, quyết tâm muốn có được đan giả chết. Nếu thích thì nhường ngươi đó. Cát Dương cười giễu cợt, giờ hắn ta tự tìm lối thoát cho mình. Bởi hắn ta chen vào là để gài hàng này thôi. Ép đối phương phải bỏ ra 10.000 vạn, nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn. Mấy trưởng lão phía sau hắn ta đều hài lòng vuốt râu, ánh mắt bế nghễ nhìn hiện trường. Nét mặt tỏ rõ một ý là, dám trêu vào Cát gia thì phải trả cái giá đắt đấy. Kiêu ngạo như vậy thì sớm muộn cũng bị xử thôi. Mấy trưởng lão Nhan gia đều cười lạnh trong lòng. Đâu chỉ họ, nhiều khách mời, thậm chí cả Túy lão cũng có suy nghĩ này.
Nam vực là nơi ngọa hổ tàng long, hiển nhiên sẽ tạo ra nhiều ân oán, ngươi không sợ đối phương trả thù sao? Không sợ chết thì cứ tới đi. Đây là lời đáp của Cát gia. Ngẫm lại thì họ đúng là có bản lĩnh đó. Đừng nói gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ, ngay cả gia tộc lớn siêu cấp, chắc cũng không dám trêu vào mấy kẻ này. Lại bị gài 10.000 vạn. Nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Bân. Quả nhiên, bị Cát Dương nhắm vào thì chẳng ai có kết cục tốt. Đừng vội, tới lúc hắn khó chịu ngay thôi. Triệu Bân vẫn khá bình thản, có qua có lại thôi, hắn từng làm nhiều rồi. Trên đài, Túy lão đã cất hộp ngọc, nói thật, chính lão ta cũng không quá coi trọng đan giả chết và cây quạt xếp kia. Thế mà hai món này lại được bán với giá rất cao, đúng là niềm vui bất ngờ. Cất hộp ngọc đi, lão ta không lấy đồ đấu giá ra mà bưng tách trà lên, nhàn nhã húp một hớp, mấy người ngồi dự đều phải liếc mắt lão ta một cái. Ông nha, người chủ trì cuộc đấu giá mà lại lãng phí thời gian như vậy, thấy thú vị lắm à? Trên thực tế, người sáng suốt đều nhìn ra lão già này đang thừa nước đục để thả câu. Không cần hỏi cũng biết món đồ đấu giá kế tiếp sẽ là một bảo vật quý giá. Đừng dề dà, không ít người cào nhau. Túy lão từ từ đặt tách trà xuống, trở tay lấy ra một thứ. Đó là một đóa hoa, vẻ ngoài như hoa sen, có mây tía bao quanh. Ngoại trừ như thế, bên trên còn tỏa ra Phật quang, an tường mà trang nghiêm. Hoa bồ đế, Triệu Bân híp mắt. Sau 2-3 giây, hắn khê lắc đầu, không phải hoa border. Là hoa bà lai, nữ soái nhẹ giọng nói, cũng là một loại hoa của nhà Phật. Thảo nào lại có Phật quang, Triệu Bân lầm bam. Hắn muốn bông hoa đó, nữ soái lại nói, khát khao rất mãnh liệt. Triệu Bân dừng lại và chau mày, hắn biết hắn trong câu nói kia là ai, là ám chỉ Cát Dương. Câu khao khát rất mãnh liệt rất thâm thúy. Cũng có nghĩa là, tên Cát Dương đó sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua hoa bà la. Gài người khác không tốt đâu, Triệu Bân đã âm thầm xắn tay áo. Có qua có lại thôi, nữ soái nói với vẻ đầy trí thức. Bị thiệt thòi hai lần rồi, dù sao cũng phải tìm cơ hội đòi lại chứ. Nếu không thì người ta còn tưởng đại hạ của cô ta không có ai nữa. Đấy là hoa gì? Hội trường xôn xao, ai cũng hướng lên bục cao. Nhà đấu giá có thế lực to lớn nên luôn tìm ra mấy thứ kỳ quái, chẳng hạn như đan giả chết trước đó, hay đóa hoa màu trắng lúc này. Nhìn kỹ nhưng vẫn không biết hoa kia có lai lịch thế nào. Cũng đúng, những thứ có liên quan đến nhà Phật thì rất ít người biết đến. Nếu như hỏi những người có mặt ở đây là ai đã từng nhìn thấy hoa bồ đề thì e rằng chẳng kẻ nào từng thấy qua. Chắc là không tầm thường. Rất nhiều lão già vuốt râu, thốt lên một câu đầy sâu sắc. Nhưng đấy là lời nói thừa. Người thường đều có thể nhìn ra được đóa hoa này bất phàm, tràn ngập ánh sáng kỳ lạ. Còn tỏa ra Phật quang, chú ý kỹ còn có thể nghe được Phật âm, vừa trang trọng vừa xa xăm. Cộng thêm với những hành động vòng vo trước đó của Túy lão nữa thì có thể đoán được món đấu giá này là một bảo bối quan trọng, hơn nữa còn có lai lịch không tầm thường. Người có nhận ra không, Nhan Như Ngọc nhìn sang Triệu Bân. Trên danh sách đấu giá trước đó không có đóa hoa này. Cũng tức là nó đã được thêm vào sau. Hoa bà la, Triệu Bân không giấu giếm. Là hoa bà la sao? Nhan Như Ngọc kinh ngạc, cô ta cũng chỉ mới nghe nói tới nó, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngoài đời thật. Nghĩ vậy, cô ta ngước mắt nhìn sang phòng bao của nhà họ Cát. Nếu như đã là hoa bà la thì chắc là Cát Dương rất muốn có. Cát Dương có huyết mạch kỳ lạ, Nhan Như Ngọc nghe lão tổ nói nếu như hắn ra có được hoa bà la để dung hợp, huyết mạch sẽ thay đổi hoàn toàn. Chỉ là không biết đóa hoa kia là thật hay giả. Lão tổ nhà cô ta sẽ không lừa cô ta. Lúc này ánh mắt của Cát Dương đã hừng hực như lửa, sự xuất hiện bất ngờ của hoa bà la trên buổi đấu giá nằm ngoài dự đoán của hắn ta, tên này đã xem danh sách đấu giá và không thấy có thứ này. Bởi vậy mới nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Túy lão, đừng tỏ ra thần bí nữa, có người lên tiếng mắng. Những người tham gia đấu giá khác cũng hùa theo, họ chưa từng nhìn thấy thứ này nên thấy rất kỳ lạ. Còn kẻ vòng vo kia thì nên bị sét đánh cho cháy thành cho luôn. Đây là hoa bà la, Túy lão cười. Chưa từng nghe, rất nhiều người lắc đầu. Hoa của nhà Phật nên đương nhiên là sẽ có sức mạnh phi thường.
Túy lão tiếp tục nói, người có huyết mạch đặc biệt dung hợp với nó thì có thể sẽ giúp huyết mạch biến đổi hoàn toàn. Nếu như dung hợp nó với huyết mạch bình thường là có thể sản sinh ra huyết mạch đặc biệt. Thần kỳ vậy sao? Bên dưới nháo nhào lên. Chuyện này đã từng có trong lịch sử, ông ta không hề nói dối, mấy lão già chậm rãi nói. Giá khởi điểm là 1.000 vạn, bắt đầu gọi giá. Túy lão không nhiều lời thêm mà dõng dạc tuyên bố. Câu nói đó khiến mọi người phải giật mình. Từ khi bắt đầu đấu giá đến giờ thì đây là thứ có giá khởi điểm cao nhất. 2.000 vạn. 2.500 vạn. 3.000 vạn. Túy lão vừa mới dứt lời thì cả hội trường đã nóng lên. Những người tham gia đấu giá như hưng phấn, hét đến đỏ mặt tía tai, giá cả tăng vọt, chỉ mới có mấy giây mà giá của Hoa Bà La đã leo lên đến 5.000 vạn, thế mà vẫn còn đang tiếp tục leo thang. Nếu như Túy lão không lừa mọi người, bông hoa này cũng xứng đáng có giá đó. Có thể làm thay đổi hoàn toàn huyết mạch thì phải có sức mạnh thần kỳ đến mức nào chứ? Nó là của ta. Cát Dương cười nham hiểm, đứng lên nhìn bên dưới tranh nhau đấu giá. Đấu đi, các ngươi cứ tranh giành trước đi, để lát nữa ta ra mặt kéo màn kết vở là vừa đẹp. Đó là thứ gì, có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng không biết à, Hoa Bà La là vật bất phàm cỡ nào mà có thể để bọn các người sờ tay vào chứ? Chỉ một câu thôi, hắn ta có Hoa Bà La chắc rồi, dù ai muốn cướp cũng không được. Cô không định gọi giá sao? Triệu Bân liếc nhìn sang Nhan Như Ngọc, cô ta cũng có huyết mạch đặc biệt. Huyết mạch của ta và nó bài xích nhau, lấy cũng không để làm gì, Nhan Như Ngọc nhún vai. Đương nhiên Triệu Bân có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Mặc dù Hoa Bà La tốt nhưng nó lại không phải hữu dụng với tất cả các loại huyết mạch. Về điểm này thì Túy lão đã che giấu những người tham gia đấu giá. Tiền bối, giá trị tối đa của nó là bao nhiêu? Triệu Bân khều nhẹ nữ soái. Sở Lam không nói gì, chỉ ra dấu. Triệu Bân cũng hiểu ý, đưa tay lên làm biểu tượng ok. Nguyệt Thần thấy vậy thì có cảm giác rất an ủi. Có vẻ đây là một tổ hợp hoàn hảo. Sở Lam có thể đọc được suy nghĩ của người khác, Triệu Bân là một diễn viên tài ba, hai người họ phối hợp diễn xuất thì có thể gài người khác rất thành công nha. 300 triệu. Câu nói đó vang vọng cả hội trường. Vì câu đó mà có đến hơn 90% những người tham gia đã bỏ cuộc, tiện thể còn liếc nhìn sang người ra giá. Đấy không phải là người ở tầng 2 và tầng 3 mà là một ông già mặc áo bào đen, trùm kín mít từ đầu đến chân, có thể là lão tổ của nhà nào đó hoặc cũng có thể là một cao nhân ẩn danh, rất giàu có. Người bình thường thì cũng không thể nào hét ra giá 300 triệu được. Ông ta muốn có được bông hoa đó đến vậy thì chắc là ông ta có huyết mạch đặc biệt rồi. Cũng có thể là ông ta muốn đấu ra cho con cháu của gia tộc. Ta nhất định phải có được bông hoa này. Lão già áo đen nói, mọi người gần như đều đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của ông ta. Các vị đạo hữu nể mặt đi, đừng giành nữa, nếu còn giành nữa thì ta sẽ chửi cha mắng mẹ các người đó. Nhất định phải nể mặt. Vậy mà cả hội trường thật sự đã không có ai lên tiếng. Nói dễ nghe một chút là họ đang nể mặt lão già áo đen. Nói khó nghe một chút thì là vì họ đã hết tiền rồi. Có 300 triệu mà đã muốn có Hoa Bà La rồi sao? Giọng nói từ trên tầng 3 đã phá tan bầu không khí yên tĩnh. Đương nhiên là Cát Dương, bên dưới đã gọi giá xong rồi, cũng đã đến lúc hắn ta xuất hiện và tỏ vẻ oai phong rồi. Thêm 100 vạn, Cát Dương bình thản nói. Tất cả đều nhìn về ông già áo đen với ánh mắt trông chờ, chơi tới bến với hắn ta đi. Của ngươi đó. Câu trả lời của ông già áo đen khiến mọi người đều thất vọng, 300 triệu đã là giới hạn của ông ta rồi, dù có thêm tiền thì lẽ nào lại dám đối đầu với gia tộc siêu cấp sao? Ông ta biết rõ năng lực của mình tới đâu. Có ai trả thêm không? Túy lão nhìn quanh. Khổ nỗi những chỗ mà lão ta nhìn qua đều không có ai lên tiếng. Cát Dương tỏ vẻ giễu cợt, phải nói là hắn ta tràn đầy vẻ tự tin. Lúc này trông hắn ta cũng khá oai phong, thứ mà hắn ta cần là cục diện như thế này. Ra giá một cái là đánh gục hết tất cả, ta ngầu lắm đúng ca nào. Nếu như đã không có ai trả thêm vậy thì... 301. Túy lão vẫn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị cắt ngang. Là Nhan Như Ngọc. Cô gái đó im lặng là để chờ giờ phút này.
Thánh nữ của nhà họ Nhan cô ta cũng là một người thù dai, nhớ lại lúc đấu giá đan huyền chân trước đó, tên Cát Dương đó đã gây rắc rối cho cô ta, nay thời thế thay đổi, lần này đổi lại thành cô ta, muốn có được Hoa Bà La mà không tốn chút máu thì sao được, nếu không cho ngươi một bài học thì ngươi còn tưởng ta đây dễ ức hiếp. Ưu tiên cho phụ nữ trước. Ngươi lên trước đi, lát nữa ta lên sau. Triệu Bân nghĩ thầm, hắn đang chuẩn bị tiến công thì lại bị Nhan Như Ngọc giành trước. Cũng tốt, để cô gái này báo thù trước, bắt Cát Dương chảy chút máu. Sau Nhan Như Ngọc, hắn sẽ bắt Cát Dương phải chảy ra rất nhiều máu nữa, giới hạn cao như vậy, không chơi hắn ta một vố lớn mà được à. Chính hắn ta đã tự tìm cho mình một lý do rất tốt, Cát gia mà, rất có tiền. Đúng là nhiều nhân tài. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên này. Họ thấy ở bàn này có ba người đang ngồi, trong đó có hai kẻ đeo mặt nạ, người thứ ba là một ông già. Trong ba người này thì có hai người ngứa mắt Cát Dương, hôm nay còn tranh giành với hắn ta mà. Cũng đúng, phải gài hàng Cát Dương mới tốt. Đúng là có kẻ không sợ chết, Cát Dương cười lạnh. Đấu giá mà, ai gọi giá cao là được. Không bằng tiểu hữu nể cái mặt già này một chút, nhường hoa này cho lão phu được không? Nhan Như Ngọc diễn như thể rất cần đóa hoa, chỉ có điều tư thế vuốt râu lại như không có gì. Ngươi là thứ gì, xứng để ta nể mặt à, Cát Dương tỏ ra khinh miệt. Vậy cứ dựa vào bản lĩnh hết thôi, Nhan Như Ngọc ung dung nở nụ cười. 400, Cát Dương lạnh lùng thêm tiền, có ngon thì tiếp đi. 500 triệu, Nhan Như Ngọc vẫn bình thản, mở miệng là phản kích. 600 triệu, 700, 800 triệu. Hai người này mới là nhân tài, một người là thiếu chủ gia tộc cực lớn, một bên là thánh nữ gia tộc siêu cấp, cả hai đều rất quyết đoán, toàn lên theo đơn vị 100 triệu thôi. Người ở đó nghe mà tim nhảy thon thót, đặc biệt là Túy lão, trong lòng mừng rơn, lão ta lại có thể thêm được không ít tiền hoa hồng rồi. 900. Âm thanh lại vang lên, Cát Dương lại tăng giá. Cái giá 900 triệu là con số trên trời rồi, cũng chỉ gia tộc siêu cấp lớn mới dám chào giá như thế. Nhan Như Ngọc im lặng, không phải cô ta hết tiền mà là đang sự việc này sẽ hư trong tay mình. Dù sao cô ta cũng không biết đọc suy nghĩ, dù sao cô ta cũng không biết giới hạn của đối phương. Thêm đi, sao không thêm nữa, Cát Dương cười lanh khích bác. Cho người đó, đem về mà nấu canh đi, Nhan Như Ngọc cũng khá thú vị, kêu giá cũng không quên trêu chọc. Đây là lời kịch mà Triệu Bân chuẩn bị nhưng không ngờ lại bị cô gái này giành trước. Nấu canh. Nghe thấy hai chữ này thì toàn trường bất cười. Đến giờ họ mới nhìn ra là Nhan Như Ngọc cũng chơi Cát Dương một vố. Ai cũng sung sướng. Ngay cả người chủ trì cuộc đấu giá Túy lão cũng thoải mái. Chẳng phải chỉ là vài trăm triệu thôi à, có tiền mà, gia tộc siêu cấp đều giàu lắm mà. Điều tra cho ta. Sắc mặt Cát Dương rất khó nhìn, hắn ta không cười nổi nữa. Đúng vậy, tên này rất trâu bò. Hoàn toàn không thể bị đánh bại trong việc gọi giá. Có điều 600 triệu bị thêm vào này đúng là làm hắn ta không vui. Dám chọc Cát gia à, muốn chết sao? Mấy trưởng lão đều hừ lạnh, hiển nhiên họ sẽ điều tra tiếp. Gia tộc siêu cấp lớn rất giàu thật nhưng lại không nhịn được khi bị gài như thế. Dám chơi Cát gia thì phải cái giá rất đắt. Thấy ta diễn thế nào, Nhan Như Ngọc cười hỏi. Rất đạt, Triệu Bân nhấp một ngụm trà để thông cuống họng. Nhan Như Ngọc đã bắt đầu thì kế tiếp đến lượt hắn. Dù sao cũng đã bị nhắm vào, thế cứ chơi cho lớn đi. Đây cũng là ý của nữ soái. Nữ soái quân Xích Diễm chưa từng e sợ gì bao giờ. Còn ai tăng giá không, Túy lão cười nhìn đám đông. Muốn tăng nhưng không có tiền. Muốn tăng nhưng không dám. Biểu cảm của mọi người hoàn toàn không ngoài hai câu này. Nếu đã không có ai thêm. 901. Túy lão còn chưa nói xong thì đã bị ngắt ngang. Người làm tất nhiên là Triệu công tử rồi, khí thế khai hỏa, nếu Cát Dương đã muốn như vậy thì hắn sẽ cho đối phương cú nữa. Ai đó? Hiện trường căng thẳng, quay đầu nhìn Triệu Bân. Họ suýt quên mất bàn kia còn một nhân tài nữa, từ khi bắt đầu đấu giá tới giờ. Tên kia là kẻ xuất sắc nhất, đấu với Cát Dương hai trận, bị gài mất 200 triệu, giờ là đang muốn tìm lại thể diện hả? Lên luôn, ganh với hắn ta đi nào. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Không đủ tiền thì chúng ta cho ngươi mượn.
nhưng ngươi phải viết giấy nợ nha. Lôi cuốn thật. Túy lão tỉnh táo hẳn, hai mắt sáng rực. Đừng để lọt hố nhé, Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. Cô ta không ngờ Cơ Ngân vẫn nhảy ra, hiển nhiên hắn muốn phá Cát Dương lắm rồi, muốn báo thù thì cũng chọn lúc cho đúng, giờ đã là cái giá trên trời 900 triệu rồi. Lỡ đâu Cát Dương bỏ gánh, Hoa Bà La sẽ kẹt trong tay người đó. Triệu Bân chỉ cười một tiếng, giờ mới bao nhiêu chứ, còn cách giới hạn của Cát Dương xa biết bao nhiêu. Vì thế hắn vẫn còn chỗ để chui vào. Vẫn không sợ chết nhỉ. Cát Dương cười lạnh, trong mắt phóng ra hung quang. Cuối cùng hắn ta đã nhìn ra được bàn ba người kia là bị hắn ta gài nên giờ chơi lại hắn ta. Rõ ràng đang muốn chống lại hắn ta mà, muốn Hoa Bà La là giả, làm hắn ta lỗ vốn mới là thật. Đấu giá mà, người trả cao là được. Lời thoại của Nhan Như Ngọc vẫn được Triệu Bân dùng lại. Muốn dọa ta à? Muốn dọa ta thì ngươi phải được kích thích trước đã. 1 tỷ, Cát Dương quát. Tiểu Hữu, nóng giận hại thân, Triệu Bân thản nhiên nói, thêm cho ngươi 100 vạn. 1 tỷ rưỡi, Cát Dương lại hét to, nụ cười lạnh đã biến thành cười gằn. Ực! Người ở hiện trường đồng loạt nuốt nước bọt. Ngay cả Túy lão cũng tặc lưỡi, Cát Dương nghiêm túc chơi rồi, một lần thêm 500 triệu, từ khi bán đấu giá tới giờ. Tên này là kẻ dám chi nhất, người thường gọi giá này thì chỉ thấy đầu lưỡi đau thôi. Không thể thêm nữa. Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói, lén kéo góc áo Triệu Bân. Hẳn là nên tới đây thôi, 1 tỷ rưỡi đã là giới hạn của Cát Dương. Nhưng cô ta đoán không đúng rồi, vẫn nên tin tưởng năng lực của nữ soái. Thêm đi, sao không thêm nữa? Cát Dương cười gằn, con người đã đỏ ngầu. Mấy trưởng lão sau hắn ta đều mang vẻ mặt khó nhìn, đúng là có kẻ chán sống mà. Dưới sự chú ý của đám đông, Triệu Bân uống ngụm rượu, súc miệng rồi mới nói, thêm 100 vạn nè. 2 tỷ, Cát Dương khàn giọng thét. 5 tỷ, Triệu Bân lên tiếng tiếp lời. Phụt. Khụ khụ. Hiện trường đều là tiếng sặc nước sặc rượu mà còn là bị sặc dữ dội nữa kìa. Họ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng họ đúng là không nghe lầm đâu, đó không phải 5 ngàn, không phải 5 vạn, mà là 5 tỷ, Cát Dương đã dứt khoát, tên kia cũng chịu chơi ghê, một lần thêm 3 tỷ, nghe mà đầu óc họ nổ vang luôn. Túy lão đờ đẫn. Hay nói cách khác là chưa kịp phản ứng, nhất thời chỉ thấy miệng lưỡi khô ran. 5 tỷ đấy, toàn là tiền cả, nếu chất thành một núi, không biết ngọn núi ấy to cỡ nào. Đến cả lão ta còn như thế. Huống hồ là Cát Dương, hắn ta đờ đẫn luôn. Các trưởng lão sau lưng hắn ta cũng choáng váng, tên kia nhiều tiền đến vậy sao? Mọi người liếc mắt nhìn sang. Chiếc bàn khuất trong góc nhất, người ngồi khuất trong góc nhất nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của đám đông, đến cả Huyết Y Môn, Thi Tộc hay Công Tôn gia cũng phải ngó sang. Không nhìn thì không biết, nhìn thấy mới giật mình. Hóa ra nơi này ẩn giấu một nhân tài. Lần sau đừng phun lên mặt ta. Triệu Bân nói rồi lau bớt rượu trên mặt. Do hắn mở miệng ra làm ai nấy chết sững khiến Nhan Như Ngọc giật mình, phun hết rượu lên mặt hắn. Chẳng trách hắn là thánh tử của Thiên Tông, đúng là hảo hán, một hơi tăng giá thêm 3 tỷ, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Đạo hữu, ngươi nói 5 tỷ đấy ư, Túy lão dò hỏi. Lão ta phải xác nhận ra, nếu nghe nhầm thì chẳng khác nào trò cười. Triệu Bân khẽ gật đầu. Úi! Túy lão hít vào một hơi thật sâu. Lần này phát tài rồi. Lần này các chủ của lão ta sẽ vui đến nở hoa mất. Có ai còn tăng giá nữa không? Vài giây sau, Túy lão mới ho khan một tiếng vì bản thân đã hơi thất thố. Khi nói câu này, lão ta ngó lơ tất cả mọi người, chỉ nhìn về phía nhã gian của Cát gia ở tầng 3. Giống như lão ta, mọi người cũng nhìn về phía đó. Phe này các vị thiếu chủ gặp được đối thủ rồi. Ta ngờ rằng hắn không có nhiều tiền vậy đâu, Cát Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ý của thiếu chủ Cát gia là, Túy lão buột miệng tiếp lời. Tất nhiên phải kiểm tra túi tiền của hắn, trưởng lão Cát gia điềm tĩnh đáp, nếu hắn có 5 tỷ, ta đây sẽ không nói gì, nếu không có, vậy là ngông cuồng gây rối trật tự của buổi đấu giá, phải giết. Ý của vị đạo hữu đây thế nào, Túy lão mỉm cười nhìn Triệu Bân. Sao cũng được,
Triệu Bân mỉm cười thờ ơ, nhưng, lão phu có một điều kiện. Ồ! Chỉ cần Cát Dương từ bỏ, ta sẽ phô trương tài lực. Nếu ta không có 5 tỷ, muốn chém muốn giết tùy ý đấu giá các, Triệu Bân mỉm cười. Muốn chơi tâm kế với hắn, người còn non và xanh lắm. Trước kia, khi tham gia đấu giá ở thành Vong Cổ, Hoa Đô cũng từng yêu cầu tương tự. Nhưng muốn thấy túi tiền của hắn đâu dễ đến thế. Người có mưu, ta có kế. Lần đó hắn thực sự không có tiền mới hù dọa Hoa Đô thôi. Nhưng lần này khác rồi, hắn có hơn 10 tỷ cơ mà. Ai sợ ai chứ? Chủ yếu nhất là, hắn biết hạn mức của đối phương. Biết người biết ta, không trận nào thua được. Yêu cầu này không quá đáng, nhiều lão tiền bối vuốt râu. Vô duyên vô cớ kiểm tra túi tiền của người ta, người lợi hại gớm nhỉ. Muốn kiểm tra cũng được, muốn nhìn chân tướng cũng ổn thôi, người từ bỏ đấu giá đi. Thiếu chủ Cát gia, người nghĩ thế nào? Túy lão bưng chén trà, cất tiếng hỏi rất tùy ý. Tiểu hữu đừng sợ, từ bỏ đi thôi. Lão phu không tin, chẳng lẽ hắn có 5 tỷ thật? Ta cá là hắn không có. Trong đấu giá các, tiếng hô hào vang lên không ngớt. Nhiều người hóng chuyện chỉ sợ chuyện chưa đủ dày dà, chỉ sợ thiên hạ không đủ rắc rối. Ai biết thì biết đây là buổi đấu giá, ai không biết còn tưởng đây là buổi cãi lộn quy mô lớn ấy chứ. Chết tiệt! Cát Dương giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đòi kiểm tra túi tiền của đối phương, vốn tưởng rằng có thể chơi đối phương một vố. Không ngờ lại đưa bản thân lên đầu sóng ngọn gió. Từ bỏ, hắn làm sao có thể từ bỏ được chứ? Đất Phật tiêu biến khỏi nhân thế, hoa nhà Phật cũng tuyệt tích, hắn ta đã tìm rất nhiều năm. Hiếm lắm mới gặp được một bông hoa bà la, đâu có chuyện từ bỏ đấu giá được. Hắn muốn thoát xác về huyết mạch, phải trông chờ vào bông hoa này. Cơ duyên này không thể dùng tiền tài đong đếm được. Hắn ta không dám đánh cược. Nam vực ngọa hổ tàng long, các thế lực lớn không hề thiếu, vừa bừa một người cũng có thể lấy ra được 5 tỷ. Nếu hắn ta thua cược, đi tìm đâu ra hoa bà la nữa. Trưởng lão Cát gia cũng đang tức nghẹn trong lòng. Đầu óc đối phương rất thông minh đấy chứ, phản đòn họ một vố. Tiểu hữu, đã nghĩ kỹ chưa? Túy lão khoanh tay hỏi, đứng trên đài như một môn thần. Thiếu chủ Cát gia mà, phong độ ngút trời. Hiện giờ đã thực sự trở thành tiêu điểm của đám đông. Định từ bỏ đấu giá hay sẽ thêm tiền đây? Nhiều hơn hắn 100 vạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của thế nhân, Cát Dương lạnh lùng đáp, mấy chữ này như len ra từ các kẽ răng. Hội trường xôn xao hẳn lên, ánh mắt của lão già Long thuộc là thâm thúy nhất. Tên này muốn bông hoa bà la kia tới cỡ nào, 5 tỷ mà cũng chơi tới cùng. Nếu không thể thoát biến về huyết mạch, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Triệu Bân, ai nấy như đang ngỏ ý rằng, tăng thêm đi, dồn hắn ta vào chỗ chết. Túy lão là người có khát khao này mạnh nhất. Lão ta chủ trì đấu giá mà, giá càng tăng cao thì lão ta càng mừng. Lúc này đây lão ta không ngừng gảy bàn tính tính tiền thù lao, bao nhiêu vòng đấu giá, chỉ có vòng này kiếm được nhiều nhất. Nó là của ngươi rồi, mang về nhà cho heo ăn đi, Triệu Bân xua xua tay. Cho heo ăn. Lời nói của hắn khiến đám đông bật cười. Người vừa nãy chửi Cát Dương bảo hắn ta mang về nhà mà hầm canh. Vị này còn khốn nạn hơn, bảo hắn ta đem về nhà cho heo ăn. Quả nhiên đúng là một hội, phải không chịu yên phận tới mức nào mới nói ra được câu ấy. Nhan Như Ngọc cười rất vui vẻ, nghe thấy câu ấy mà hả dạ vô cùng. Cát Dương chính là con heo ấy đấy. Ngươi vẫn nhẫn tâm hơn. Nhan Như Ngọc mỉm cười, âm thầm giơ ngón cái với Triệu Bân. Cô ta chỉ dám lừa hắn ta 600 triệu, tên này mới hào phóng, thẳng tiến hẳn tới mốc 5 tỷ. Nghĩ cũng phải thôi. Hình như cứ phải mức giá này mới xứng tầm với đẳng cấp của Thánh Tử Thiên Tông. So với lúc Cơ Ngân tống tiền ân chú thì phiên đấu giá này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khiêm tốn, Triệu Bân ngồi thẳng lưng, tiện tay vuốt tóc, không quên liếc mắt nhìn nữ soái, ngụ ý của ánh mắt đó rất rõ ràng, tiền bối, ta thét giá có bá đạo không? 10 tỷ. Đáp lại Triệu Bân là hai chữ điềm nhiên của nữ soái. Phụt. Khụ khụ.
Hội trường không ngừng vang lên tiếng phun nước, không biết bao nhiêu người bị sặc. Ánh mắt họ nhìn về phía góc khuất kia cũng thay đổi hẳn. Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, đúng là không sai được. Ba người trên bàn đấy đúng là tàn nhẫn. 900 triệu, 5 tỷ, 10 tỷ, người này vừa xong đến lượt người kia, người này thét giá ghê hơn người kia. Họ thực sự muốn có hoa bà la, nếu không phải thì là lừa người khác rồi. Nhưng điều này khó tin quá, chẳng lẽ họ không sợ đối phương từ bỏ đấu giá sao? Triệu Bân hơi lùi về sau, lần đầu tiên có chút trịnh trọng đánh giá nữ soái từ đầu đến chân, không ngờ nữ soái không chỉ đẹp mà còn hết sức chói mắt, lúc trước nữ soái nói giới hạn của mình là 5 tỷ, không ngờ bây giờ lại có thể hét giá đến 10 tỷ. Hiển nhiên là nữ soái vẫn còn có chuyện giấu hắn, giới hạn thật sự của hắn ta là 10 tỷ. Chỉ có điều một màn chói mắt này mình nữ soái diễn là được rồi, nếu như hắn đụng vào thì sẽ không có kết quả tốt. Chẳng lẽ nữ soái lại cảm thấy cô đơn tịch mịch, muốn dùng cách này để tìm chút kích thích sao? Ân oán cá nhân, nữ soái khẽ nói. Triệu Bân nhướng mày. Ân oán cá nhân sao? Nữ soái cùng Cát Gia còn có ân oán cá nhân? Có, tất nhiên là có. Nếu như hỏi thì đây chính là câu trả lời của nữ soái. Cô ta đường đường là thống soái quân Xích Diễm, cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật thì làm sao có thể không gây thù chuốc oán. Sở dĩ cô ta nói mình có ân oán với Cát Gia là bởi vì trước đó có một đồ nhi của cô ta đã bị Cát Dương tàn sát nhưng cho đến nay cũng rất ít người biết đến điều đó. Cô ta đã đợi rất nhiều năm để tìm cơ hội trả thù. Bây giờ chính là một cơ hội tốt. Cho dù chưa thể giết được Cát Dương thì cũng không sao, trước hết cứ phải bắt hắn ta trả giá thích đáng đã. Đối với món nợ máu này thì 10 tỷ lượng kia chỉ mới là lãi mà thôi. Nữ soái không phải loại người hay gây chuyện nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Người đi cùng với người này sao, Nhan Như Ngọc giật giật góc quần áo của Triệu Bân hỏi. Không đi cùng, Triệu Bân khoát tay nói, nữ soái hét giá trên trời, hắn theo không kịp. Là người của gia tộc siêu lớn sao, Nhan Như Ngọc nói thầm trong lòng, nhìn nữ soái với ánh mắt đầy ẩn ý. 10 tỷ sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà người đến đây toàn là đại phú hào vậy? Có phải là lừa đảo không? Bầu không khí trở nên rất huyên náo, còn chưa tới món đấu giá cuối cùng mà động tĩnh đã lớn như vậy rồi. Ngay cả các gia tộc siêu lớn khác cũng biến sắc, Túy lão đã đầu váng mắt hoa. Từ khi lão ta làm người chủ trì hội đấu giá tới bây giờ thì đây là mức giá cao nhất mà lão ta từng nghe qua. Một lúc lâu sau lão ta mới ngẩng đầu nhìn lên, những khách đấu giá có mặt cũng nhìn lên, tất cả đều nhìn về phòng riêng của Cát Gia. Nét mặt của Cát Dương lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Nét mặt của các trưởng lão Cát Gia cũng hết sức khó coi, 5 tỷ bọn họ cũng có thể miễn cưỡng theo được, nhưng bây giờ lại ra giá tận 10 tỷ thật sự là quá cao, số tiền mà bọn họ mang theo có khi cũng chỉ đến chừng này mà thôi. Tất cả các trưởng lão đều bất giác quay sang nhìn Cát Dương. Hai mắt của Cát Dương đã đỏ ngầu, hắn ta lộ ra bộ mặt vô cùng dữ tợn, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiếu chủ nhà mình tức giận đến thế này, ai nhìn thấy cũng phải lạnh toát sống lưng. Người đùa giỡn ta. Cuối cùng Cát Dương cũng bùng nổ, một cước đá văng cửa phòng riêng, ngay cả con rắn lục nhỏ trên tay cũng bị hắn ta bóp nát. Sát khí lạnh như băng hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu của Cát Dương trừng lên nhìn nữ soái, Triệu Bân và Nhan Như Ngọc, xác định ba người này là cùng một ruột. Đều chạy đến đây để đùa giỡn Cát Gia. Thiếu chủ Cát Gia, người đã phá hỏng quy tắc rồi. Túy lão ngay lập tức lạnh lùng nói, chỉ một lời nhưng mang theo hàn khí hủy diệt, tiêu trừ sát khí mà Cát Dương vừa bộc phát, khiến cho Cát Dương còn phải lui về phía sau vài bước. Ý Túy lão như muốn nói, lão phu là người chủ trì hội đấu giá lần này mà ngươi còn dám lỗ mãng, có phải không muốn nể mặt lão phu hay không? Hay là mặt của ngươi bị ngứa? Muốn lão phu tát cho một cái. Ba người bọn chúng rõ ràng là chạy đến đây làm loạn, trưởng lão Cát Gia kịch liệt quát lớn. Không có ai ép buộc các người tranh đoạt, không theo nổi thì cứ từ bỏ đi, Túy lão liếc mắt nhìn bọn họ sau đó lại nói, về phần người này có trong tay 10 tỷ lượng hay không thì ngay sau hội đấu giá này sẽ biết thôi, nếu như không có thì cũng đừng hòng ra khỏi thành liệt hỏa ngày hôm nay. Chỉ sợ đó đều là kẻ lừa đảo của chính đấu giá các này cài cắm vào. Trưởng lão Cát Gia lại cười lạnh nói. Cát huynh,
cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy được. Túy lão lạnh lùng nói một câu, kẻ kia có phải là kẻ lừa đảo hay không lão ta là người biết rõ nhất. Ở đây quả thật có cài cắm kẻ lừa đảo nhưng kẻ đó vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Làm sao dám hét giá 10 tỷ lượng như thế này, đừng nói là kẻ lừa đảo, ngay cả chính lão ta cũng không dám. Một lời này của Túy lão khiến cho Cát gia không nói được thêm gì nữa. Có ai ra giá nữa không? Túy lão lại hỏi. Ta thêm 100 vạn, Cát Dương cuối cùng cũng đứng vững, hắn ta lộ ra vẻ mặt gớm ghiếc giống lên một tiếng, nhìn qua giống hệt như một con chó điên không ai dám lại gần. Ôi trời! Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá 10 tỷ lượng như sét đánh ngang tai, đây không phải là một trò đùa, Cát Dương thật sự muốn có được Hoa Bà La cho nên mới phải thêm vào cái giá cao ngất trời như thế chứ không phải chỉ để giả vờ cao ngạo. Tuy nhiên, cục diện bị ép phải trả giá thế này thật vô cùng bi thảm. Vị đạo hữu này thì sao? Túy lão quay sang nhìn nữ soái hỏi. Không theo, nữ soái thản nhiên nói một tiếng. Vậy Hoa Bà La đã thuộc về Cát gia, Túy lão đưa ra quyết định cuối cùng. Kết thúc rồi, trận đấu giá Hoa Bà La đã thật sự kết thúc với một mức giá khiến cho ai cũng sợ ngây người, một hồi lâu cũng không có ai phản ứng nổi. Làm hay lắm. Triệu công tử bật ngón tay cái khen nữ soái. Nữ soái không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống trà, trong mắt rõ ràng hiện lên hơi nước. Đây chỉ là lãi của món nợ đó mà thôi. Rồi sẽ có một ngày cô ta mang đầu của Cát Dương đến cúng tế đầu nhi nhà mình ở trên trời. Hai người thật sự không đi cùng nhau sao? Nhan Như Ngọc hỏi lại. Không, Triệu Bân lắc đầu. Nhan Như Ngọc tặc lưỡi, nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang nữ soái. So sánh với hai người này thì cô ta rõ ràng không phóng khoáng bằng. Mặc dù cả ba đều muốn hãm hại Cát Dương nhưng hai người này đã thật sự đã ở một tầm cao khác. Dù sao cũng phải nói, cô ta đang rất sảng khoái. Không chỉ có cô ta cảm thấy sảng khoái, hơn 9 phần trong số những người có mặt tại đây bao gồm cả Túy lão đều rất sảng khoái. Mới cách đây không lâu còn có một người nào đó làm rất nhiều chuyện đáng ghét, giống như hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết Cát gia ta có tiền, có rất nhiều tiền. Bây giờ hắn ta bị người khác làm thịt hơn 10 tỷ lượng, chẳng khác nào vừa bị vả bôm bốp vào mặt. Thật là buồn cười quá, bên trong phòng riêng của Nhan gia mấy trưởng lão đều đang bật cười vui vẻ. Cho ngươi hãm hại Nhan gia ta, nhìn xem, bị người khác làm thịt chính là hậu quả nhãn tiền của ngươi, đúng là làm tốt lắm. Cát huynh khí phách. Giữa những tiếng huyên náo, Công Tôn Chí lại lên tiếng chế giễu khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Lời này không có ai phản bác. Cát Dương không khí phách thì còn ai khí phách nữa. Từ đầu đến cuối lúc nào hắn ta cũng hét giá trên trời đánh bay từng khách đấu giá một. Cuối cùng liền đoạt được Hoa Bà La, đúng là phát sáng đến chói mắt. Chỉ có điều mức giá này nói ra thì cũng có chút đau lòng. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến toàn cục, Cát gia vẫn còn rất nhiều tiền. Có rất nhiều kẻ bật cười hả hê khi nhìn thấy người khác gặp bất hạnh, màn kịch này thật sự quá phấn khích. Phụt! Cát Dương hít thở không nổi, ngay lập tức phun máu, từng bước đứng không vững, cuối cùng ngã xuống ngất xỉu ngay tại chỗ. Không biết là hắn ta thật sự hôn mê hay là đang giả vờ ngủ, có lẽ là cả hai chăng, hắn ta vừa mất mặt vừa mất một số tiền lớn đến như vậy, vẫn nên ngủ một lát thì mới tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Cha cho ta. Trước khi ngất đi hắn ta đã tức giận ra lệnh. Cha, có chết cũng phải cha ra cho ta, tất cả các trưởng lão đều phải ra sức mà cha. Bất luận kẻ đó là ai thì cũng phải cha ra danh tính. Dám hãm hại Cát gia của hắn ta thảm như vậy, hắn ta chắc chắn phải bắt bọn chúng phải trả giá đắt. Những vị khách đấu giá khác không cho là đúng, chuyện này ngươi còn có thể trách ai, chỉ có thể trách ngươi quá kiêu ngạo cho nên mới gặp báo ứng, ngươi không hống hách hãm hại người khác thì làm sao người khác hãm hại ngươi được. Đây chính là nhân quả, là quả báo nhãn tiền của ngươi. Cát Dương hôn mê. Trận đấu giá Hoa Bà La đã thật sự kết thúc. Lúc này bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bưng tách trà lên, ngay cả Túy lão cũng như vậy, trận đấu giá vừa rồi quá phấn khích, cần phải uống trà để bình tĩnh lại. Đây xem như một trận đấu giá đã được ghi vào lịch sử, từ khi đấu giá các thành lập thì đóa Hoa Bà La này đã được ra giá cao nhất. Triệu Bân khá bình tĩnh, chỉ im lặng chờ đợi. Lấy được đan giả chết, hắn vẫn còn đang chờ quan tài ngọc băng.
Dù sao đan giả chết chỉ là một viên đan dược, dùng vào sẽ hết. Quan tài ngọc băng thì khác, muốn dùng lúc nào cũng được. Nếu phải lựa chọn, hắn vẫn sẽ chọn quan tài ngọc băng. Món đấu giá cuối cùng không còn phần của Cát gia hắn nữa, Nhan Như Ngọc cười nói. Cô cũng ở đây vì món đấu giá cuối cùng sao, Triệu Bân hỏi. Cha ta đã nói phải làm hết sức, Nhan Như Ngọc không hề giấu giếm. Nhan gia của cô cũng có một cái hộp sắt sao, Triệu Bân lại hỏi. Đã từng có, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi nói. Chỉ ba chữ bao hàm rất nhiều chuyện xưa. Triệu Bân đã hiểu ra. Có vẻ như Nhan gia cũng đã từng gặp biến cố, hoặc tệ hơn là thảm sát, cho nên mới đánh mất hộp sắt. Rất có thể món đấu giá cuối cùng chính là thứ mà Nhan gia đã đánh mất. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Hắn liếc nhìn lên tầng 3, không phải nhìn Cát gia mà đang nhìn Thi tộc, Huyết Y môn cùng gia tộc Công Tôn. Từ khi hội đấu giá bắt đầu thì bọn chúng rất ít khi ra tay, chắc chắn là muốn phân cao thấp ở vòng đấu giá cuối cùng. Ngoài ra Triệu Bân còn đoán chắc ngoại trừ tầng 3 thì bên dưới nhất định cũng còn có phú hào ẩn thân, có khi còn là người của gia tộc siêu lớn khác, tất cả đều đang đợi đến lúc món đấu giá cuối cùng được mang lên. Nữ soái ngồi bên cạnh hắn đã nằm dài lên bàn. Thuật đọc tâm tiêu tốn rất nhiều tinh lực, cô ta đã mất hết tu vi cho nên tất nhiên là không thể chịu đựng được lâu. Triệu Bân lấy ra linh dược rồi luyện nhập vào trong cơ thể của nữ soái. Nhan Như Ngọc thấy vậy thì nhướng mày. Vậy mà còn nói hai người không phải là một nhóm. Khụ khụ. Trên bục cao, Túy lão lại bắt đầu ho khan. Đây là tín hiệu cho thấy đấu giá sắp tiếp tục. Khách đấu giá đều biết điều đó cho nên đều ngồi thẳng lưng. Túy lão nhanh chóng lấy ra một vật, đó là một cuộn giấy, không biết là công pháp hay bí thuật. Nhìn vẻ ngoài của nó thì niên đại chắc chắn không nhỏ, nhất định là do một lão tiền bối lưu lại. Hội đấu giá lại nóng lên. Khi Túy lão gõ búa chốt giá thì cuộn giấy đã được bán với giá 3.000 vạn. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo có đủ mọi chủng loại như binh khí, bí thuật, huyền pháp, đan dược. Cái gì cần cũng có, hơn nữa đều là vật phẩm bất phàm. Những trận tranh đoạt cao trào thi nhau nổi lên, trận sau áp đảo trận trước làm lộ ra không ít phú hào ẩn thân bên dưới. Nhưng bây giờ những chuyện này trong mắt của tất cả mọi người chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh. So sánh với trận đấu giá Hoa Bà La thì chẳng phải đây đều là chuyện vặt vãnh hay sao? Sau những trận đấu giá này thì thứ có giá cao nhất cũng chỉ là một bộ công pháp giá 50.000 vạn. Triệu Bân cũng nằm dài ở trên bàn làm khán giả, chỉ chờ quan tài ngọc băng. Trong khi đó Nhan Như Ngọc đã ra giá rất nhiều lần. Kỳ quái chính là bất cứ trận đấu giá nào có cô ta tham dự thì thế lực tứ phương đều bỏ qua. Bất luận là cô ta ra giá bao nhiêu thì tất cả mọi người đều dừng tay, chỉ sợ mình sơ suất bị sập bẫy. Một bàn ba người kia đều không có tiết tháo, nếu dám đối đầu thì có khi sẽ bị hại đến chết giống như vị thiếu chủ Cát gia kia, đến giờ phút này vẫn còn đang hôn mê ở trên tầng 3. Kết quả là sau mấy trận đấu giá thì Nhan Như Ngọc đã lấy được rất nhiều bảo bối tốt mà giá cả cũng không quá cao. Sắc mặt của Túy lão trông khá khó coi, không hiểu tại sao lại không có ai tranh. Tuy nhiên, ngẫm lại thì thấy cũng không sai. Ba người ngồi cùng bàn kia tuy không phải là kẻ lừa đảo được thuê từ trước nhưng còn chuyên nghiệp hơn cả kẻ lừa đảo, hét giá một lần được đến cả 100 triệu lượng giúp cho lão ta kiếm được rất rất nhiều tiền, dù sao lão ta cũng phải trả lại cho ba người này chút ưu đãi. Không tồi. Các trưởng lão Nhan gia đều vui vẻ ra mặt. Thánh nữ xuống dưới để lại bọn họ trong phòng riêng, bọn họ chỉ cần ngồi đó xem kịch hay chứ không cần tham gia đấu giá. Cho dù muốn thứ gì thì thánh nữ cũng sẽ ra tay, có kéo thù hận thì cũng không liên quan đến Nhan gia. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, không ngờ thánh nữ đã lấy được không ít thứ tốt. Hơn nữa, bọn họ còn không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Không còn cách nào khác, ai bảo thánh nữ lại ngồi sát bên cạnh hai vị thần chứ. Mấy trưởng lão Nhan gia cũng đã từng cố gắng nhìn lén nhưng không thể nào nhìn ra được gương mặt thật của đối phương. Không thể tra ra lai lịch của đối phương bởi vì bọn họ che giấu quá kín kẽ. Tất cả đều là nhờ hai người, Nhan Như Ngọc cười nói, cô ta đã từng tham gia rất nhiều hội đấu giá nhưng lần này là thành công nhất, các thế lực tứ phương đều nể nang không dám tranh đoạt khiến cho cô ta thu được rất nhiều lợi ích. Tất cả đều là bởi vì bọn họ sợ bị hai người ngồi bên cạnh cô ta hãm hại. Bất cứ trận đấu giá nào có cô ta tham gia thì thế lực tứ phương đều sẽ ngoan ngoãn dừng tay. Nãy giờ đã lấy được không ít bảo bối nhỉ,
Có chia đôi không? Triệu Bân ngáp một cái nói. Ngươi đã có trong tay 1.8 tỷ mà còn để ý đến chút đồ này sao? Nhan Như Ngọc bĩu môi nói. Người như cô cũng phải tính theo cân, Triệu Bân thâm trầm nói. Lời nói của hắn có ngụ ý riêng nhưng Nhan Như Ngọc lại nghe không hiểu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một trận đấu giá khác đã kết thúc, người đoạt được vật phẩm đấu giá chính là người của thi tộc, món đấu giá là một viên linh châu màu đẻ, sau đó, người của huyết tâm môn lại đấu giá được một thanh kiếm màu đen với giá 3.000 vạn. Gia tộc Công Tôn vẫn rất hiếm khi ra giả, Công Tôn Chi vẫn đang chờ theo Triệu Bân thì Công Tân Chi có lẽ đang chờ đợi món đấu giá cuối cùng.